Đỉnh phong thiên hạ, Lục Lâm Thiên. Tập 66. Ánh mắt Lục Lâm Thiên trầm xuống, hỏi. Tử Yên cô nương, tình huống tới mức độ nào? Khi ta tới Đông Hải, căn cứ tin tức mà thiên địa các có được, song phương còn trong khống chế, phi linh môn một mực lui nhường, cũng không phản kích đại quy mô. Tử Yên nói. Lục Lâm Thiên nhíu mày, tình huống như vậy hẳn mọi người đang chờ đợi hắn trở về. Có vẻ kinh sợ còn chưa đủ a. Lục Lâm Thiên trầm giọng nói. Đôi mắt Tử Yên vừa chuyển, nói. Lục trưởng môn, mấy tháng trước thiên địa các nhận được một nhiệm vụ, chính là đánh chết phi linh môn kim đường Lục Tiểu Bạch, Lưu Nhất Thủ cùng Hoàng Đan trưởng lão. Cái gì? Sát khí đột nhiên bộc phát. Lục trưởng môn không cần phải gấp gáp, nhiệm vụ thất bại, ba người kia vẫn không sao. Cảm giác được sát khí, Tử Yên không khỏi nhíu mày. Tử Yên cô nương, không biết là người phương nào gây nên. Lục Lâm Thiên thở ra một hơi, hỏi. Lục trưởng môn, người chấp hành nhiệm vụ đã chết, là ai gây ra ta không thể nói cũng vô dụng, bởi vì trong các đa số đều dùng tên giả, có người đưa tới nhiệm vụ chưa chắc là người thuê, muốn điều tra tuyệt đối khó khăn, nhưng phỏng chừng lục trưởng môn đã có suy đoán, kỳ thật nói ra cũng không trọng yếu. Hẳn là ba sơn môn kia đi. Ánh mắt Lục Lâm Thiên trầm xuống, nhưng lại âm thầm lắc đầu, người bình thường sẽ nghĩ như vậy. Nhưng trên thực tế ba sơn môn kia nếu muốn đánh chết Lục Tiểu Bạch hẳn là không khó. Không nghĩ tới lại mời trưởng lão địa các ra tay, chỉ sợ trong chuyện này vẫn còn điều ẩn giấu. Có người cố ý chọc giận phi linh môn, muốn phi linh môn khai chiến với ba sơn môn kia, tốt nhất là không chết không ngừng, cuối cùng làm ngư ông thủ lợi. Hoặc là ba sơn môn cố ý chọc giận phi linh môn để họ phản kích, như vậy có thể tìm được lý do diệt phi linh môn. Việc này còn có Linh Thiên Môn cùng Vân Dương Tông hỗn loạn bên trong, đặc biệt là ba sơn môn kia cần tìm một lý do đường hoàng ra tay, nếu phi linh môn động thủ, bọn hắn sẽ có lý do. Lục trưởng môn, người có tính toán gì không? Tử Yên hỏi. Việc này ta còn chưa thật rõ ràng, cần phải trở về mới quyết định, đa tạ Tử Yên cô nương đã thông chi. Lục Lâm Thiên nói, như vậy mình phải gấp trở về cổ vực mới được, khoảng cách thật sự không gần, cũng không thể trì hoãn. Chỉ là thuận tiện mà thôi, không cần cảm ơn, ta cũng cần trở về, sau này có cơ hội gặp lại. Tử Yên đứng dậy cáo từ, chậm rãi đi ra cửa phòng, ánh mắt mang theo vẻ phức tạp giống như có chút không muốn. Tử Yên cô nương! Lục Lâm Thiên chợt kêu lên. Tử Yên quay đầu, có chút chờ mong hỏi. Lục trưởng môn, còn có việc sao? Tử Yên cô nương, để ta tiễn ngươi, thuận tiện tạm biệt Lam Thập Tam cùng Hỏa Vân Tôn giả bọn họ. Lục Lâm Thiên nói, không cần khách khí. Tử Yên mỉm cười, nhưng trong đôi mắt có chút thất vọng. Một lát sau bên ngoài đình viện, Lục Lâm Thiên tạm biệt cường giả thiên địa các, lúc này thái độ mọi người ngang hàng giao nhau, họ cũng hiểu rõ thực lực Lục Lâm Thiên đã ngang vai ngang vế cùng bọn họ. Lam Thập Tam cũng không còn ý định tìm Lục Lâm Thiên so chiêu, nhưng tối hôm qua hắn đi cùng Dương Quá mãi tới đêm khuya mới trở về, quần áo rách dưới nhưng hai người đều cực kỳ hưng phấn. Lục trưởng môn, cáo từ, sau này còn gặp lại. Các cường giả thiên địa các đều lên yêu thú phi hành rời đi. Sau này còn gặp lại. Lục Lâm Thiên khẽ cau mày nhìn theo, trong mắt hiện lên hàn ý, xem ra mình phải nhanh chóng quay về cổ vực. Ca ca, huynh làm sao vậy? Lục Tâm Đồng hỏi. Phi linh môn đã xảy ra chuyện. Lục Lâm Thiên thuật lại mọi việc cho mọi người nghe qua. Lại là ba sơn môn kia. Ánh mắt Lục Tâm Đồng rét lạnh nói. Lão đại, chúng ta phải nhanh chóng trở về thôi. Tiểu Long nói. Lục Lâm Thiên gật đầu, nhìn qua Long Linh như dò hỏi. Long Linh cô nương, không gian kia cũng đã sụp đổ, không bằng ngươi gia nhập phi linh môn chúng ta được không? Lục Lâm Thiên hỏi. Long Linh có chút do dự, đoạn thời gian này ở chung nàng cũng có hiểu biết với Lục Lâm Thiên, nói. Ta chưa từng đi ra ngoài, nhưng theo trong trí nhớ truyền thừa. Cũng biết thú loại muốn dung hòa cùng nhân loại thật không dễ dàng. Long Linh cô nương quá lo lắng, ở trong phi linh môn có yêu đường, bên trong có mấy vạn yêu thú linh thú, giữa chúng ta đãi ngộ không có phân biệt, thiên địa vạn vật đều tự có con đường riêng, nhân loại cũng là một dạng của thú loại, nhưng theo tổng thể mà nói nhân loại sinh nở cực nhanh mà thôi, tiến hóa lại nhanh hơn một chút, mà trong thú tộc có không ít chủng tộc còn vượt xa nhân loại, giữa nhân loại. Linh thú cùng yêu thú ở chung cùng nhau kỳ thật cũng không có quá nhiều vấn đề. Lục Lâm Thiên nói. Vậy,
Long Long vẫn còn có chút lo lắng, ánh mắt không tự chủ nhìn qua Hắc Vũ. Long Linh tiểu thư, bây giờ ngươi cũng không có nơi nào để đi, trước gia nhập Phi Linh môn xem sao, nếu không thích thì rời đi cũng không muộn. Hắc Vũ nói, vậy được rồi, ta sẽ gia nhập Phi Linh môn thử xem sao. Long Linh gật đầu nói, hoan nghênh Long Linh cô nương gia nhập, sau này Phi Linh môn lại có vị hộ môn tôn sứ thứ tư. Lục Lâm Thiên mỉm cười nói, nhị đệ, người gọi Bàn Hủy huynh đi đâu vậy? Dương Quá hỏi thăm. Hiện tại chúng ta đi qua tìm Bàn Hủy huynh, chuẩn bị trở về cổ vực. Lục Lâm Thiên nói, quay đầu dặn dò nhóm người Tập Hạo Nhiên, chỉ sợ hai các hai đảo còn lại sẽ không chịu bỏ qua, hiện tại chính Thánh Linh giáo cũng rất phiền toái, phải cẩn thận nhiều hơn mới được. Giáo chủ, chúng tôi cáo từ trước, giáo chủ cẩn thận. Nhóm người Tập Hạo Nhiên xin cáo từ. Cường giả Thánh Linh giáo đồng thời lên lưng yêu thú phi hành rời đi. Chúng ta cũng đi thôi, đi hội họp với Bàn Hủy huynh. Lục Lâm Thiên nói. Hống. Thiên Sĩ Tuyết Sư vỗ cánh bay lên, hóa thành bản thể khổng lồ xoay quanh, mọi người nhảy lên, nhất thời thân ảnh biến mất phía xa xa. Phát tài, lần này thật phát tài. Bên trong đình viện, một lão nhân chừng 50 tuổi đang đếm một đống kim tệ cùng đan dược tam phẩm nhị phẩm. Không nghĩ tới những cường giả kia thuê đình viện lại hào phóng như vậy, sau này đủ giúp cho hắn trở thành người giàu nhất trong trấn nhỏ. Cha, cần tài vật có ích lợi gì, sớm biết họ đều là cường giả, con nên bái sư mới đúng. Một thiếu niên nhìn chằm chằm vào thân ảnh tuyết trắng khổng lồ biến mất, vẻ mặt cây ết yêu ta ép sợ nói. Giữa không trung xa xa, Tử Yên nhìn ra viễn không, ánh mắt mơ hồ nghĩ ngợi. Tử Yên, người cảm thấy Lục Lâm Thiên như thế nào? Diệu Linh Tôn giả đi tới hỏi. Người kia, mỗi lần đều ngoài dự đoán mọi người, thực lực quá kinh khủng, thái độ thủ đoạn làm người ngày càng tỉ mỉ, lần này tuy đánh chết đám người Thu Thủy Vương, lại mượn sức những sơn môn như Nhật Sát Các, thực lực Phi Linh môn ngày càng mạnh, còn có Thánh Linh giáo, phỏng chừng nhờ có Diễn Linh Thiên Quả cùng linh khí địa cấp hấp dẫn, sẽ có không ít tán tu nguyện ý gia nhập bọn họ, tới lúc đó thực lực càng thêm cường hãn. Tử Yên nói. Lục Lâm Thiên đúng là ngoài dự đoán mọi người, không ngờ vị cường giả viễn cổ lại là sư phụ hắn, thật ngoài ý liệu, còn có thân thể đế giả, Lục Lâm Thiên dù không thừa nhận nhưng tuyệt đối đang nằm trong tay hắn. Hỏa Vân Tôn giả nói, Lục Lâm Thiên giấu giếm, chỉ sợ cũng biết sự tồn tại của đế giả chi nguyên. Tử Yên nói, đế giả chi nguyên, ai đạt được đã có 7 thành cơ hội đột phá đế cấp, có bảo vật này nếu bị hắn lấy được, theo thiên phú của hắn. Thành tựu thế nào cũng có thể nghĩ, như vậy chúng ta cần phải tính toán lại quan hệ giữa thiên địa các cùng Phi Linh môn mới được. Hỏa Vân Tôn giả nói. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Mặc dù Lục Lâm Thiên giảo hoạt gian trá, nhưng cũng có thể kết giao, ai tốt với hắn, hắn đều nhớ kỹ, lần này muốn vuốt giận với các thế lực lại lấy cả Diễn Linh Thiên Quả cùng linh khí địa cấp đưa ra, xem như không tệ rồi. Phục Yêu Tôn giả nói. Theo ta xem không bao lâu nữa đại lục sẽ thay đổi bất ngờ. Tử Yên nhíu mày, lo lắng nói. Tử Yên, sau khi Lục Lâm Thiên biết tình huống của cổ vực, có tính toán gì không? Hỏa Vân Tôn giả hỏi. Không có nói thẳng, nhưng lộ sát khí, với tính cách của hắn, dám đánh chết Thu Thủy Vương, thần Hỏa Vương bọn hắn, cũng không e ngại ba sơn môn kia đâu. Tử Yên nói. Ba sơn môn kia vốn tưởng rằng có thể chèn ép Phi Linh môn. Dẫn dụ Linh Thiên Môn, như vậy là có thể đánh tan Linh Thiên Môn cùng Phi Linh Môn, chủ yếu là muốn chèn ép Linh Thiên Môn. Bởi vì thực lực của Phi Linh Môn còn chưa tới nỗi khiến cho ba sơn môn kia liên thủ bao vây tiễu trừ. Diệu Linh Tôn giả cười nói. Nhưng ba sơn môn kia phỏng chừng còn chưa biết rõ thực lực bây giờ của Phi Linh Môn đã tới mức khủng bố, mà Phi Linh Môn vẫn luôn nhường nhịn, bọn hắn băn khoăn trong Phi Linh Môn có cường giả ẩn cư. Lần này chỉ sợ ba sơn môn kia sẽ phiền toái, hơn nữa có thực lực Thánh Linh giáo, nếu Lục Lâm Thiên độc ác một chút, liên thủ Nhật Sát Các, Vân Dương Tông, Linh Thiên Môn là có thể gắt gao ngăn chặn ba sơn môn kia, bọn hắn sẽ trộm gà không được còn mất nắm gạo. Mấy lão gia hỏa của ba sơn môn kia phỏng chừng đang vội vàng ứng phó đại sự kia, không tới lúc sơn môn sống còn cũng không dễ dàng rời núi, nhưng những lão gia hỏa của Vân Dương Tông cùng Linh Thiên Môn cũng vậy. Như vậy sẽ tạo cơ hội cho Lục Lâm Thiên, nhưng muốn làm ba sơn môn kia bị tổn thương chí mạng là không thể nào, Lục Lâm Thiên còn chưa có thế lực như thế. Phục Yêu Tôn giả nói.
Vậy phải xem Lục Lâm Thiên độc ác bao nhiêu, nếu hắn ngoan độc, ba sơn môn kia chỉ sợ cũng bị lột ra, già sợ tráng, mềm sợ cứng rắn, cứng sợ ngang, ngang sợ liều mạng, tóm lại có trò hay để nhìn. Diệu Linh Tôn giả nói, chỉ sợ chính Lục Lâm Thiên cũng không được yên thân, hắn gỡ yêu ta ết đám người Thu Thủy Vương, không biết những lão gia hỏa của Nguyệt Long Các, Viêm Đảo có liều lĩnh rời núi hay không, nếu thật là như thế hắn sẽ gặp phiền toái. Hỏa Vân Tôn giả nói, đừng quên, Lục gia còn có Bắc Cung gia tộc bảo hộ, Lục Vô Song là đại tiểu thư, Lục Lâm Thiên cũng không phải không có cứu viện. Quan hệ giữa Độc Cô Cảnh Văn cùng Lục Lâm Thiên chỉ sợ không đơn giản, tuy trưởng lão Độc Cô ra phản đối, nhưng cuối cùng sẽ thế nào cũng thật khó suy đoán, đám người Nguyệt Long Các muốn ra tay, cũng phải băn khoăn. Phục Yêu Tôn giả nói, rối loạn, tóm lại sau khi tin tức truyền ra, hết thảy đều sẽ rối loạn. Diệu Linh Tôn giả có chút vui sướng khi thấy người gặp họa, nói. Trên đại lục bình tĩnh quá lâu, không nghĩ tới lại bị tiểu tử Lục Lâm Thiên quấy đục. Lần này đám người Nguyệt Long Các bị thương nặng, người đi vạn đảo nhai đều bị đánh chết, ta phỏng chừng Nhật Sát Các, Thiên Vân Đảo, Tinh Ngục Các, Càn Hiên Đảo thật vất vả mới có được cơ hội như vậy, nhất định sẽ không bỏ qua. Mà đám người Nguyệt Long Các bị thương nặng, chỉ sợ trong một đoạn thời gian muốn đi tìm Lục Lâm Thiên phiền phức cũng thật khó khăn. Trừ phi là những lão gia hỏa kia tự mình ra tay, nhưng chuyện đại sự kia sắp tới, nếu bọn hắn tự động thủ chỉ sợ sẽ làm ảnh hưởng tới chuyện đó, cho nên cơ hội xuất thủ thật không lớn. Tử Yên nói, đại lục cần phong vân biến sắc, thiên địa các không đếm xỉa tới hay nhúng tay vào cũng phải cân nhắc một phen mới được, Lục Lâm Thiên, không biết sau lưng tiểu tử kia rốt cục có người nào, ta luôn cảm giác sau lưng hắn vẫn luôn có người một mực phụ tá. Diệu Linh Tôn giả nói, ai? Các cường giả thiên địa các khẽ thở dài, sắc mặt ngưng trọng, chỉ sợ sau khi trở về trên đại lục sẽ gió dục mây vần. Trên lưng thiên sĩ Tuyết Sư, Lục Lâm Thiên nhắm mắt điều tức, vài giờ sau Tuyết Sư mới xuất hiện trong một mảnh núi non liên miên khôn cùng. Hô! Thở ra một hơi chọc khí, Lục Lâm Thiên mở mắt, cảm giác chân khí sau đó phân phó Tuyết Sư bay vào tận sâu trong dãy núi. Trưởng môn! Sau một lát từ trong dãy núi có hai thân ảnh bay ra. Chính là Bàn Hủy cùng Bàn Vân. TT. Bảo Nhi cùng Bối Nhi thật thân thiết đi tới bên người Tiểu Long cùng Lục Tâm Đồng. Bàn Hủy huynh, vẫn ổn chứ? Lục Lâm Thiên hỏi. Đã tới đông đủ, chỉ tiếc cấp độ đê giai vẫn chưa thể thông qua được không gian thông đạo. Bàn Vân nói. Không bao lâu sau, Lục Lâm Thiên hạ xuống dãy núi, nhìn thấy phía trước là một mảnh thú ảnh đông nghìn nghịt, khóe môi lộ nụ cười. Sau khi rời khỏi nham động hắn đã phân phó Bàn Hủy cùng Bàn Vân giúp đàn thú đi ra khỏi thông đạo không gian dao động, cũng may là như thế, nếu không thông đạo vỡ tan sẽ tổn thất lớn. Hống hống, ô ô, từng tiếng thú minh gầm gừ truyền ra, nhìn thấy Tiểu Long, đàn yêu thú có chút sao động. Bái kiến yêu hoàng, đàn yêu thú cảm giác được chân khí của Tiểu Long, trong lòng sợ hãi, lập tức phủ phục hành lễ. Bái kiến trưởng môn. 113 thân ảnh xuất hiện trước mặt Lục Lâm Thiên chắp tay hành lễ. Không cần đa lễ. Lục Lâm Thiên mỉm cười, 113 yêu thú thất giai, trong đó có 3 thất giai hậu kỳ đỉnh, hơn 20 thất giai hậu kỳ, nhiều yêu thú thất giai như vậy còn mạnh hơn cả thánh thú bộ của Thánh Linh Giáo. Ánh mắt Lục Lâm Thiên lướt qua đàn thú, hơn ngàn yêu thú lục giai, hơn 4000 ngũ giai, còn là trung kỳ trở đi, thậm chí không có ngũ giai sơ kỳ. Bởi vì thực lực thấp không thể đi qua thông đạo không gian dao động, Lục Lâm Thiên cũng đành bất đắc dĩ. Không gian sụp đổ, đáng tiếc linh thú bên trong không chạy thoát. Ánh mắt Long Linh lộ vẻ bi thương, trong không gian nàng là linh vương, mấy trăm năm bị khí tức quỷ dị khống chế, không biết đàn linh thú như thế nào. Việc này cũng không còn cách nào, không cần quá thương cảm, ít nhất ngươi đã khôi phục lại thần trí. Bàn Vân nói. Không nghĩ tới trước kia chúng ta đấu mấy ngàn năm, cho tới bây giờ đều gia nhập phi linh môn, chỉ sợ chưa từng nghĩ tới. Long Long mỉm cười nói. Phải a, đấu mấy ngàn năm, sau này cũng không cần đấu tiếp. Bàn Vân cười đáp. Trưởng môn, chúng ta xuất phát đi cổ vực sao, đàn thú của Bàn Hủy chỉ sợ là đi quá chậm, động tĩnh thật quá lớn. Thiên thủ quỷ tôn nhìn thấy đàn thú, không nhịn được cảm thán, có đàn yêu thú này thực lực phi linh môn càng thêm khủng bố. Không sao, ta có biện pháp. Lục Lâm Thiên mỉm cười, yêu thú ngoài tứ giai đã có thể thu nhỏ thân hình, số lượng không gian thú nang cũng đã đủ sử dụng.
Một canh giờ sau, trong ánh mắt kinh ngạc của mọi người, Lục Tâm Đồng cùng Lục Lâm Thiên lần lượt thu mấy ngàn yêu thú vào trong không gian thú nang. Thủ đoạn của trưởng môn thật sự làm cho ta cảm thấy ngoài tưởng tượng a. Thiên thủ quỷ tôn kinh ngạc nói. Ca ca, hiện tại chúng ta đi về sao? Lục Tâm Đồng hỏi. Ân, cần phải trở về, nhưng mà... Lục Lâm Thiên đưa mắt nhìn lướt qua mọi người, nói. Đường trở về không gần, ta an bài mọi người đi một nơi tu luyện, nhưng việc này mọi người nhất định phải giữ bí mật. Ca ca, đi địa phương nào tu luyện, chúng ta không phải cần đi về sao? Lục Tâm Đồng nghi hoặc hỏi. Yên tâm, các ngươi tu luyện vẫn có thể quay về cổ vực. Lục Lâm Thiên nói. Lão đại, chẳng lẽ ngươi muốn cho chúng ta đi vào trong đó tu luyện? Chỉ có Tiểu Long mới biết bí mật của thiên trụ giới. Phải. Lục Lâm Thiên gật đầu. Hắc hắc, vậy tốt lắm. Tiểu Long cười hắc hắc, nhìn mọi người nói. Các ngươi thật có vận khí thôi. Sau một lát, bên trong tầng thứ nhất thiên trụ giới, sắc mặt mọi người kinh ngạc, chân khí nơi này làm cho họ đoán được không phải vật phàm. Ở trong này tu luyện 10 canh giờ tương đương một canh giờ bên ngoài, tu luyện 10 tháng bên ngoài chỉ khoảng một tháng, là gấp 10 lần a. Tiểu Long đắc ý nói. Cái gì? Mọi người nghe vậy không khỏi kinh ngạc, Hắc Vũ nhìn Lục Lâm Thiên, khó trách thiếu chủ đột phá nhanh như vậy, nguyên lai có bảo vật này trong tay. Mọi người ở lại đây yên tâm tu luyện đi. Lục Lâm Thiên nói. Được. Mọi người cực kỳ hưng phấn gật đầu đáp. Không nghĩ tới trưởng môn còn có bảo vật này. Thiên thủ quỷ tôn kích động xoa tay, đây tuyệt đối là trọng bảo. Hắc Phú thúc, người cũng ở lại đây tu luyện đi. Lục Lâm Thiên nói. Thiếu chủ, tạm thời chưa cần thiết, người cần người bảo hộ. Hắc Phú nói. Cũng được. Lục Lâm Thiên gật đầu, trên đường trở về hắn thật sự cần Hắc Phú bảo vệ an toàn. Vạn nhất gặp phải siêu cấp cường giả đánh lén nếu hắn không có lực đánh trả thì thảm. Hai tiểu tử kia, các ngươi cũng chăm chỉ tu luyện đi. Lục Lâm Thiên lấy ra hai viên yêu linh đan đưa cho Bảo Nhi cùng Bối Nhi. TT, hiện tại hai tiểu tử đã thật thân thiết với Lục Lâm Thiên, nuốt xong yêu linh đan còn chưa rời khỏi mà liếm lên mặt hắn. Hắc Phú thúc, chúng ta đi thôi. Tâm thần vừa động, thân ảnh của hắn đã đi ra ngoài, thu lại thiên trụ giới. Tuyết sư, chúng ta về trước đi. Hống. Thiên sĩ tuyết sư vỗ cánh bay lên, nhanh chóng rời đi. Hy vọng đông lão cùng oánh tỷ còn có thể chống đỡ được vài tháng. Lục Lâm Thiên thì thào, rồi bắt đầu chìm vào lĩnh ngộ. Thiên sĩ tuyết sư lướt qua tầng mây, kéo theo tiếng xé gió trầm thấp, tốc độ làm người cảm thấy kinh ngạc. Lục Lâm Thiên khoanh chân ngồi, quanh thân hiện lên đoàn cương khí trong suốt. Sau khi dùng diễn linh thiên quả, lấy được năng lượng trong nham động, tốc độ lĩnh ngộ của Lục Lâm Thiên càng tăng nhanh hơn trước rất nhiều. Bên trong một dãy núi mở mang, núi non trùng điệp, con sông uốn lượn xoay quanh, xuyên qua dãy sơn mạch này chính là hải vực rộng lớn, thỉnh thoảng lại có một thân ảnh cầm điều cô độc bay qua. Không gian xuất hiện trên thiên đảo, núi lửa bùng nổ khiến hơn 10 vạn người vẫn lạc, tin tức truyền bá trong thời gian cực ngắn, mà cường giả hai các hai đảo Nguyệt Long Các, Viêm Đảo, Thần Kim Các, Khôn Dương đảo tính cả đảo chủ các chủ đều là cường giả tôn cấp đã bị Lục Lâm Thiên đánh chết, bắt đầu bạo tạc chẳng khác gì bom nguyên tử nổ mạnh. Một truyền 10, 10 truyền 100, khó tránh khỏi thêm mắm dặm muối, Lục Lâm Thiên đã bị truyền vô cùng kỳ diệu. Khắp các trà lâu tử quán đều đàm luận về Lục Lâm Thiên. Thực lực của Lục Lâm Thiên chỉ giơ tay nhấc chân liền đánh chết Thiên Dương Vương Dương Tề Thuyên, chỉ một chiêu đã đánh hắn thành cho tàn. Trên đại lục Linh Vũ, bên trong một quần sơn liên miên, một ngọn núi khổng lồ cao vê upsilon t trong mây, cây cối sum xuê, vô số thanh kiếm rậm rạp cắm đầy trong khe đá, kiếm quang tán phát bốn phía, kiếm khí sắc bén vỡ áp khắp xung quanh. Bên trong một không gian tối tăm, một mảnh quỷ khóc thần hào quanh quẩn, nơi nơi tràn ngập ma khí, người có tâm tình kém cỏi đi vào chỉ sợ sẽ lập tức tẩu hỏa nhập ma. Tận sâu trong không gian có một hồ sâu hình kiếm, nước hồ đỏ tươi như máu. Huyết đàm lớn chừng vài trăm thước, giống như một thanh cự kiếm nằm bên trong không gian, chân khí ngập trời, hắc vụ lượn lờ tràn ngập. Lúc này bên trong huyết đàm có một nữ nhân khoanh chân ngồi, toàn thân ngâm bên trong huyết đàm chỉ lộ đầu, khuôn mặt tuyệt mỹ lãnh diễm, khí chất quỷ dị, nàng chính là Nguyên Nhược Lan. Nguyên Nhược Lan ngồi bất động, tiếng thét quỷ thanh quỷ khí kêu rên không ngừng, mỗi thanh âm giống như đâm thẳng vào lòng, nhưng không hề ảnh hưởng tới nàng,
nước hồ cuồn cuộn như nước sôi, năng lượng quỷ dị ngập tràn. Trên khuôn mặt Nguyên Nhược Lan như có tia huyết dịch không ngừng lưu xuyến, làm người ta nhìn thấy cực kỳ đáng sợ. Bên ngoài không gian, Kim Kiếm Vương Cổ Kiếm Phong xuất hiện trong một cổ động. Đã gần một năm rồi đi, Nhược Lan còn chưa đi ra, chư vị trưởng lão, Nhược Lan không việc gì chứ? Cổ Kiếm Phong nhìn chăm chú vào cửa động phong bế hỏi. Kỳ tích, tuyệt đối là kỳ tích, cho dù là ta cũng chỉ có thể ở lại trong ma kiếm chỉ nghỉ ngơi nửa năm thời gian, mà Nhược Lan ở gần một năm, nói không chừng lần này thật sự có thể triệu hoán ma kiếm, tới lúc đó nhận được kiếm tổ truyền thừa, có thể thành công chính là đại vận của thiên kiếm môn chúng ta. Một thanh âm già nua truyền ra. Chư vị trưởng lão, vậy có nguy hiểm gì hay không? Cổ Kiếm Phong sốt ruột hỏi. Tự nhiên sẽ gặp nguy hiểm, lúc trước kiếm tổ có lưu lại lời nói, muốn triệu hoán ma kiếm cần ba điều kiện, chính là đại nghị lực, đại hằng tâm, đại thiên phú. Nếu không chẳng những không triệu hoán được ma kiếm, trái lại còn bị hại, không đủ điều kiện thì không thể tu luyện ma kiếm. Thiên phú của Nhược Lan không có vấn đề, chỉ là ta không biết Nhược Lan làm sao có được đại hằng tâm cùng đại nghị lực như vậy, thật sự làm chúng ta cảm thấy ngoài ý muốn. Thanh âm già nua lại truyền tới, lập tức nói tiếp. Ngươi về trước đi, chúng ta sẽ chiếu cố Nhược Lan, nếu Nhược Lan thành công sẽ trợ giúp chuyện kia rất lớn. Đạ, Kiếm Phong cáo lui. Cổ Kiếm Phong cúi đầu hành lễ nói. Phải rồi Kiếm Phong, ngươi cũng nên nhanh chóng đột phá tôn cấp đi, chuyện đó đã sắp tới, đột phá tôn cấp rất trọng yếu, thiên phú của ngươi rất tốt, cũng sẽ có hy vọng. Lại một thanh âm già lão khác truyền ra. Kiếm Phong hiểu được. Cổ Kiếm Phong cáo lui rời đi. Oanh long long. Ngay lúc Cổ Kiếm Phong rời khỏi kiếm sơn, cả không gian đột nhiên run lên, trên tòa kiếm sơn khổng lồ nhất thời giống như có thanh âm vạn kiếm tề minh ông ông vang rền, hội tụ thành kiếm minh đinh tai nhức óc quanh quẩn khắp cả không gian. Nhược Lan, người cần phải cố gắng, dĩ thân nhập ma, lúc trước cũng chỉ có kiếm tổ mới có thể làm được, nếu ngươi làm được, đủ nhảy lên thành cường giả đỉnh cấp. Cổ Kiếm Phong quay đầu lẩm bẩm nói, liền rời đi. Hống. Trên hải vực, một đạo bạch sắc lưu quang lướt qua chân trời, thiên sĩ tuyết sư vỗ cánh lướt trên trời cao, mang theo dòng khí đảo qua vang lên tiếng gào thét quanh quẩn giữa không trung. Thiếu chủ, chúng ta sắp ra khỏi Đông Hải. Thanh âm hắc vũ truyền vào trong tai Lục Lâm Thiên. Hô. Bạch quang thu liếm. Năng lượng phong hệ nồng đậm nháy mắt tán loạn trên không, sau một lát Lục Lâm Thiên thở ra một hơi chọc khí mở mắt. Sắp rồi sao? Lục Lâm Thiên nhìn chăm chú về phía trước, ở mảnh hải vực xa xa xuất hiện một dãy kiến trúc thật lớn, mây mù quanh quẩn, như ẩn như hiện, sương mù dày đặc còn không ngừng nổi lên ba động, không nghĩ tới đã đi qua thành Ma Vân. Đã nửa tháng, Hắc Vũ nói, trong lòng thật chờ mong nhanh chóng đi tới Phi Linh Môn gặp lại chủ nhân, mấy ngàn năm không gặp. Lúc này nghĩ tới tâm tình càng thêm kích động. Lục Lâm Thiên nhìn chằm chằm về phía trước, đó là một mảnh kiến trúc nhìn không thấy cuối, sừng sững ngay tại hải vực, mây mù quanh quẩn, xa xa nhìn lại chỉ thấy được tường thành bên ngoài, cao chừng trăm trượng, giống như đột ngột mọc lên từ đáy biển, vô cùng vững chắc. Từ xa xa nhìn thành Ma Vân sừng sững giữa hải vực vô biên vô hạn, tòa thành lộ ra cỗ khí thức dày nặng, Lục Lâm Thiên đột nhiên nghĩ tới một việc, lúc trước Đoan Mộc Y Y từng nói qua với hắn. Trong Đông Hải, vạn đảo nhai chỉ là vùng đất hung hiểm thứ hai, mà thứ nhất chính là một mật địa bên trong thành Ma Vân. Nghe đồn có không ít cường giả đi vào, vô duyên vô cớ đã biến mất bên trong, nghĩ vậy Lục Lâm Thiên nhíu mày hỏi Hắc Vũ. Hắc Vũ thúc, bên trong thành Ma Vân có mật địa, người có biết không? Biết một chút, lúc trước ta cùng chủ nhân có đi vào, nhưng khi đó thực lực còn thấp, chúng ta bị người của tứ các tứ đảo phát hiện, cho nên đành phải chạy trốn. Hắc Vũ nói, thiếu chủ, chẳng lẽ ngươi muốn đi vào xem sao? Vậy phải xem Hắc Vũ thúc có hứng thú hay không? Lục Lâm Thiên cười nói, dù sao là tiện đường, mặc dù sốt ruột quay về cổ vực, nhưng mật địa thành Ma Vân ở ngay trước mặt, hắn thật sự có hứng thú, nói không chừng còn có thể lấy được một ít ưu đãi. Nói không chừng sẽ gặp nguy hiểm, mật địa thành Ma Vân do người tứ các tứ đảo luân phiên trông coi quản lý, nếu có thể tìm được ưu đãi chỉ sợ bọn họ đã chiếm qua. Hết thảy chỉ có thể xem vận khí, lúc trước khi thực lực chủ nhân còn chưa đạt tới đỉnh cho nên không thể vào được, hiện tại thiếu chủ có hứng thú, ta đương nhiên phụng bồi. Hắc Vũ nói, tuyết sư, chúng ta vào thành đi. Lục Lâm Thiên nhìn chăm chú vào tòa thành phía trước, không biết bên trong sẽ có cái gì,
mình chỉ nhìn xem một chút là được rồi, tránh bị chậm trễ quay về cổ vực. Tuyết sư hóa thành hình người, ba người bay về hướng thành Ma Vân. Thành Ma Vân là tòa thành đầu tiên khi tiến vào Đông Hải, diện tích khổng lồ, cùng liên đón với tứ các tứ đảo. Nghe Đoan Mộc Y Y nói qua, thành Ma Vân cũng không phụ thuộc thế lực nào, phân biệt do tứ các tứ đảo quản lý, 5 năm thay đổi một lần. Lúc này nhìn thành Ma Vân, Lục Lâm Thiên mơ hồ cảm giác được bên trong sẽ có không ít bí mật. Địa thế thành Ma Vân cực kỳ đặc thù, tựa như hình quạt, mà tứ các tứ đảo quanh chung quanh ba mặt của thành Ma Vân, đều tự có lối vào, phân tán liên tiếp với thành Ma Vân. Ba người đi tới ngoài thành, cửa thành thật lớn, đủ làm cho thuyền lớn thoải mái đi qua, mà lúc này phạm vi hải vực nơi đây là một mảnh cảnh tượng thật bận rộn. Ba người lập tức vào thành, diện tích tòa thành thật lớn. Kiến trúc hùng vĩ, đều dùng đá ngầm cứng rắn xây dựng, có vẻ vô cùng vững chắc, cũng có đặc sắc cực kỳ, trên đại lục tuyệt đối không có loại kiến trúc tảng lớn thế này, kiến trúc liên miên không thấy cuối, chung quanh cực kỳ xôn xao ồn ào, vô cùng náo nhiệt, nhân số thật sự không ít. Xuyên qua con đường, ba người đi tới bên ngoài chủ thành, nơi này là một mảnh hải đảo liên miên thật lớn, ba người thả người nháy mắt biến mất trong hải đảo. Thiếu chủ, phía trước đã tới gần mật địa. Nơi nơi đều có người canh gác, phỏng chừng là trông coi mật địa, hẳn là vài vũ vương linh vương, còn có một linh tôn nhị trọng, nhưng nếu bị phát hiện chỉ sợ sẽ đưa tới phiền toái. Trên một hải đảo, Hắc Phu nhìn xa xa nói. Vậy buổi tối xuất phát, vài linh vương vũ vương hẳn còn chưa phát giác được chúng ta. Lục Lâm Thiên nói. Màn đêm buông xuống. Hai thân ảnh bay ra hải đảo, chính là Lục Lâm Thiên cùng Hắc Phu. Tu vi tuyết sư khá thấp nên Lục Lâm Thiên đã thu hắn vào trong thiên trụ giới. Hai thân ảnh lướt qua đêm đen, sương mù bao phủ hết thảy, tiếng sóng biển ầm ĩ, không ai phát hiện sự tồn tại của bọn họ. Thiếu chủ, đây là lối vào, nghe đồn có không ít cường giả tứ các tứ đảo đã đi vào nhưng không ai đi ra, cực kỳ nguy hiểm. Hắc Phủ truyền âm. Lục Lâm Thiên quan sát lối vào mật địa, lối vào thật khổng lồ, lúc này chung quanh đều có mây mù bao phủ. Lộ ra khí tức quỷ dị, tầm mắt khó thể quan sát hoàn cảnh xung quanh. Mật địa có cái gì? Cảm giác được khí tức quỷ dị kia, trong lòng Lục Lâm Thiên thoáng do dự, truyền âm. Hắc Phủ thúc, chúng ta vào đi thôi. Hai người đi tới, một lát sau Hắc Phủ truyền âm. Thiếu chủ, phía trước có cấm chế của Linh Tôn, tới gần sẽ bị người phát hiện. Có cấm chế, thật có chút phiền phức. Lục Lâm Thiên nhướng mày nói. Có lẽ có biện pháp phá vỡ cấm chế của Linh Tôn nhị trọng, nhưng muốn không bị phát hiện thì thật khó khăn. Không có chuyện gì, chuyện nhỏ mà thôi. Hắc Phủ vừa dứt lời, thủ ấn lướt qua, nhất thời làm nổi lên một tầng không gian dao động khắp xung quanh. Suy, chúng ta đi. Hắc Phủ dứt lời, lôi kéo Lục Lâm Thiên đi vào không gian dao động, khi xuất hiện đã ở ngoài trăm thước, đã vượt qua đạo cấm chế vừa rồi. Lục Lâm Thiên có chút kinh ngạc quay đầu nhìn lại. Thiếu chủ, hết thảy cẩn thận một chút. Hắc Phủ truyền âm. Lúc trước chủ nhân có nói qua, trong này có trận pháp thượng cổ. Trận pháp thượng cổ. Lục Lâm Thiên nhíu mày. Trước vào xem. Lục Lâm Thiên nói, đã tới đây cũng không thể dễ dàng đi ra ngoài. Xung quanh đều có tảng đá lớn, cỏ dại tùm, tựa hồ đã thật lâu không ai đi qua, ở bên trên có rãnh sâu thật lớn, tựa hồ là dấu vết đối chiến lưu lại. Thật cẩn thận đi vào bên trong, sương mù càng lúc càng dày đặc. Ngẫu nhiên còn có tiếng thú minh truyền tới, nơi này thật sự có không ít yêu thú cùng dã thú tồn tại. Ba ba. Thân ảnh hai người xuyên qua, kinh động yêu thú bay lên, một ít yêu thú cũng phát động công kích. Đối với hai người mà nói công kích kia cũng không có bao nhiêu uy hiếp ta ép, cuối cùng hai người phóng xuất khí tức khiến toàn bộ sinh vật cảm giác hai người lợi hại, đều vội vàng chạy trốn. Hai canh giờ sau hai người đi tới trước một khe núi lớn, thân ảnh chợt lóe liền đi vào trong khe sâu. Thiếu chủ, hình như không thích hợp. Sắc mặt Hắc Phủ đột nhiên biến đổi, dừng chân nhìn chung quanh, kinh hãi nói. Không xong, chúng ta đã xông vào đại trận thượng cổ. Không phải xui xẻo như vậy đi, thật sự đã xông vào. Sắc mặt Lục Lâm Thiên trầm xuống, thật sự là đại trận thượng cổ, chẳng lẽ nơi này là lục địa thượng cổ hay sao? Thần sắc Lục Lâm Thiên ngưng trọng đánh giá bốn phía, xung quanh khe sâu tràn ngập đại thụ che trời cùng tảng đá hỗn độn, trên không sương mù dày đặc, càng lúc càng thêm nồng đậm. Lục Lâm Thiên cảm giác khí tức xung quanh, nói. Hắc Phủ thúc,
nhìn xem chúng ta có thể lui ra ngoài hay không. Không đường thối lui, mặt sau đều là hư không. Hắc Phủ đáp. Lục Lâm Thiên quay đầu nhìn lại, sắc mặt đại biến, lục địa dưới chân đang biến mất, nháy mắt hai người đứng giữa hư không, không còn đường thối lui. Không gian chung quanh một mảnh tĩnh mịch, không có tiếng gió, hết thảy như yên lặng bất động, tình huống này làm trong lòng Lục Lâm Thiên run lên. Đây là trận pháp thượng cổ gì? Lục Lâm Thiên cau mày. Cẩn thận! Hắc Phủ vừa dứt lời, dưới chân hai người nháy mắt xuất hiện không gian lốc xoáy thật lớn, lốc xoáy tối đen, tựa như không gian hắc động, hấp lực tràn ra, chung quanh hắc động lộ ra khe không gian tối đen. Hấp lực khủng bố cắn nuốt không gian dao động, ngay cả thực lực hai người cũng bị cắn nuốt đi vào. Thanh Linh Khải Giáp. Lục Lâm Thiên khởi động khải giáp, sắc mặt ngưng trọng, hấp lực khổng lồ kia khiến thân thể hắn giống như bị lưỡi đao bổ qua, khó trách cường giả tiến vào mà không thể đi ra. Hấp lực khủng bố như vậy chỉ sợ vũ tôn nhất trọng nhị trọng đều không thể đào thoát, đồng thời hấp lực hôm nay còn khủng cây Eota ép hơn cả ngày trước. Hắc Phủ thúc, có biện pháp nào đi ra ngoài hay không? Lục Lâm Thiên hỏi. Không có, nơi này thật quỷ dị. Vừa dứt lời, quanh thân Hắc Phủ bao phủ quang mang, bao trùm cả Lục Lâm Thiên, nhờ vậy chỉ có thể ổn định thân hình. Hô hô, lốc xoáy dao động gào thét xoay tròn, hấp lực ngày càng khủng bố. Khe không gian không ngừng lan tràn trước mắt hai người, trực tiếp bao phủ cả vầng cương khí. Thiếu chủ, lực lượng này quá kinh khủng, ta cũng khó đối kháng. Thần sắc Hắc Phủ ngưng trọng. Ca ca, chỉ nháy mắt cương khí bắt đầu nứt nẻ. Di, bên trái hình như có chút không đúng. Lục Lâm Thiên nhìn chăm chú vào bên trái lốc xoáy, bên trong có một cỗ khí tức quen thuộc. Hắc Phủ thúc, có biện pháp nào phá vỡ không gian bên trái hay không? Lục Lâm Thiên vội vàng hỏi, hắn muốn đánh cuộc một lần xem sao. Để ta khôi phục bản thể thử xem, ngươi cẩn thận một chút. Hắc Phủ dứt lời, hoàng mang chợt lóe, hóa thành bản thể khổng lồ. Cô! Một mảnh hắc quang tối đen lan tràn, một tiếng phượng minh chợt vang vọng, khí tức thê lương phảng phất như tồn tại từ thời viễn cổ nhất thời tràn ngập không gian. Đồng thời hai cánh Hắc Phủ xoay tròn bay lên, cắt vỡ không gian. Chỉ nháy mắt không gian chung quanh lốc xoáy đột nhiên xuất hiện một vầng cương khí tối đen. Thân ảnh Lục Lâm Thiên lập tức rơi lên lưng Hắc Phủ. Không gian hủy diệt, phá. Trong miệng Hắc Phủ hét lớn một tiếng, hai cánh vỗ mạnh, không gian giam cầm nổ tung, lộ ra một động sâu thật lớn. Phanh phanh. Không gian bên trái lập tức phá nát, đồng thời bản thể Hắc Phủ lập tức lao vào, chỉ có thể đánh cuộc một lần xem có thể thoát thân hay không. Hiu hiu. Bản thể Hắc Phủ nháy mắt xuất hiện bên ngoài không gian lốc xoáy vỡ nát, mà không gian cũng lập tức khôi phục lại hoàn hảo như cũ. Đã ra rồi, thật sự đi ra rồi. Lục Lâm Thiên nhảy xuống, trước mắt chính là không gian khe sâu thật lớn, bốn phía núi non trùng điệp, tựa như rừng rậm nguyên thủy thời viễn cổ, lộ ra cỗ khí tức tang thương. Nơi này lại có di tích thượng cổ sao? Lục Lâm Thiên nhìn chằm chằm khe sâu, trước mắt là một mảnh vết tích kiến trúc còn lưu lại, vô cùng mở mang. Sau khi kiểm tra hẳn đều tồn tại rất nhiều năm tháng, theo tài liệu mà xem ít nhất phải lên tới mấy vạn năm. Đây là địa phương gì? Hắc Phủ đánh giá bốn phía, nhìn chung quanh, thần sắc cực kỳ ngưng trọng. Bất kể thế nào, cuối cùng đã thoát khỏi hắc động kia rồi. Lục Lâm Thiên nghĩ thầm. Nơi này không biết là di tích thượng cổ hay viễn cổ, hình như rất lâu không có ai đi qua. Hắc Phủ nói. Không thể xác định. Nhưng nơi này hẳn tồn tại đã lâu rồi. Lục Lâm Thiên nhìn chung quanh, khắp nơi đều là vách tường đổ nát hoang tàn. Phía trước hình như có chân khí dao động. Ánh mắt Hắc Phủ rơi lên một kiến trúc cung điện phía trước, nơi đó chỉ còn tường đổ tang thương, gạch đá chồng chất như núi. Chúng ta đi nhìn xem. Thân ảnh hai người lập tức bay lên, lập tức xuất hiện bên ngoài vách tường, cung điện cực kỳ khổng lồ, không gian xa xa một mảnh xanh ngắt. Nhưng không trung lại u tối, núi non bao bọc khắp bốn phía. Một lát sau hai người đã đi vào bên trong cung điện bắt đầu tìm kiếm, hy vọng có điều phát hiện, bên trong cung điện thật tang thương, nhưng lại không thấy có gì đáng chú ý. Thiếu chủ, nơi này có chân khí dao động, hình như là năng lượng. Hắc Phủ đứng trước một bức tường đổ, nhìn không gian dao động trước mặt, nơi này đang không ngừng nhộn nhạo. Hình như là lực lượng còn sót lại khi cường giả giao thủ. Không bị tiêu tán trong thiên địa, vậy chứng minh không gian này hoàn toàn bị phong ấn kín kẽ, không hề tương liên với bên ngoài.
Lục Lâm Thiên cau mày nói, như vậy hẳn nhờ không gian thiên phú của Hắc Vũ cho nên họ mới vào được nơi này, cũng không biết người của tứ các tứ đảo có biết nơi này tồn tại hay không. Suy, Lục Lâm Thiên kết xuất âm dương linh vũ quyết, trong tay hiện lên một cỗ lực cắn nuốt, trong ánh mắt kinh ngạc của Hắc Vũ, hắn đem đoàn năng lượng trước mặt hút vào trong tay. Đoàn năng lượng lập tức hóa thành chân khí cùng linh lực, nhưng chỉ như muối bỏ biển, với tu vi hiện tại của hắn mà nói, năng lượng thật quá ít. Lục Lâm Thiên lại nhìn chăm chú khắp bốn phía, chung quanh xuất hiện không ít năng lượng dao động, cũng không mạnh lắm, chỉ sợ đã tồn tại trên vạn năm, vẫn chưa tan hết, chỉ sợ phải do cường giả khủng bố đứng đầu mới có thể làm được điều này. Lục Lâm Thiên cũng không tiếp tục cắn nuốt năng lượng, mà tiếp tục tìm kiếm thật lâu, nhưng không tìm được gì khác, cũng không tìm được lối ra. Một canh giờ sau hai người xuất hiện ngoài quảng trường đổ nát, sắc mặt ngưng trọng. Hắc Phú Thúc, chúng ta đi nhìn xung quanh trước, tìm xem có lối ra hay không. Lục Lâm Thiên nói. Được. Hắc Phú gật đầu. Hai người lập tức đi quanh tìm kiếm, nơi nơi đều là rừng rậm nguyên thủy viễn cổ, diện tích thật lớn. Ở đây có không ít yêu thú cùng linh thú, tu vi cấp bậc không quá cao. Dọc theo đường đi, hai người phát hiện không ít yêu thú linh thú, số lượng không nhiều, tu vi không cao, điều này làm Lục Lâm Thiên cực kỳ kỳ quái, không gian này tồn tại đã lâu, hẳn phải có yêu thú tu vi khá cao mới đúng, dưới tình huống bình thường cho dù không có huyết mạch cao nhưng nếu vượt qua trên vạn năm thời gian, hẳn đã lên tới cấp độ thất giai, thế nhưng nơi này nhiều nhất chỉ là ngũ giai mà thôi. Thiếu chủ, người có phát hiện hay không, nơi này không có năng lượng tồn tại, căn bản không thể tu luyện. Hắc Phú đột nhiên nói. Lục Lâm Thiên vốn không để ý, nghe vậy liền cảm giác, nơi này thật sự không có thiên địa năng lượng, căn bản không cách nào tu luyện. Có vài phần tương tự như mật địa của Vân Dương Tông. Lục Lâm Thiên nghĩ thầm, nhưng mỗi lần Vũ Linh Thánh quả chín tới, mật địa Vân Dương Tông tràn ngập năng lượng, tốc độ tu luyện tăng nhanh hơn nhiều lần. Chẳng lẽ nơi đây cũng là một lục địa thượng cổ riêng biệt? Lục Lâm Thiên suy đoán, theo lời Độc Cô Cảnh Văn, mật địa Vân Dương Tông cũng vậy, chẳng lẽ nơi này cũng thế sao? Gì, chân khí quen thuộc kia lại tới nữa. Vào lúc này Lục Lâm Thiên lại cảm giác được cỗ chân khí quen thuộc khi nãy đã hiện qua một lần. Hắc Phú Thúc, đi theo ta. Hắn lập tức đi về phía trước, dọc theo đường đi trong khu rừng rậm cũng có không ít nguy hiểm, có chút thực vật cũng có lực công kích. Lục Lâm Thiên tận mắt nhìn thấy yêu thú phi hành tam giai bị một gốc cổ thụ che trời tung ra vô số dây mây đánh chết, sau đó cắn nuốt máu tươi. Vài giờ sau cả hai đã đi xa vô cùng, mà cỗ chân khí quen thuộc kia ngày càng thêm rõ ràng. Cuối cùng Lục Lâm Thiên lăng không dừng lại trước một sơn cốc. Thiếu chủ, trong này có một cỗ khí tức cực kỳ đặc biệt. Hắc Phú nhìn thấy sơn cốc phía trước, bốn phía có không ít đá lớn, mà trên bầu trời sương mù quang quẩn dày đặc. Hắc Phú Thúc, nơi này giống như là một cấm chế. Lục Lâm Thiên đánh giá một lúc mới lên tiếng. Trong này cũng có cấm chế sao? Hắc Phú thật sự không cảm giác được có dao động gì nơi đây. Hắc Phú Thúc, người xem dưới mặt đất. Lục Lâm Thiên cười nói. Hắc Phú nghe vậy nhìn kỹ xuống dưới, thấy nơi cửa sơn cốc trồng chất không ít hải cốt yêu thú. Nhiều yêu thú chết ở chỗ này, chỉ sợ bên trong sơn cốc không tầm thường. Lục Lâm Thiên nói, trong những hài cốt kia có một ít hài cốt khổng lồ, mà trong không gian này không có yêu thú linh thú cao giai. Lục Lâm Thiên hoài nghi chỉ sợ yêu thú bị khí tức năng lượng nơi này hấp dẫn tới, sau đó bị cấm chế đánh chết, khó trách khi xung quanh nơi này không có yêu thú linh thú tới gần, phỏng chừng nơi này chính là cấm địa. Chúng ta vào xem, gặp nguy hiểm nói không chừng cũng có lợi. Hắc Phú nói, vậy vào xem. Lục Lâm Thiên đáp, tìm mãi không thấy lối ra. Nói không chừng bên trong sơn cốc sẽ có, mà chân khí quen thuộc cũng từ trong sơn cốc thẩm thấu đi ra. Cả hai dè dặt đi tới, một đường cẩn thận đề phòng, mà ngay khi hai người vừa đi vào sơn cốc, lập tức bị một cỗ năng lượng thật lớn đập vào, năng lượng nháy mắt giống như lũ quét đánh vỡ không gian dao động chút xuống. Suy, Lục Lâm Thiên khởi động khải giáp, Hắc Phú bố trí cương khí, năng lượng thật lớn chút xuống. Theo Lục Lâm Thiên quan sát cho dù là cường giả tôn cấp nhất trọng bị đánh chúng cũng cửu tử nhất sinh. Thiếu chủ, cẩn thận một chút. Hắc Phú nói. Còn có thể đối kháng được, chúng ta đi vào nhìn xem. Mặc dù cấm chế rất mạnh, nhưng có hai tầng phòng hộ của thanh linh khải giáp cùng bất diệt huyền thể, hoàn toàn không có vấn đề. Trước kia cấm chế này hẳn mạnh hơn nhiều,
chỉ sợ do thời gian quá dài uy lực đã suy giảm. Hắc Vũ nói, không biết bên trong cất giấu cái gì. Lục Lâm Thiên cực kỳ tò mò, cấm chế trải qua muôn đời, có lẽ còn lâu hơn, nhưng vẫn còn uy lực mạnh như thế, như vậy uy lực thuở ban đầu sẽ vô cùng khủng bố. Hai người chậm rãi đi tới, cấm chế thật rộng, qua chừng nửa khắc Lục Lâm Thiên mới gian nan đi xuyên qua, mà Hắc Vũ có vẻ thoải mái hơn không ít. Chân khí thật nồng đậm. Đi ra cấm chế, Lục Lâm Thiên lập tức cảm thấy năng lượng nồng đậm, phảng phất như tu luyện tại đây tốc độ sẽ nhanh hơn không ít. Nơi này cũng là một mảnh núi non, nhưng toàn là những ngọn núi cao ngất, diện tích tựa hồ không nhỏ, năng lượng tràn ngập, không gian hoàn toàn yên tĩnh. Thiếu chủ nhìn xem. Hắc Vũ kinh ngạc kêu lên. Lục Lâm Thiên nhìn theo, phía trước là một mảnh vách núi thẳng đứng, trên vách núi có một dây mây màu trắng, trên dây mây có một linh quả màu trắng treo lơ lửng, mà Lục Lâm Thiên cũng quen thuộc với quả cây kia, đó chính là Diễn Linh Thiên Quả. Diễn Linh Thiên Quả. Lục Lâm Thiên nhìn chăm chú vào linh quả không tản ra chút năng lượng dao động nào, điều kiện sinh trưởng của Diễn Linh Thiên Quả cực kỳ hà khắc, ít nhất phải là một nơi linh khí tràn đầy mà suốt 3 vạn năm chưa từng có ai đi qua, địa phương như vậy mới có thể xuất hiện Diễn Linh Thiên Quả. Mà từ khi kết quả tới lúc chín ít nhất cần 5.000 năm thời gian, nói cách khác địa phương này có hơn 3.000 năm không bóng người, đồng thời người của tứ các tứ đảo vẫn chưa phát hiện nơi đây, bằng không cũng không nhìn thấy Diễn Linh Thiên Quả. Lục Lâm Thiên hưng phấn đi tới, mà cây mây kia mọc từ trong một hang động nằm trên vách núi. Thu, Lục Lâm Thiên không khách khí thu Diễn Linh Thiên Quả vào trong một hộp ngọc, lại đi thẳng vào hang động. Bên trong hang động, bốn phía là vách đá thật dày, vách đá bóng loáng vô cùng, càng đi vào trong Lục Lâm Thiên càng cảm giác được năng lượng quen thuộc không ngừng lan tràn ra ngoài. Một khắc sau, hang động trở nên rộng lớn, xấp xỉ hang động mà Bàn Hủy ở lại khi đó. Là nơi này sao? Lục Lâm Thiên vẫn luôn đi theo cây mây vào bên trong, đi tới nơi này cây mây cũng lớn hơn không ít, nhìn qua như dây thường xuân leo trên vách đá, chung quanh sinh trưởng lá cây hình cung màu trắng rậm rạp, bên trên có năng lượng hùng hậu lan tràn. Một màn trước mắt làm Lục Lâm Thiên nhíu mày, trên cây mây cũng có không ít Diễn Linh Thiên Quả, ước chừng là hơn 10 quả. Nguyên lai khí tức tới từ đây. Lục Lâm Thiên lẩm bẩm, hắn luôn cảm giác có chân khí quen thuộc, thì ra tới từ Diễn Linh Thiên Quả. Suy, ngay khi hai người tới gần, cây mây bắt đầu khô héo, bởi vì Diễn Linh Thiên Quả không thể tiếp xúc nhân khí, một khi gặp phải sẽ lập tức úa vàng. Thu, thân ảnh Lục Lâm Thiên chợt lóe, nháy mắt thu thiên quả vào trong hộp ngọc. Vào lúc này Hắc Vũ đi tới trên thạch đài diện tích không nhỏ, bên trên phủ kín một tầng cho bụi. Hắc Vũ thổi tan cho bụi, nhìn xuống thạch đài giống như một tấm bản đồ. Sắc mặt Hắc Vũ nhất thời có chút biến hóa, sau thoáng do dự nhẹ nhàng điểm xuống một chỗ, ngay nháy mắt ngón tay điểm xuống, chuyện quỷ dị liền phát sinh, không gian dao động bên người Hắc Vũ chợt dao động, ngay sau đó thân hình biến mất ngay tại chỗ không chút tiếng động, mà Lục Lâm Thiên đang thu thập Diễn Linh Thiên Quả nên không hề phát hiện. Oanh long long, thu hồi toàn bộ Diễn Linh Thiên Quả, tổng cộng là biến 13 quả, ngay lúc vừa thu quả cuối cùng, cả vách đá run lên, cây mây biến mất. Trên vách đá xuất hiện một cửa động thật lớn, là do rễ của Diễn Linh Thiên Quả lưu lại. Lần trước hắn đi theo hệ rễ của Diễn Linh Thiên Quả mới phát hiện liên tiếp cùng một hồ năng lượng thật sự tốt hơn thiên quả không ít. Hắc Vũ thúc. Lục Lâm Thiên đang định tìm kiếm hồ năng lượng, đột nhiên phát hiện Hắc Vũ biến mất, vừa rồi mình chỉ lo thu thập thiên quả cho nên không hề phát giác. Không xong. Trong lòng Lục Lâm Thiên trầm xuống, dùng toàn bộ tinh thần đề phòng. Trong hang động lớn cũng không có sinh vật nào khác, chỉ có một thạch đài thật lớn nằm ở giữa mà thôi. Hắc Vũ thúc. Thanh âm Lục Lâm Thiên quanh quẩn trong hang, nhưng không nghe tiếng đáp lại, với thực lực của Hắc Vũ lại đột nhiên biến mất, vì vậy làm Lục Lâm Thiên kinh hãi. Lục Lâm Thiên chậm rãi đi tới chỗ thạch đài, cả hang động chỉ có vật này quỷ dị mà thôi. Đây là vật gì? Lục Lâm Thiên nhìn thạch đài có vẻ ngoài ý muốn, trên thạch đài phủ kín cho bụi. Nhưng vừa rồi rõ ràng có dấu vết bị người thổi tan. Bản đồ sao? Nhìn dấu vết gập ghềnh trên thạch đài, với kinh nghiệm của Lục Lâm Thiên, thạch đài miêu tả một bản đồ lập thể, hình dáng dấu vết bên ngoài làm cho bản đồ có vẻ thật sống động. Lục Lâm Thiên giật mình nhìn kỹ lại, phát hiện là bản đồ đại lục, có hai lục địa thật lớn cùng một hải vực, trong hải vực vẫn còn không ít lục địa khác. Theo địa hình mà xem, Lục Lâm Thiên dễ dàng phát hiện cổ vực,
Đại lục Linh Vũ cùng Đông Hải, ba địa phương này hắn đều đi qua, đặc biệt tương đối quen thuộc với Đông Hải cùng cổ vực. Ai lại làm ra bản đồ đại lục này đâu? Lục Lâm Thiên nghi hoặc, càng thêm cẩn thận kiểm tra bản đồ, hắn phát hiện có một điểm nhỏ màu đỏ nằm tại vị trí trung ương của cổ vực cùng đại lục Linh Vũ. Chẳng lẽ Sơn Mạch Vũ Đô? Lục Lâm Thiên cảm giác quen thuộc, tự nhủ. Hắc Phú Thúc đã ấn vào đây. Lục Lâm Thiên nhướng mày, trên điểm đỏ có dấu vết ngón tay ấn vào, giống như có người vừa tiếp xúc nó. Chẳng lẽ Hắc Phú Thúc đã biến mất ở chỗ này? Trên bản đồ có không ít cho bụi, mà dấu vết ngón tay kia càng thêm rõ ràng, hắn chỉ có thể nghĩ tới nguyên nhân này. Thử xem sao. Lục Lâm Thiên do dự, cẩn thận đặt ngón tay lên điểm đỏ ấn nhẹ, trong nháy mắt không gian dao động lập tức dao động. Lục Lâm Thiên còn chưa kịp lấy lại tinh thần, thân hình biến mất ngay tại chỗ, trước mắt chợt lóe đã đi tới một cửa động không gian dao động đường kính 2 thước, không gian khí lưu đang chậm rãi xoay tròn, không gian lực tràn ngập khắp nơi. Trùng động, nơi này lại là trùng động. Lục Lâm Thiên kinh ngạc, không gian trùng động một mảnh tối đen, tựa như hắc động, tràn ngập hấp lực, chỉ có thể nhìn thấy một tầng bạch quang, một cỗ năng lượng khuếch tán mang theo tiếng thét quỷ dị chấn động lòng người. Chẳng lẽ Hắc Phú Thúc đi vào trong này? Hắn cũng không do dự, thật cẩn thận đi vào bên trong trùng động, trong nháy mắt một mảnh không gian khí lưu nồng đậm tràn vào mặt, trước mắt đột nhiên tối sầm, thân thể có cảm giác bị mất trọng lượng, nhưng chỉ một lát liền tiêu tán. Khi tầm mắt lại sáng ngời, Lục Lâm Thiên cảm giác chung quanh đều là không gian khí lưu cuồn cuộn, thông đạo giống như không thấy cuối, xung quanh chỉ là một mảnh hắc ám bát ngát khôn cùng, không hề có chút âm thanh, hoàn toàn yên tĩnh. Lục Lâm Thiên nhanh chóng đi về phía trước, chỉ cảm giác thân thể mình lướt qua không gian nhanh như chớp, tốc độ nhanh tới cực hạn. Trong không gian trùng động không có hấp lực, chỉ thi triển một chút chân khí tốc độ sẽ cực nhanh, nếu dùng sức quá lớn ngược lại sẽ bị không gian lực bài xích. Thân ảnh Lục Lâm Thiên chợt lóe, sau một lát nhìn thấy phía trước có một thân ảnh tối đen, lúc này hắn mới thở ra một hơi nhẹ nhõm. Thiếu chủ, đây là không gian trùng động, cũng không biết đi thông chỗ nào. Thân ảnh phía trước chính là Hắc Vũ, hắn còn đang do dự không biết có nên thối lui về sau tìm người hay không, chợt cảm giác sau lưng có dao động, cũng thở ra một hơi. Hắc Vũ thúc, làm sao bây giờ? Lục Lâm Thiên hỏi. Ta cũng không biết, lui về cũng phải tìm lối ra. Hắc Vũ đáp. Không bằng chúng ta đi xem không gian trùng động rốt cục đi thông phương nào trước đã. Lục Lâm Thiên nói. Trong này tựa hồ cũng không có gì nguy hiểm, đi xem cũng được. Hắc Phú gật đầu. Hai người nhìn nhau, thân ảnh chợt lóe biến mất. Suy suy. Không gian dao động chấn động, hai thanh âm vang lên, Lục Lâm Thiên cùng Hắc Phú đã phá không bay ra, trực tiếp nhảy ra khỏi không gian trùng động thoát ra ngoài. Đã ra rồi sao? Không gian dao động chợt lóe, giống như hình thành không gian bích trướng, mà không gian trùng động nháy mắt đã biến mất không còn nhìn thấy. Nhưng làm Lục Lâm Thiên ngoài ý muốn chính là không gian trùng động tựa hồ có cỗ lực lượng quỷ dị đang hấp thu thiên địa linh khí rót vào bên trong trùng động kia. Lục Lâm Thiên đưa mắt quan sát xung quanh, nơi này cũng là một hang động lớn, ở giữa cũng có một thạch đài. Hai người đi tới bên cạnh thạch đài có một tầng cho bụi thật dày, Lục Lâm Thiên phất tay thổi tung cho bụi, trên thạch đài cũng có một bộ bản đồ, trên vị trí của Đông Hải thành Ma Vân lại có thêm một điểm đỏ. Nơi này hình như không có ai đi qua. Hắc Phú đánh giá chung quanh nói. Chúng ta tìm xem có lối ra hay không. Lục Lâm Thiên nói, hai người đi ra khỏi hang động, tiến vào thông đạo uốn lượn, cả hai đi thêm một khắc mới tới cuối. Có cấm chế. Hắc Phú nói, bên ngoài thông đạo cũng có cấm chế, hai người nhìn nhau, lập tức lao ra, cấm chế rất mạnh, không kém cấm chế đầu bên kia trùng động bao nhiêu. Dù vũ tôn nhất trọng cùng nhị trọng muốn mạnh mẽ phá vỡ cũng bị đánh thành mảnh nhỏ. Hai người mạnh mẽ xuyên qua cấm chế, khi xuất hiện đã ở trong một mảnh núi non thật lớn. Vùng núi này mở mang, rừng rậm che phủ, liên miên không thấy cuối. Nơi nơi tràn ngập linh khí, tựa hồ còn có không ít linh dược cùng linh quả, tận sâu trong ngẫu nhiên truyền ra tiếng thú minh, quanh quẩn khắp cả không gian mênh mông. Hai người nhìn nhau, bay thẳng tới trước tìm kiếm. Thiếu chủ, không gian này tựa hồ cũng bị phong ấn, không ít yêu thú cùng linh thú cao giai. Hắc Phú nói, trong rừng rậm có yêu thú linh thú lục giai, mà tận sâu trong tựa hồ còn có thất giai. Cũng không ít linh dược linh quả. Tuy không phải thiên tài địa bảo cực kỳ chân quý,
nhưng đối với vũ sư, vũ phách thậm chí là vũ tướng đều có tác dụng cực lớn. Ngao! Xa giữa không trung một tiếng thú minh gầm gừ truyền tới, thanh âm xuyên thấu không gian, quanh quẩn trong tai cũng cảm giác được uy áp thật lớn. Thiếu chủ, có yêu thú tấn công chúng ta, còn là bát giai sơ kỳ. Hắc Vũ dừng giữa không trung, nhìn chằm chằm vào mảnh núi non trùng điệp phía trước, thoáng nhíu mày. Lại có yêu thú bát giai. Lục Lâm Thiên kinh ngạc, nơi này thật không đơn giản. Tận sâu trong dãy núi phía trước, ngọn núi cao V Upsilon T trong mây, sương mù dày đặc, Lục Lâm Thiên mơ hồ cảm giác được bên trong linh khí tràn đầy, giống như linh khí đều tụ tập về phía trước, thậm chí linh lực nơi không gian trùng động cũng bị hấp thu tới, vì vậy linh khí bên không gian trùng động cực kỳ thiếu hụt, cấp độ yêu thú linh thú cực thấp. Ngay khi Lục Lâm Thiên còn đang suy tư, một thú ảnh khổng lồ xuất hiện. Yêu thú kia đã tới. Hắc Vũ nói. Hắn vừa dứt lời, một thanh âm rít gào truyền đến. Ngao! Chỉ nháy mắt cả không gian đột nhiên chấn động kịch liệt, một cỗ khí lưu huyền như cuồng phong cuốn tới, không gian dao động không ngừng nhộn nhạo. Tốc độ thú ảnh cực nhanh, chỉ một lần lắc mình đã đi tới trước mặt hai người, đó là một đầu yêu thú khổng lồ lớn chừng 800 thước, toàn thân bao phủ lớp vảy hỏa hồng sắc, đầu giống lang phi lang, lại giống sư phi sư, đôi mắt như lửa đỏ, trong mắt lộ hung quang, tứ chi có móng vuốt gấp khúc, toàn thân lộ ra khí tức nóng bỏng. Đây là... Thần sắc Lục Lâm Thiên biến hóa. Không ngờ là xích viêm kim nghê thú. Lục Lâm Thiên có chút cây ết yêu ta ép sợ, đây là chủng loại yêu thú viễn cổ, trong thiên linh lục có ghi chép nhưng hiện tại đã không nhìn thấy. Xích viêm kim nghê huyết mạch cực cao, thuộc hỏa hệ, luận huyết mạch có lẽ kém hơn hoàng kim yêu long viễn cổ, nhưng không kém bao nhiêu, mà nhìn khí tức của đầu yêu thú này có tu vi bát giai sơ kỳ, chân khí ổn định, hẳn đã lên tới trung kỳ. Không ngờ là xích viêm kim nghê thú. Ánh mắt Hắc Vũ cũng có chút ngoài ý muốn. Giờ phút này trong ánh mắt xích viêm kim nghê cũng mang theo nghi hoặc, trong hai thân hình nho nhỏ kia lại mang theo uy áp làm cho chính hắn cũng không dám khinh thường. Các ngươi là nhân loại. Sau một lát đánh giá, xích viêm kim nghê quát, thanh âm hóa thành âm ba như gợn sóng khuếch tán. Chẳng lẽ ngươi chưa từng gặp qua nhân loại? Lục Lâm Thiên hỏi. Nơi này làm sao có nhân loại? Các ngươi làm sao vào được? Đôi mắt xích viêm kim nghê nhìn chằm chằm Lục Lâm Thiên, ánh mắt dữ tợn tràn ngập vẻ hung sát khí, làm người ta cảm thấy rùng mình. Nhân loại, mau trả lời ta. Nhìn thấy Lục Lâm Thiên không trả lời, xích viêm kim nghê có chút tức giận. Ngươi là yêu vương nơi đây sao? Lục Lâm Thiên ngẩng đầu hỏi. Không sai, bổn vương chính là yêu vương, hàng vạn hàng ngàn yêu thú trong này đều nghe bổn vương hiệu lệnh. Xích viêm kim nghê nói. Trong này có lối ra hay không? Lục Lâm Thiên hỏi. Nhân loại đáng chết, câu hỏi của bổn vương ngươi còn chưa trả lời, lại muốn bổn vương đáp cho ngươi, mau trả lời đi, bằng không bổn vương xé ngươi thành mảnh nhỏ. Xích viêm kim nghê giận dữ hét. Chúng ta vô ý đi vào. Lục Lâm Thiên nói, lại hỏi. Hiện tại ngươi có thể trả lời ta. Bổn vương dựa vào cái gì phải trả lời ngươi, nhân loại nhỏ bé. Xích viêm kim nghê lộ bộ dáng khinh thường nói. Cho ngươi một lần cơ hội, thần phục ta ngươi sẽ nếm ít khổ sở hơn, bằng không ngươi sẽ thật phiền toái. Lục Lâm Thiên nói. Nhân loại vô tri, ngươi làm ta tức giận. Dứt lời, xích viêm kim nghê ngẩng đầu rít gào, uy thế khuếch tán áp chế thẳng về hướng Hắc Vũ cùng Lục Lâm Thiên. Ánh mắt Hắc Vũ híp lại, nhưng hắn cũng không để ý, chỉ là bát giai sơ kỳ mà thôi, cường thịnh bao nhiêu cũng không phải đối thủ của hắn. Hắc Vũ thúc, để cho ta tới đi. Ngay khi Hắc Vũ định xuất thủ, Lục Lâm Thiên bước tới, khởi động thanh linh khải giáp. Được. Hắc Vũ gật đầu, mặc dù thiếu chủ chỉ có tu vi vũ vương cửu trọng, nhưng thực lực sớm tới tôn cấp, muốn đối phó xích viêm kim nghê cũng không có vấn đề lớn, điểm này hắn tuyệt đối yên tâm. Hừ, nguyên lai là vũ vương cửu trọng. Xích viêm kim nghê huyết mạch cực cao, cảm giác được khí thức của Lục Lâm Thiên cũng không để vào trong mắt. Thân thể khổng lồ càng nóng rực, giống như có liệt hỏa thiêu đốt, cả không gian xung quanh như muốn bốc cháy. Hô! Từ trong miệng xích viêm kim nghê bắn ra một đoàn hỏa diễm thật lớn, hỏa diễm lướt qua cả không gian như tan chảy, nháy mắt vỡ áp về hướng Lục Lâm Thiên. Nghiệt xúc! Lục Lâm Thiên quát lớn một tiếng, một trường vung lên, động tới năng lượng phong hệ hùng hậu, đột nhiên tạo thành long quyển phong bạo trực tiếp thổi quét, nháy mắt thổi tan đoàn hỏa diễm.
lực cuồng bạo ma sát khiến không gian vẩy ra cường quang xé gió. Ngao! Xích Phiêm Kim Nghê một kích không thành, rít gào một tiếng, thân hình lao ra, chỉ nghe tiếng gió rít, hóa thành hào quang đỏ đậm bắn tới nhanh như tia chớp, tốc độ thật khủng bố, chi trước vung lên vỗ thẳng xuống dưới. Móng vuốt khổng lồ mang theo lực lượng cường hãn hung hăng áp không đánh xuống, một chảo mạnh mẽ xé rách cả không gian. Tê Thiên Liệt Địa chảo. Liệt Thiên xuất hiện, không gian biến thành một mảnh đỏ đậm, chân khí đột nhiên bạo tuôn, một đạo chảo ấn nổ bắn ra, giống như hỏa diễm xích hồng sắc mang theo khí thế sắc bén ầm ầm đánh lên móng vuốt của Xích Phiêm Kim Nghê. Ca ca. Chỉ nháy mắt hai đạo công kích va chạm, lập tức bắn ra quang mang chói mắt, trực tiếp đem chảo ấn của Xích Phiêm Kim Nghê đánh vỡ. Trọng thủy kết giới. Thân ảnh Lục Lâm Thiên lao ra nhanh như quỷ mị, thủ ấn kết xuất, trọng thủy kết giới ầm ầm rơi xuống, cả không gian phong vân biến sắc, giống như thiên hôn địa ám, năng lượng thủy hệ nồng đậm hội tụ, hóa thành sóng gợn mơ hồ giao hội trùng điệp lên nhau. Không gian quanh thân Xích Phiêm Kim Nghê nhất thời xuất hiện một đạo lốc xoáy cực lớn, lốc xoáy xoay tròn gần như nổ tung thành từng khúc. Ngao! Vẻ mặt Xích Phiêm Kim Nghê cực kỳ kinh ngạc, thân hình khổng lồ toát ra hỏa diễm, chi trước đồng thời vung lên, hai đạo chảo ấn cùng lúc đánh tới, trực tiếp đem kết giới hoàn toàn bức xé. Thực lực hiện tại của Lục Lâm Thiên thi triển trọng thủy kết giới tuyệt đối đủ đối kháng vũ tôn nhất trọng, mà Xích Phiêm Kim Nghê bức xé kết giới, chỉ sợ tu vi đã có thể đối kháng vũ tôn nhị trọng, Lục Lâm Thiên cảm giác thực lực của hắn không kém hơn Bàn Hủy cùng Bàn Vân bao nhiêu. Đại địa vô ảnh cước. Lục Lâm Thiên quát lên một tiếng, hai chân liên tục đá ra, vô số cước ảnh hội tụ như bão quét hung hăng oanh lên không gian chung quanh Xích Phiêm Kim Nghê. Oanh oanh oanh. Vô số cước ảnh rơi thẳng lên không gian, mỗi cước ảnh rơi xuống đều bám theo thanh âm xé gió thật lớn, nháy mắt kình phong bao trùm thổi quét. Oanh. Kình phong thổi quét, không gian hơn ngàn thước liền hỗn loạn, không gian dao động nứt toác, không ngừng chấn rung chao đảo. Đồng thời thân thể cao lớn của Xích Phiêm Kim Nghê bị oanh kích rơi thẳng xuống đất. Phanh! Vài gốc đại thụ che trời bị vỡ áp thành mảnh nhỏ, mặt đất lay động, không ngừng dạn vỡ, khí tức nóng bỏng nháy mắt đem thực vật xung quanh thiêu cháy thành cho tàn. Nhân loại đáng chết, ta sẽ không bỏ qua cho các ngươi. Xích Phiêm Kim Nghê bị đánh rơi, cũng không bị thương nặng, thân thể chạy trồm lao tới lần nữa. Ngao! Xích Phiêm Kim Nghê gào lên một tiếng. Móng vuốt lại vỗ ra. Suy. Thân hình Lục Lâm Thiên biến mất tại chỗ, tránh thoát một chảo kia, tiếp theo đánh thẳng về hướng sau lưng của hắn. Xích Phiêm Kim Nghê vội vàng quay đầu lại, trên thân nhất thời lan tràn đoàn hỏa diễm ngập trời, trực tiếp đem không gian nhuộm thành một mảnh đỏ đậm. Suy. Hiu. Cùng một thời gian Xích Phiêm Kim Nghê phun ra một đoàn hỏa cầu ẩn chứa năng lượng cuồng bạo đáng sợ, cả không gian đều trở nên vặn vẹo u tối. Hỏa cầu bắn vọt qua chân trời, như vẫn thạch ầm ầm va chạm vào không gian thuộc tính của Lục Lâm Thiên. Hỏa cầu va chạm, cả không trung như đọng lại, không gian chao đảo, ngay sau đó một thanh âm nổ tung như sấm sét trực tiếp vang lên. Phanh! Hỏa cầu cùng trưởng ấn nháy mắt bộc phát, năng lượng phong bạo hỏa hệ thổi quét khắp xung quanh, giống như sơn băng địa liệt, đỉnh núi bị san thành bình địa, mặt đất nứt nẻ, đá vụn kích tán, chân khí nóng chảy giống như biển lửa bao phủ khắp không gian. Khi thân ảnh Lục Lâm Thiên lại xuất hiện, có chút mặt xám mày cho, thân ảnh bị lảo đảo đẩy lui. Nhiệt xúc lợi hại. Khuôn mặt Lục Lâm Thiên lộ vẻ cười khổ, muốn đánh gỡ Iota Xích Phiêm Kim Nghê thì đủ khả năng, nhưng hắn chỉ muốn bố trí huyết hồn ấn với đầu yêu thú kia, nếu đánh chết thì quá đáng tiếc. Thiếu chủ, thực lực của hắn không kém, ngươi có thể gỡ Iota hắn lại khó có thể bố trí huyết hồn ấn, nếu để nhiệt xúc đưa tới đàn thú thì càng thêm phiền toái. Hắc Phú truyền âm nói. Hắc Phú thúc, người giúp ta áp chế hắn. Lục Lâm Thiên cười khổ nói. Thiếu chủ, sợ ngươi làm được không, Xích Phiêm Kim Nghê là bát giai sơ kỳ, mặc dù mới đột phá không lâu nhưng muốn bố trí huyết hồn ấn vô cùng khó khăn. Hắc Phú có chút lo lắng nói. Hẳn không có vấn đề. Lục Lâm Thiên tin tưởng linh hồn lực của chính mình, nhưng không hoàn toàn nắm chắc. Nhân loại đáng chết, ngươi không đem bổn vương để trong mắt sao? Xích Phiêm Kim Nghê giận dữ, tứ chi run lên, mang theo uy thế kinh người đánh thẳng về hướng Hắc Vũ cùng Lục Lâm Thiên. Thành thật một chút đi. Nhìn thấy Xích Phiêm Kim Nghê đánh tới, Hắc Vũ quát lớn, thủ ấn kết xuất, chân khí run lên, trực tiếp cắt vỡ khe không gian hình tròn giữa không trung, nháy mắt vây kín Xích Phiêm Kim Nghê bên trong.
ngươi là linh thú bát giai hậu kỳ. Cảm giác được chân khí của Hắc Vũ, ánh mắt Xích Viêm Kim Ngê nhất thời hoảng hốt kêu lên. Oanh oanh oanh, chảo ấn của Xích Viêm Kim Ngê mang theo cự lực đánh thẳng vào không gian bích trướng, nhưng không làm ảnh hưởng được chút nào. Thu, ánh mắt Hắc Vũ híp lại, thu lại thủ ấn, không gian nhất thời vặn vẹo thu nhỏ, cuối cùng đem Xích Viêm Kim Ngê trói buộc bên trong không gian khiến cho nó không thể nhúc nhích, chỉ có thể không ngừng rít gào. Suy, Hắc Vũ lại kết xuất thủ ấn, một đạo quang mang từ trong mi tâm bắn vào ấn đường Xích Viêm Kim Ngê, quang mang làm người ta cảm giác được thật đáng sợ cùng cuồng bạo, khí tức như xuyên thấu linh hồn người khác, làm linh hồn run lên. Ngao, khi tia sáng tiến vào ấn đường, thân thể Xích Viêm Kim Ngê run lên, nhất thời bị áp chế uể oải, hai mắt biến thành vô thần. Đây mới là thực lực a. Trong lòng Lục Lâm Thiên cảm thán. Thiếu chủ, linh hồn Xích Viêm Kim Ngê bị ta áp chế, ngươi có thể bố trí huyết hồn ấn. Hắc Vũ nói. Huyết hồn ấn. Lục Lâm Thiên nghe vậy nhất thời thúc giục huyết hồn ấn trong não hải. Huyết hồn ấn nhanh chóng hóa thành năng lượng lao vào trong kinh mạch, sau đó ngưng tụ trên lòng bàn tay phải. Ngao. Một tiếng thú minh mơ hồ truyền ra, trên lòng bàn tay phải của Lục Lâm Thiên mơ hồ hiện lên một thú ảnh toàn thân màu đỏ, có vẻ cực kỳ huyền ảo, huyết hồn ấn bạo lướt, uy áp ngập trời khuếch tán. Cảm giác được cỗ uy áp thật lớn, thân hình Xích Viêm Kim Ngê run rẩy lên, vô hình trung hoàn toàn bị áp chế. Đi! Lục Lâm Thiên thấp giọng quát, huyết hồn ấn hung hăng nện vào ấn đường Xích Viêm Kim Ngê, hóa thành huyết quang biến mất. Đồng thời Lục Lâm Thiên khoanh chân ngồi xuống. Thủ ấn không ngừng biến hóa, từng đạo hào quang thần dị rơi lên ấn đường của Xích Viêm Kim Ngê. Lục Lâm Thiên có thể rõ ràng cảm giác được huyết hồn ấn của mình đang gặp phải chống cự thật lớn, thú hồn anh của Xích Viêm Kim Ngê đang ngăn cản huyết hồn ấn. Lục Lâm Thiên không dám khinh thường, mặc dù Hắc Vũ đã áp chế đầu yêu thú kia, nhưng nó lại đạt tới cấp độ bát giai, muốn khống chế tuyệt đối không dễ dàng. Ngao! Lúc này thú hồn anh giãy giụa kịch liệt, hai cỗ năng lượng tranh đoạt giao chiến. Mặc dù từ bên ngoài không nhìn thấy, nhưng có thể cảm giác được. Thật là cố chấp a. Trong lòng Lục Lâm Thiên ngưng trọng, linh hồn Xích Viêm Kim Ngê cực kỳ cường hãn, muốn khống chế thật không dễ dàng, nhưng cũng không phải không còn biện pháp. Khống thú thuật, áp chế. Lục Lâm Thiên quát một tiếng, thủ ấn phức tạp đánh ra, hào quang chói mắt xuyên vào ấn đường yêu thú. Đi. Bên trong đầu Xích Viêm Kim Ngê, huyết hồn ấn hóa thành huyết quang mang theo uy áp ngập trời vỡ áp khuếch tán. Ngao! Bên trong não hải Xích Viêm Kim Ngê vang lên thú minh quanh quẩn, uy áp ngập trời tràn ngập. Chỉ nháy mắt huyết quang bao trùm thú hồn anh, sát nhập vào bên trong ấn đường thú hồn anh. Khi ánh mắt Xích Viêm Kim Ngê khôi phục lại thần thái, ánh mắt nhìn Lục Lâm Thiên biến thành dịu ngoan, Hắc Vũ đồng thời buông lỏng áp chế. Chủ nhân! Xích Viêm Kim Ngê cung kính hành lễ. Hóa thành hình người đi. Lục Lâm Thiên nói. Suy. Quanh thân Xích Viêm Kim Ngê chợt lóe hào quang đỏ đậm, thân thể hóa thành hình người, thân hình nguy nga không kém bản hủy bao nhiêu, trên người mặc hồng bào lộ ra phong thái phiêu dật, khuôn mặt tuấn lãng, khoảng chừng 40 tuổi, làn da ẩn hiện vẻ xích hồng sắc. Sau này gọi người Xích Viêm đi. Lục Lâm Thiên nói. Dạ, chủ nhân. Sau khi bị bố trí huyết hồn ấn, thái độ cung kính cùng phục tùng đều tới từ chính linh hồn. Xích Viêm, nơi này có lối ra hay không? Lục Lâm Thiên hỏi. Hồi chủ nhân, nơi này không có lối ra. Xích Viêm đáp. Nghe vậy sắc mặt Lục Lâm Thiên cùng Hắc Vũ đều ngưng trọng, Lục Lâm Thiên lập tức gặng hỏi Xích Viêm về tình huống trong không gian này. Xích Viêm đã hơn 7.000 tuổi, từ nhỏ sinh trưởng trong không gian nơi đây, mặc dù nơi này linh khí tràn đầy, không thiếu linh dược linh quả. Nhưng không phải toàn bộ đều hữu dụng cho linh thú, bởi vì càng tu luyện về sau tốc độ càng chậm chạp. Diện tích không gian thật lớn, có hơn vạn yêu thú linh thú, hơn 10 cấp độ thất giai, mà bát giai chỉ có mỗi mình Xích Viêm mà thôi. Mà trong không gian yêu thú nhiều hơn linh thú, nguyên nhân bởi vì như vậy vốn trong không gian cũng có một linh vương, nhưng khi tranh đoạt động phủ đã bị Xích Viêm đánh chết, bởi vậy linh thú bị đả kích lớn, vì thế không gian biến thành thiên hạ của yêu thú. Toàn bộ linh thú đều bị đuổi ra bên ngoài. Nghe Xích Viêm tự thuật, Lục Lâm Thiên cảm thấy hứng thú với hai nơi, một là địa phương mà Xích Viêm gọi là cấm địa, hai là động phủ, lúc trước bởi vì tranh đoạt động phủ mà Xích Viêm đã gợi Iota ết chết linh vương trong không gian. Theo lời của Xích Viêm, trong động phủ tràn đầy linh khí,
tốc độ tu luyện nhanh hơn không ít, có lẽ hơn gấp 2, bình thường chung quanh động phủ không cho phép yêu thú tới gần. Lục Lâm Thiên tò mò gọi Xích Viêm dẫn đường đi qua. Ba người lao nhanh, sau một lát đã đi qua hơn 10 ngọn núi, xuất hiện bên trong một sơn cốc. Sơn cốc thật kỳ lạ, bốn phía núi vòng quanh, trùng trùng điệp điệp, một ngọn núi khổng lồ đột nhiên nhô lên cao, hùng hậu to lớn, khí thế bất phàm. Khắp sơn cốc một mảnh xanh biếc, bị rừng rậm hoàn toàn bao trùm. Chân khí năng lượng thật nồng đậm. Lục Lâm Thiên cảm giác được thiên địa năng lượng tràn đầy, nhiều tới gấp 2 gấp 3. Hắn thầm vận chuyển âm dương linh vũ quyết, phát hiện ở lại nơi này tu luyện ít nhất là giảm được thời gian tới gấp 2 lần. Chủ nhân, nơi này là động phủ của ta, thiên địa năng lượng bên trong càng thêm nồng đậm. Xích Viêm nói. Nghe vậy Lục Lâm Thiên ngẩng đầu quan sát, bên trái sơn cốc là một ngọn núi lớn, dưới chân núi có một thạch động khổng lồ. Hình như có chút quỷ dị. Lục Lâm Thiên nhướng mày, linh khí nơi này thật nồng đậm, tựa hồ không bình thường, phảng phất như năng lượng trong không gian đều hội tụ xung quanh sơn cốc này mà không tiêu tan, cho nên mới nhiều như vậy. Nhìn chăm chú vào vài ngọn núi lớn xung quanh, vẻ mặt Lục Lâm Thiên nghi hoặc, chỉ cảm thấy quỷ dị nhưng không nhìn ra được gì. Cả ba người cất bước đi vào trong động. Bên trong động cực kỳ bóng loáng, càng vào sâu năng lượng càng thêm dày đặc. Không qua bao lâu, thân ảnh ba người đã tới trung ương, nơi này càng thêm khổng lồ. Năng lượng nơi này nhiều hơn bên ngoài rất nhiều. Hắc Phú kinh ngạc nói. Nơi này thật sự quỷ dị. Lục Lâm Thiên cảm thán, hắn cẩn thận tìm kiếm nhưng không nhìn ra có điểm nào đặc biệt. Chủ nhân, trong này tựa hồ cũng không có gì kỳ lạ, ta đã tìm mấy ngàn năm nhưng không tìm thấy. Xích Viêm nói. Sau nửa canh giờ, Lục Lâm Thiên vẫn chưa từ bỏ ý định. Cũng đành bỏ qua, bởi vì không thể đem nơi này san thành bình địa. Xích Viêm, đưa chúng ta đi tới cấm địa nhìn một chút. Cuối cùng Lục Lâm Thiên chỉ có thể gọi Xích Viêm dẫn đường đi cấm địa, ở không gian tràn ngập thiên địa năng lượng này vốn không có người đi qua, Lục Lâm Thiên đặc biệt tìm kiếm nhưng không thấy tung tích của Diễn Linh Thiên Quả, không khỏi có chút thất vọng. Chủ nhân, mời theo ta. Xích Viêm nói. Ba người rời khỏi sơn cốc đi cấm địa, theo lời nói của Xích Viêm. Cấm địa nằm trong khe sâu, mà khe sâu cực kỳ quỷ dị, toàn bộ linh thú yêu thú tới gần đều phải chết, tu vi cao tới đâu cũng không ngoại lệ, vì vậy về sau không còn yêu thú linh thú đi qua. Lục Lâm Thiên cùng Hắc Vũ nhìn nhau, chẳng lẽ nơi đó lại có cấm chế, bởi vì ở trùng động cũng có cấm chế, ngay cả tôn giả bình thường cũng không thể đối kháng, yêu thú cùng linh thú đương nhiên cũng như thế. Suốt ba canh giờ sau ba người mới đi tới chỗ khe sâu. Bên ngoài khe sâu, Lục Lâm Thiên liền cảm giác được có sát khí, hài cốt linh thú yêu thú chồng chất, có lẽ niên đại rất lâu, mà hài cốt đều không hoàn chỉnh, trên hài cốt tràn ngập khí tức quỷ dị. Lục Lâm Thiên nhíu mày nhìn vào khe sâu, đúng như suy đoán, nơi này có một cấm chế vô hình, tựa hồ không kém gì cấm chế ở nơi trùng động. Hắc Phú thúc, chúng ta đi. Lục Lâm Thiên cùng Hắc Phú nhìn nhau, có lẽ nơi này là cửa vào, bởi vì ngoài cấm chế cũng không còn gì khác, tuyệt đối là lối ra. Chủ nhân, cấm địa này thật cường hãn, các ngươi cần xông vào sao? Xích Viêm lo lắng hỏi. Xích Viêm, ngươi chưa từng đi qua nơi này sao? Lục Lâm Thiên hỏi lại. Xích Viêm lắc đầu, nói. 2000 năm trước ta cố gắng xông vào một lần, nếu không thối lui nhanh chỉ sợ đã chết, mặc dù giữ được một mạng nhưng bị trọng thương, sau này không dám đi nữa. Lúc trước hẳn ngươi chưa đột phá cấp độ bát giai đi. Lục Lâm Thiên hỏi. Phải, lúc trước là cấp độ thất giai hậu kỳ. Xích Viêm trả lời. Yên tâm đi, không có vấn đề gì lớn. Lục Lâm Thiên hiểu ra, liền nói. Ba người dè dặt đi tới, cẩn thận đề phòng, vừa bước vào sơn cốc liền bị một cỗ năng lượng thật lớn đập vào, uyển như lũ quét, nháy mắt đánh vỡ không gian dao động chút xuống. Xích Viêm kinh hoàng, lập tức bố trí cương khí nóng cháy. Suy, Hắc Phú cũng bố trí một đạo cương khí. Năng lượng không kém cấm chế trong trùng động bao nhiêu, tôn giả nhất trọng cùng nhị trọng đều không thể đối kháng. Chủ nhân, hình như ta có thể đối kháng. Xích Viêm cực kỳ ngoài ý muốn. Nhưng uy lực cấm địa lần này yếu hơn ngày trước không ít. Cẩn thận một chút. Lục Lâm Thiên nói, 2000 năm trôi qua, có lẽ cấm chế lúc trước mạnh mẽ hơn nhiều, thời gian rời đổi uy lực đương nhiên yếu ớt không ít. Ba người chậm rãi đi tới, cấm chế thật dài.
ước chừng qua nửa khắc ba người mới gian nan đi xuyên qua, Hắc Vũ lại có vẻ thoải mái hơn rất nhiều. Vừa bước qua khỏi cấm chế, tầm mắt Lục Lâm Thiên tối sầm lại, ngẩng đầu nhìn lên là một mảnh vách đá cao VYT trong mây, vị trí của ba người nằm bên dưới khe ở ngọn núi, chung quanh có một ít hài cốt yêu thú dã thú loại nhỏ, chiều cao khe hở ngàn trượng, chỉ có thể nhìn thấy không trung là một đường nhỏ màu trắng. Đây là, chúng ta đã ra rồi. Khóe môi Lục Lâm Thiên nhếch lên, cảm giác chân khí xung quanh không còn là không gian phong bế mà là thế giới bên ngoài. Siêu! Thân ảnh Lục Lâm Thiên lướt lên trời cao, bị nhốt bên trong lâu như vậy, chính hắn cũng bối rối, nếu không tìm được lối ra không kịp chạy về cổ vực sẽ phiền toái. Vì vậy Lục Lâm Thiên chỉ muốn nhìn xem có phải đã đi ra bên ngoài rồi hay không, mà khe núi hẹp hòi chỉ vừa đủ cho một người thông qua, vài lần di chuyển rốt cục hắn đã đi lên đỉnh núi. Ánh mắt Lục Lâm Thiên nhìn quanh bốn phía, nơi này là một mảnh núi non khôn cùng, ngọn núi cao VYT trong mây, xương trắng lượn lờ, cổ thụ che trời rậm rạp, bên trong dãy núi có không ít thanh âm yêu thú rít gào quanh quẩn. Siêu siêu! Hắc Vũ cùng Xích Phiêm đồng thời bay lên, lúc này ba người đang đứng trên một ngọn núi cao VYT trong mây, hai ngọn núi liền kề sát nhau, ở giữa là khe hở mà ba người vừa bay lên. Đây là... Giờ phút này Lục Lâm Thiên cảm thấy kinh ngạc lẫn kích động. Thiếu chủ, đây là bên ngoài. Hắc Vũ đưa mắt nhìn xung quanh, thở ra một hơi nhẹ nhõm, bị vây ở không gian bên dưới, nếu không có lối ra hắn thật không biết phải làm sao. Đi ra, ta thật sự thoát ra rồi. Xích Phiêm nhìn bầu trời, ánh mắt cực kỳ kinh ngạc. Chúng ta đi ra rồi, thật sự là khó tin. Lục Lâm Thiên kinh ngạc lẫn kích động, vô cùng vui sướng. Nơi này hắn cũng không chút xa lạ, đây chính là Sơn Mạch Vũ Đô, hắn sẽ không nhận sai, thậm chí còn nằm sâu trong Sơn Mạch Vũ Đô, là nơi mà những yêu thú như cửu đầu yêu giao cùng thạch viên yêu vương hội tụ, cũng là chỗ nguy hiểm nhất của Sơn Mạch Vũ Đô. Thiếu chủ, người nhận ra nơi này? Hắc Phú nghi hoặc hỏi. Hắc Phú thúc, nơi này là Sơn Mạch Vũ Đô, nằm giữa cổ vực cùng Đại Lục Linh Vũ, chúng ta đã tới Sơn Mạch Vũ Đô. Lục Lâm Thiên vui mừng nói. Nhớ tới ấn ký bản đồ trên thạch đài trong không gian, còn có vị trí trùng động, trong lòng hắn kỳ thật đã có dự cảm, ấn ký bản đồ dừng lại trong Sơn Mạch Vũ Đô, hắn cảm nhận được trùng động là thông đạo liên kết giữa Sơn Mạch Vũ Đô cùng thành Ma Vân, lần này xem ra ý nghĩ của hắn hoàn toàn xác thực. Đây đã là Sơn Mạch Vũ Đô rồi sao? Ánh mắt Hắc Phú híp lại, nhìn quanh bốn phía, hắn từng đi Sơn Mạch Vũ Đô tìm kiếm chủ nhân, lúc này cẩn thận đánh giá mới xác định đúng là nơi này. Không gian trùng động kia chính là thông đạo giữa Sơn Mạch Vũ Đô cùng thành Ma Vân. Hắc Phú kinh ngạc nói. Ta nghĩ chính là như thế, trong mật địa thành Ma Vân có không gian trùng động, lối tiếp Sơn Mạch Vũ Đô cùng thành Ma Vân, chỉ sợ chính tứ các tứ đảo cũng không biết. Lục Lâm Thiên nói, khoảng cách giữa Sơn Mạch Vũ Đô cùng thành Ma Vân, dù là yêu thú phi hành lục giai cũng phải bay gần nửa năm, mà có sự không gian trùng động cơ hồ chỉ cần dùng nửa canh giờ. Hơn nữa xuyên qua hai bên không gian cộng lại còn chưa đầy một ngày. Thiếu chủ, có vài yêu thú tới đây. Hắc Vũ nói. Không ngại, đây đều là yêu vương Sơn Mạch Vũ Đô. Lục Lâm Thiên mỉm cười, huyết hồn ấn sớm có liên hệ, người tới chính là thạch viên yêu vương cùng độc giác yêu nghiêu. Chủ nhân, chỉ lát sau một thân ảnh cùng một đầu yêu thú đi tới, nháy mắt đi tới trước người Lục Lâm Thiên cung kính hành lễ, thạch viên yêu vương đã tới cấp độ thất giai sơ kỳ. Đã hóa thân thành hình người, lông tơ hơi dài, nhìn qua giống như người vượn, mà độc giác yêu nghiêu đã tới lục giai hậu kỳ. Đứng lên đi. Lục Lâm Thiên nói. Chủ nhân, ngài đã về rồi, ngài trở về đúng lúc, gần đây chúng ta gặp phải phiền toái, ta cũng vừa trở về không lâu. Thạch Viên lộ vẻ ngượng nghịu nói. Thạch Viên, từ từ nói. Trong lòng Lục Lâm Thiên đã biết Thạch Viên muốn nói chuyện gì. Theo lời thuật lại của Thạch Viên. Sắc mặt Lục Lâm Thiên ngày càng khó xem, nguyên lai Thạch Viên luôn trú đóng tại biên cảnh Phi Linh Môn, mang theo yêu thú đối kháng ba đại sơn môn, nhưng gần đây ngày càng bất lực, không ngừng thối lui, cho nên Thạch Viên gấp gáp trở về báo tin, Đông Vô Mệnh, Bạch Oánh cùng Khấu Phi Yến, Thiên Độc Yêu Long đã phái Thạch Viên trở lại Sơn Mạch Vũ Đô dẫn theo toàn bộ yêu thú rời đi biên cảnh. Chủ nhân, ta cũng chỉ biết bấy nhiêu, chuyện khác còn phải hỏi các vị đường chủ cùng phó trưởng môn với chư vị cung phụng mới biết được. Thạch Viên nói, ta đã biết, theo ta về Phi Linh Môn đi. Sắc mặt Lục Lâm Thiên trầm xuống, thân hình lao nhanh.
Chủ nhân, nơi này còn vài trăm đầu yêu thú, có cần mang đi hay không? Thạch Viên hỏi. Không cần, ngươi theo ta trở về là được rồi. Lục Lâm Thiên nói, kể bên này chỉ có vài trăm yêu thú đê giai, chỉ tới nhị giai tam giai, có đi cũng chỉ vô dụng, có vẻ Phi Linh Môn gặp phải chuyện phiền toái lớn, bằng không Đông Vô Mệnh cùng Bạch Oánh cũng không tới nỗi kéo cả yêu thú đê giai vào chiến trường. Yêu Nghiêu, ngươi tiếp tục trấn thủ ở đây, không cho bất luận nhân loại nào tới gần nơi này, đệ tử Phi Linh Môn cũng không được. Lục Lâm Thiên phân phó, bên dưới này có không gian trùng động, sơn mạch vụ đô sẽ có tác dụng khác hẳn. Dạ, chủ nhân. Độc Giác Yêu Nghiêu đáp. Gì? Lục Lâm Thiên híp mắt, nhìn lên lưng bàn tay, thiên trụ giới đột nhiên nổi lên sóng gió. Tâm thần Lục Lâm Thiên nhìn vào, Lục Tâm Đồng đã bắt đầu đột phá, phỏng chừng còn cần dùng thêm chút thời gian, tính ra nhóm người Lục Tâm Đồng cũng đã bế quan gần một năm. Đều đi ra đi. Đi tới cổ vực, còn cách Phi Linh Môn không bao xa, nhìn xung quanh không có người ngoài, Lục Lâm Thiên triệu hoán thiên trụ giới, lập tức di chuyển mọi người đi ra, chỉ lưu Lục Tâm Đồng ở bên trong tiếp tục đột phá. Trưởng môn, thiên thủ quỷ tôn, bàn hủy, bàn vân, long linh bọn họ nhìn thấy Lục Lâm Thiên liền hành lễ. Nhìn thấy nhóm người bàn hủy đột nhiên xuất hiện, Xích Viêm cùng Thạch Viên trợn tròn mắt, họ đều cảm giác được chân khí của nhóm người này mạnh mẽ, mà Độc Giác Yêu Nghiêu lại bị uy áp muốn phủ phục. Lão đại, sao chúng ta lại ở sơn mạch vũ đô, nơi này không phải hang ổ của Thạch Viên sao? Tiểu Long nhìn thấy Thạch Viên cùng Độc Giác Yêu Ngư, kinh ngạc hỏi. Hắn biết thời gian trong thiên trụ giới, cũng không đi tới sơn mạch vụ đô nhanh như vậy đi. Nói ra thì dài dòng, quay về từ từ nói. Lục Lâm Thiên cảm giác khí tức trên người Tiểu Long, tựa hồ sắp đột phá bát giai, nhất thời có chút mong đợi, nói. Tiểu Long, đệ sắp đột phá rồi hả? Hẳn không bao lâu nữa đâu. Tiểu Long cười nói, nhìn qua Xích Viêm. Gì, yêu thú bát giai sơ kỳ, cũng không tệ lắm. Nhóm người bàn hủy cũng nhìn Xích Viêm với vẻ tò mò. Hai tiểu tử kia cũng đã tam giai, tiến bộ rất nhanh. Lục Lâm Thiên nhìn Bảo Nhi cùng Bối Nhi, thể tích hai tiểu tử lớn không ít, đã đạt tới tam giai. TT. Bảo Nhi cùng Bối Nhi nghe được lời khen ngợi của Lục Lâm Thiên, liên tục nháy mắt cười, ý tứ thật rõ ràng, đã lâu không dùng yêu linh đan, hai tiểu tử kia rất muốn sử dụng. Ta đã hết yêu linh đan. Đợi trở về tùy tiện cho các ngươi ăn bao nhiêu cũng được. Lục Lâm Thiên bất đắc dĩ nói. Nghe Lục Lâm Thiên trả lời, hai tiểu tử cũng đành gật gật đầu. Hống. Một lát sau, thiên sĩ tuyết sư rít gào một tiếng, hóa thành bản thể bay lên, mọi người cùng nhảy lên lưng hắn, thiên sĩ tuyết sư vỗ cánh nhanh như chớp biến mất giữa không trung. Dọc theo đường đi nghe Thạch Viên thuật lại, hiện tại địa bàn mà Phi Linh Môn chiếm được từ Thiên Quỷ Tông, Thiên Tinh Tông. Mà Tâm Cốc cũng đã bị ba đại sơn môn chiếm đoạt gần phân nửa. Cũng may Phi Linh Môn vẫn cực lực ẩn nhẫn, chỉ dùng một ít yêu thú thất giai chống cự, nhưng nửa tháng trước đã bị Lan Lan Sơn Trang đánh chết một yêu thú thất giai trung kỳ là cự đầu yêu giao. Thiên Độc Yêu Long nổi giận muốn báo thù, lại bị Đông Vô Mệnh mạnh mẽ ngăn cản, đồng thời mọi người không còn cách nào đành vận dụng lực lượng tới tiền tuyến, bởi vì thực lực còn chưa thể chống lại ba thế lực to lớn kia. Nghe tới đây Lục Lâm Thiên càng sốt ruột, tình huống còn nghiêm trọng hơn lời của Tử Yên đã nói, nếu hắn chậm trễ thêm vài tháng chỉ sợ Phi Linh Môn sẽ bị hủy diệt. Vào lúc này sắc mặt Hắc Vũ có chút kích động, suốt mấy ngàn năm rốt cục có thể gặp lại được chủ nhân. Thần sắc thiên thủ quỷ tôn cũng biến hóa, đệ tử của hắn đang ở trong Phi Linh Môn, nhưng việc mâu thuẫn mấy chục năm trước làm cho hắn không thể tiêu tan, tuy rằng những năm gần đây cũng đã buông xuống. Chuyện của Phi Linh Môn đã khác hẳn ngày trước, hiện tại không chỉ có cổ vực mà toàn bộ đại lục đều nghe danh. Bên ngoài Phi Linh Môn, đại khí xa hoa, khí thế như danh môn đại phái, mặc dù bị ba đại sơn môn vây công cũng không hề suy giảm chút nào. Chẳng qua ngoài cửa sơn môn, lúc trước dòng người nườm nượp xin gia nhập, nhưng hiện tại vô cùng thưa thớt, ai cũng biết ba đại sơn môn liên thủ vây công Phi Linh Môn, vì vậy muốn gia nhập cũng cần phải nghĩ kỹ. Bên trong đại điện không khí ngưng trọng, đường chủ các đường, các cung phụng, trưởng lão cùng hộ pháp, tổng cộng tụ tập hơn 200 người. Phó trưởng môn, chư vị cung phụng, chư vị đường chủ, chư vị trưởng lão, vừa nhận được tin tức hai yêu thú thất giai trung kỳ của yêu đường bị cường giả ba sơn môn kia vây công đánh chết, mặt khác đệ tử ngoại đường cùng vũ đường cũng chết không ít, đây đã là chuyện 20 ngày trước. Diệp Mỹ lộ vẻ ngưng trọng nói. Đồ khốn!
ta liều mạng với bọn hắn. Thiên độc yêu long rít gào quát. Độc long huynh, xin bất giận, chờ Đông cung phụng cùng Bạch cung phụng an bài đi. Một hồng y nữ tử ở bên cạnh thiên độc yêu long chợt lên tiếng, dáng người nàng cực kỳ là lướt, mái tóc đỏ như máu tươi, nhìn qua vô cùng yêu mị, chính là thị huyết linh phong mẫu hoàng phong huyết mị. Làm sao ngươi giận, ta nhất định làm cho bọn hắn trả giá gấp 10 lần. Thiên độc yêu long giận dữ nói. Ta cảm thấy trước hết hãy nghe sự an bài của Đông cung phụng cùng Bạch cung phụng đi, đây là chủ nhân dặn dò. Hắc hùng lên tiếng. Khởi bẩm phó trưởng môn, chư vị cung phụng cùng đường chủ. Một đệ tử vũ sư vội vàng chạy vào, sắc mặt khẩn trương hô. Chuyện gì, không phải đã phân phó rồi sao, không được quấy rầy. Ánh mắt Khấu Phi Yến trầm xuống nói. Phó trưởng môn, là nhóm người triệu trưởng lão mang theo không ít hộ pháp ở ngoài điện yêu cầu gặp phó trưởng môn, chúng tôi không ngăn cản được. Đệ tử không dám nhìn thẳng Khấu Phi Yến, kích động nói. Ta đã biết, ngươi lui ra đi. Sắc mặt Khấu Phi Yến tối sầm. Sau khi đệ tử kia cáo lui, Khấu Phi Yến nhìn qua Bạch Oánh, nói. Bạch cung phụng, người nghĩ nên xử lý đám người triệu huy hổ như thế nào? Ta nghĩ, trực tiếp gửi yêu ta ít đi, đã ở thời điểm này rồi mà đám hỗn đản kia còn châm ngòi thổi gió. Hổ Viêm Thiên Vương cả giận nói. Lúc bình thường có gửi yêu ta ít cũng không ngại, nhưng đây là thời điểm phi thường, nếu đánh chết chỉ sợ làm dao động lòng người, tới lúc đó chúng ta càng thêm họa vô đơn chí. Bạch Oánh nói, mọi người cau chặt mày, nhóm người Triệu Huy Hổ là tán tu mới gia nhập thời gian gần đây, thực lực Triệu Huy Hổ tới Vũ Vương Tứ Trọng, còn mạnh hơn vài cung phụng. Bởi vì Phi Linh Môn đang cần dùng người, cho nên giảm nhẹ điều kiện gia nhập, lại không nghĩ tới sau khi Triệu Huy Hổ gia nhập luôn hung hăng càn quấy, cường giả Phi Linh Môn bình thường luôn nhẫn nhịn hắn, ai biết người kia ngày càng quá mức, không nghĩ tới còn xúi dục một ít cường giả mới gia nhập tụ tập lại cùng nhau. Có đôi khi trưởng lão khác cũng không quản được bọn hắn, vì thế bọn hắn càng thêm ngang ngược hoành hành. Nếu ở lúc bình thường Đông Vô Mệnh cùng Bạch Oánh bọn họ làm sao lưu mạng đám người kia, đã sớm đánh chết từ lâu. Nhưng tình huống hiện tại thì khác, bởi vì tình huống Phi Linh Môn nguy cấp, Sơn Môn khuếch trương quá nhanh, đại đa số đều từ Sơn Môn khác nửa đường gia nhập, hơn một nửa mới gia nhập, bây giờ ba mặt thụ địch, lòng người hoang mang, hơn nữa thực lực đám người kia không thấp, địa vị không kém. Nếu gỡ yêu ta ít chết chỉ sợ sẽ gây khủng hoảng trong hàng ngũ đệ tử, tới lúc đó càng thêm họa vô đơn chí. Chúng tôi muốn gặp phó trưởng môn. Trong đại điện không ngừng có tiếng khắc khẩu truyền vào, Đông Vô Mệnh nhướng mày nói. Chúng ta ra ngoài nhìn xem đi. Trên quảng trường rộng lớn bên ngoài, lúc này có vài trăm người đang ồn ào, mấy trăm đệ tử Phi Linh Môn cũng không ngăn cản được bọn hắn, còn bị đả thương, khóe môi có chút vết máu. Trong mấy trăm người đang ồn ào, đứng phía trước là một trung niên đại hán mặc áo vàng, thân hình cao gầy, theo chân khí mà xem đã tới Vũ Vương Tứ Trọng, bên cạnh có một người chừng 50 tuổi mặc áo trắng tu vi vương cấp, là Linh Vương Nhị Trọng. Hai người này chính là Triệu Huy Hổ cùng Chu Minh Hải, đều là lão nhân thành danh trong cổ vực từ lâu. Sau lưng hai người đều có không ít tu vi soái cấp cùng tướng cấp, cả đám người cực kỳ kích động. Chư vị trưởng lão hộ pháp. Phó trưởng môn cùng chư vị cung phụng đang thương nghị chuyện quan trọng, chư vị chờ thêm một lát đi. Đệ tử Phi Linh Môn canh giác bên ngoài đại điện ngăn cản lại, họ đều biết dù cùng là trưởng lão hộ pháp nhưng có thể vào đại điện thương nghị công việc mới có quyền lực thật sự. Chúng ta muốn gặp phó trưởng môn, các ngươi dám ngăn cản, đừng trách ta không khách khí. Triệu Huy Hổ phất tay, vài đệ tử lập tức bị đánh bay. Suy, một đệ tử vừa bị chấn bay vào cửa đại điện. Một thân ảnh lắc mình bay ra, trong tay tỏa ra một cỗ lực lượng dịu dàng đỡ lấy đệ tử kia. Đông cung phụng. Các đệ tử quay đầu hành lễ, người vừa tới chính là Đông Vô Mệnh. Làm sao vậy, náo nhiệt như thế. Trong đại điện đoàn người nối đuôi nhau đi ra, đi đầu là Khấu Phi Yến, Hổ Viêm Thiên Vương, Thiên Độc Yêu Long bọn họ. Nhìn thấy đoàn người đi ra, các đệ tử thở ra một hơi, mà ánh mắt nhóm người Triệu Huy Hải chợt lóe lên. Phó trưởng môn. Người tới vừa lúc, hôm nay người phải cấp công đạo cho bổn vương. Triệu Huy Hổ nói. Chẳng lẽ triệu trưởng lão gia nhập Phi Linh Môn có chỗ nào không hài lòng hay sao, vậy mời nói đi. Thần sắc Khấu Phi Yến thản nhiên hỏi. Triệu Huy Hổ quét mắt nhìn qua Thanh Hỏa lão quỷ cùng Lộc Sơn lão nhân bọn họ, nói. Với thực lực bổn vương, đủ trở thành cung phụng Phi Linh Môn, vậy còn chưa tính,
trở thành trưởng lão cũng bị nặng bên này nhẹ bên kia, tài nguyên tu luyện kém hơn những trưởng lão khác, mỗi lần phi linh môn có chuyện quan trọng cần thương nghị, bổn vương là trưởng lão cũng không thể đi vào, hôm nay phải cho ta một lời công đạo. Ánh mắt nhóm người Đông Vô Mệnh trầm xuống, người gia nhập phi linh môn bất kể là ai, nếu chưa từng lập công cho bổn môn sẽ không đạt được thừa nhận thật sự của bổn môn, đương nhiên không thể tiến vào đại điện, mặc dù phi linh môn có hộ pháp, có chấp sự, trưởng lão, cung phụng, nhưng ở trong mắt các đệ tử cũng không quá xem trọng những hư vị kia, có thể tiến vào đại điện mới chứng minh hết thảy. Mà nhóm người Triệu Huy Hổ không thể tiến vào đại điện cũng là chuyện bình thường, mà tài nguyên tu luyện cũng chỉ có trưởng lão cùng hộ pháp hạch tâm chân chính mới có được tư nguyên. Không sai, hôm nay phải cho chúng ta công đạo, bằng không chỉ có thể rời khỏi phi linh môn, hiện tại phi linh môn bị ba đại sơn môn vây công, chúng ta bất chấp nguy hiểm gia nhập, mà phi linh môn còn nặng bên này nhẹ bên kia, bài ngoại những người mới gia nhập như chúng ta, làm chúng ta thật thất vọng đau khổ, không cấp công đạo chúng ta rời khỏi phi linh môn. Chu Minh Hải vung tay hô, cho chúng ta công đạo, nếu không rời khỏi phi linh môn. Phi linh môn rất bất công, rời khỏi phi linh môn. Mấy trăm người đều ồn ào, đều là một ít người mới gia nhập phi linh môn. Sắc mặt nhóm người Khấu Phi Yến thật khó xem, mấy trăm người này có rời khỏi cũng không có vấn đề gì lớn, nhưng vào hiện tại sẽ làm lòng người bất ổn, chỉ sợ sẽ có một ít đệ tử mới gia nhập đều noi theo, cục diện an ổn mà họ đang cố gắng duy trì sẽ hoàn toàn không thể khống chế. Giờ phút này nghe những lời hò hét ồn ào, Triệu Huy Hổ cùng Chu Minh Hải lộ vẻ cười lạnh. Các ngươi xác định phải rời khỏi phi linh môn sao? Sau một lát Đông Vô Mệnh cùng Bạch Oánh liếc nhìn nhau, ánh mắt Đông Vô Mệnh dừng lại trên người Triệu Huy Hổ cùng Chu Minh Hải. Đông cung phụng, hôm nay phi linh môn không cho chúng ta công đạo, ta nghĩ chúng ta đều rời khỏi phi linh môn. Nhìn thấy ánh mắt Đông Vô Mệnh, nghĩ tới hung danh của hắn, Triệu Huy Hổ cũng sụp mắt, nhưng nghĩ tới thời gian thành danh của mình càng lâu hơn, vì vậy cũng thu hồi băn khoăn. Vậy sao? Ánh mắt Đông Vô Mệnh đảo qua mấy trăm người, nếu để bọn hắn rời đi sẽ ảnh hưởng thanh danh bổn môn, nếu vậy chỉ có thể đánh chết không lưu hậu hoạn, nhưng đây là hạ sách, đánh chết nhiều người như vậy sẽ làm phi linh môn dung chuyển, thế cục bây giờ đã khó ổn, thật sự làm cho hắn cực kỳ khó xử. Cho chúng ta công đạo, nếu không rời khỏi phi linh môn. Rời đi phi linh môn. Chu Minh Hải lại ồn ào, mà đệ tử tụ tập ngày càng nhiều. Ánh mắt Đông Vô Mệnh càng lúc càng lạnh. Tựa hồ cảm nhận được chân khí của hắn, nhóm người Bạch Oánh cũng bắt đầu khởi động chân khí. Ngay lúc này Huyết Mị cùng Hắc Hùng đột nhiên ngẩng đầu nhìn lên không trung, nói. Chư vị, chủ nhân đã trở lại. Nghe được lời nói của Huyết Mị, mọi người lập tức nhìn lên bầu trời, chân khí nháy mắt lắng xuống. Hống! Đúng ngay lúc này xa giữa không trung, một tiếng thú giống vang lên, thanh âm quanh quẩn không gian mang theo cỗ uy áp thật lớn. Vừa nghe thanh âm thú giống, toàn bộ đệ tử hạch tâm phi linh môn đều sôi trào, thanh âm quen thuộc kia chính là Thiên Sĩ Tuyết Sư, trưởng môn đã trở lại. Suy, một đạo bạch quang xuyên qua trường không xuất hiện, thân hình Thiên Sĩ Tuyết Sư đã bay tới trên không trung phi linh môn, khí lưu hóa thành cuồng phong thổi quét vỡ áp mọi người trên quảng trường, những đệ tử có thực lực thấp lảo đảo không đứng vững. Trên lưng Thiên Sĩ Tuyết Sư có vài thân ảnh, mà lúc này Lục Tâm Đồng cũng đã xuất quan. Nàng đã đột phá tới linh vương thất trọng. Huyết Mị, Hắc Hùng bái kiến chủ nhân. Thân hình là lướt của Huyết Mị bay ra, quỳ xuống hành lễ, mà Hắc Hùng cũng cung kính quỳ trên mặt đất. Bái kiến trưởng môn. Bái kiến công tử. Mọi người lập tức cung kính hành lễ. Hô! Đông Vô Mệnh cùng Bạch Oánh nhìn lên thân ảnh trên không, trong lòng thở ra, áp lực sút giảm, rốt cục có thể đặt gánh nặng trên vai xuống dưới. Thanh Hỏa lão quỷ hành lễ. Ánh mắt dừng lại trên một thân ảnh đứng bên cạnh trưởng môn, sắc mặt không ngừng biến hóa. Ánh mắt đám người Triệu Huy Hổ, Chu Minh Hải kinh ngạc nhìn lên không trung, bọn hắn biết trưởng môn phi linh môn, không nghĩ tới tòa kỵ lại là Thiên Sĩ Tuyết Sư thất giai, người bình thường không cách nào có được. Ha ha, đại trùng tử, ta đã trở về. Tiểu Long nhảy xuống bên người Thiên Độc Yêu Long cười to. Tiểu Bất Điểm, sao bây giờ các ngươi mới trở về? Thiên Độc Yêu Long tràn đầy ý cười hỏi. Đại trùng tử, người chỉ mới đột phá thất giai hậu kỳ thôi sao? Tiểu Long nhất thời trêu chọc nói. Chư vị miễn lễ. Vài thân ảnh hạ xuống, ánh mắt Lục Lâm Thiên đảo qua mọi người, cuối cùng lướt qua đám người Triệu Huy Hổ, một màn mới phát sinh hắn cũng đã biết được rõ ràng.
Siêu siêu. Thân ảnh Hắc Vũ rơi xuống, nháy mắt biến mất ngay tại chỗ, trực tiếp lao thẳng ra sau đại điện. Đông lão, Oánh tỷ, ta đi một chút sẽ trở lại, Khấu phó trưởng môn, mọi người đều đã tới đông đủ thì ở đây chờ ta một lát đi, không cho phép ai rời khỏi. Dứt lời thân ảnh Lục Lâm Thiên cũng biến mất, tốc độ làm người than thở sợ hãi, ngoại trừ thiên thủ quỷ tôn cùng bàn hủy bọn họ, không ai nhìn thấy rõ. Tâm đồng bái kiến sư phụ, Oánh tỷ. Lục Tâm Đồng đi tới bên cạnh Đông Vô Mệnh cùng Bạch Oánh, tuy nàng gọi Bạch Oánh là Oánh tỷ, nhưng sớm xem nàng như sư nương, nhưng sư phụ cùng Oánh tỷ vẫn chưa vượt qua tấm cửa ngăn cách, nàng cũng không có cách nào. Tâm Đồng, sư phụ nhìn xem, đã lâu như vậy hình như cao lớn hơn rồi. Đông Vô Mệnh nhìn thấy đồ đệ bảo bối, vui vẻ vô cùng. Tâm Đồng càng thêm xinh đẹp đâu, lại đây, để Oánh tỷ nhìn xem. Bạch Oánh mỉm cười. Ta còn nhìn không thấu thực lực, lại tăng cường không ít đi. Vừa mới đột phá linh vương thất trọng chưa bao lâu. Lục Tâm Đồng mỉm cười nói. Nghe lời này mọi người đều líu lưỡi, Đông Vô Mệnh hít sâu một hơi. Đệ tử bái kiến sư phụ. Thanh Hỏa lão quỷ quỳ sụp trước mặt thiên thủ quỷ tôn, người của phi linh môn kinh ngạc, nguyên lai lão giả dung mạo xấu xí, thân hình nhỏ gầy kia lại là sư phụ của cung phụng Thanh Hỏa lão quỷ, Đông Vô Mệnh cùng Bạch Oánh đều kinh ngạc. Ánh mắt thiên thủ quỷ tôn lóe ra, nói. Đứng lên đi. Tạ sư phụ. Thanh Hỏa lão quỷ đứng lên, vẻ mặt cực kỳ kính sợ. Thiên thủ quỷ tôn đánh giá đệ tử, vài chục năm không gặp hắn cũng nhớ mong, đánh giá một lát, hỏi. Thu Nhi đâu? Hồi sư phụ, nàng tốt lắm, chỉ thường xuyên tưởng niệm sư phụ. Thanh Hỏa lão quỷ đáp. Hừ, nghịch nữ. Ánh mắt thiên thủ quỷ tôn trầm xuống. Sư phụ. Muốn trách thì trách đệ tử, là đệ tử bất hiếu. Thanh Hỏa lão quỷ vội vàng nói. Ngươi cũng là đồ khốn. Thiên thủ quỷ tôn trừng mắt nhìn hắn, nhưng cũng không có bao nhiêu tức giận. Vị này nhất định là thiên thủ quỷ vương tiền bối. Đông Vô Mệnh tiến lên, thoáng hành lễ, danh hào của thiên thủ quỷ vương đã sớm vang vọng đại lục, là lão quái thành danh từ lâu, luận tư cách quả thật cao hơn Đông Vô Mệnh không ít. Không cần phải khách khí. Ngươi là Thôi Hồn Độc Vương Đông Vô Mệnh phải không? Trưởng môn thường xuyên nhắc tới ngươi, sau này đều là người một nhà. Thiên thủ quỷ tôn thoáng đáp lễ nói. Sư phụ, ngài cũng gia nhập phi linh môn sao? Thanh Hỏa lão quỷ nghi hoặc hỏi. Chẳng lẽ ngươi không muốn ta gia nhập sao? Thiên thủy quỷ tôn trừng mắt hỏi lại. Dương Quá huynh đệ cũng tới. Ánh mắt Bạch Oánh nhìn qua Dương Quá, người nhận thức Dương Quá thật không ít. Mà quan hệ giữa Dương Quá cùng Lục Lâm Thiên bên ám đường cũng nhận được tin tức. Bái kiến Oánh tỷ. Dương Quá cười nói. Mọi người lại nhìn qua nhóm người quỳ long như hoa, bàn hủy, bàn vân cùng long linh lẫn xích viêm với ánh mắt tò mò. Sau đại điện, ở lối vào mật thất, Hắc Vũ nhìn chằm chằm cửa vào, đột nhiên có chút khẩn trương, thân hình run rẩy, hắn cảm giác được chân khí của chủ nhân ở trong này. Hắc Vũ thúc, sư phụ ở bên trong, chúng ta vào đi thôi. Lục Lâm Thiên đi tới nói. Hắc Vũ run lên, mấy ngàn năm, không nghĩ tới còn một ngày này, hắn đã chờ đợi suốt mấy ngàn năm. Hắc Vũ, là ngươi sao? Một thanh âm già nua trầm thấp đột nhiên quanh quẩn trong tai hai người. Oanh long, cửa mật thất mở ra. Chủ nhân, vừa nghe thanh âm, toàn thân Hắc Vũ run lên, lao thẳng vào trong mật thất. Bên trong mật thất rộng lớn xuất hiện hai thân ảnh, bên trái là hư ảnh già nua. Khuôn mặt cương nghị, đôi mắt lại thâm thúy sáng ngời. Phốc! Trong mắt Hắc Vũ ướt át, quỳ gối trước người lão nhân. Hắc Vũ rốt cục tìm được chủ nhân, Hắc Vũ tới chậm, xin chủ nhân tha tội. Hắc Vũ, ngươi còn sống là tốt rồi, ta thật sự lo lắng ngươi đã đi rồi, mau đứng lên. Hư ảnh đỡ lấy Hắc Vũ, trong mắt rung động, một người một thú qua những năm tháng sinh tử tôi luyện, quan hệ vượt qua khỏi chủ bộc từ lâu. Nam Thúc! Sư phụ, đệ tử đã trở lại. Lục Lâm Thiên mỉm cười nói. Trở về là tốt rồi, không sao chứ. Nam Thúc lướt qua Lục Lâm Thiên, có vẻ ngoài ý muốn, nói. Vũ Vương cửu trọng, Linh Vương bát trọng, không tệ lắm. Chuyến đi hoàn hảo, chỉ có chút phiền toái nhỏ. Lục Lâm Thiên trả lời. Lâm Thiên, có thu hồi được hổ âm yêu tinh hay không? Thánh thủ Linh Tôn hỏi, nhìn thấy Hắc Vũ cùng ái đồ trở lại. Cũng biết Thánh Linh giáo không có vấn đề gì. Sư phụ, đã lấy về. Lục Lâm Thiên đưa ra hộp gấm màu trắng.
Ánh mắt Thánh Thủ Linh Tôn vui vẻ, cầm hộp gấm mở ra, một cỗ năng lượng hùng hậu lan tràn. Hống! Bên trong hộp gấm có tiếng hổ gầm mơ hồ vang vọng, viên tinh thạch màu trắng hổ hình không ngừng tán phát năng lượng. Hổ âm yêu tinh! Ánh mắt Nam Thúc cũng vui sướng, đây là bảo vật của Bạch Hổ bộ tộc, nhưng mộ địa Bạch Hổ bộ tộc phải nằm dưới lòng đất vạn thước, phối hợp cùng địa tâm linh khí mới sản sinh ra bảo vật này, là vật vô giá, có Long Dương linh quả cùng hổ âm yêu tinh, thương thế của hắn đã có vài thành nắm chắc sẽ khôi phục. Đã có hổ âm yêu tinh cùng Long Dương linh quả. Thánh Thủ Linh Tôn mỉm cười. Nam Thúc, thương thế của ngươi có thể khôi phục không? Lục Lâm Thiên chờ mong hỏi. Đã có vài thành nắm chắc. Nam Thúc lộ tia kích động nói. Vậy cần bao lâu mới có thể khôi phục? Lục Lâm Thiên hỏi. Việc này còn chưa biết, chúng ta cần phải thương nghị mới được. Thánh Thủ Linh Tôn nói. Lâm Thiên, ngươi đi ra ngoài xử lý xong phiền phức đi, gần đây Phi Linh Môn cũng không được ổn định, sau khi xong hãy tới. Ta còn có chuyện muốn ngươi đi làm. Dạ. Lục Lâm Thiên muốn biết thêm tình huống của Nam Thúc, hy vọng Nam Thúc nhanh chóng khôi phục. Hiện tại thế lực của hắn mạnh hơn không ít, nhưng cần có một siêu cấp cường giả trấn thủ mới được. Lục Lâm Thiên lập tức cáo lui, mà Hắc Vũ lưu lại trong mật thất, hắn còn nhiều lời muốn nói với chủ nhân. Không khí trên quảng trường bên ngoài đã khác hẳn lúc trước, trưởng môn đột nhiên trở về, làm toàn bộ đệ tử hạch tâm đều như chút được gánh nặng. Nam nhân thật uy vũ. Quỳ Long như hoa mê đắm nhìn chằm chằm Thiên Độc Yêu Long, ánh mắt nóng cháy làm cho hắn nổi cả da gà. Đại trùng tử, lần này ta có mang về thứ tốt cho ngươi đây. Tiểu Long cười nói. Là thứ tốt gì, mau lấy ra cho ta xem. Thiên Độc Yêu Long hứng thú hỏi, yêu thú Long tộc đều rất thích bảo vật, dù là bảo vật vô dụng cũng thích thu thập trở về. Ở trên người lão đại, ngươi gấp cái gì? Tiểu Long nói. Bốn người bàn hủy, bàn vân, Long Linh cùng Xích Viêm vẫn im lặng không nói chuyện, chân khí tản mát làm không gian ngưng trọng lên, ánh mắt mọi người đều chú ý tới bọn họ. TT, Bối Nhi cùng Bảo Nhi đi tới địa phương xa lạ, bỏ xuống khỏi người cha mẹ bắt đầu đánh giá khắp nơi. Đám người Triệu Huy Hổ cùng Chu Minh Hải đưa mắt nhìn nhau, họ chưa từng gặp qua trưởng môn, bây giờ trưởng môn đã trở về, Đông Vô Mệnh cùng Khấu Phi Yến cũng không quản tới bọn họ. Điều này làm trong lòng họ bất an. Trưởng môn đã trở lại, vậy mọi người tan đi. Sắc mặt thoáng run rẩy, Triệu Huy Hổ nói. Đám người có chút xôn xao, không ít người chuẩn bị rời đi. Trưởng môn đã nói qua, không ai được rời khỏi, đều ở yên tại chỗ đi. Ánh mắt Lưu Tinh Hà đảo qua đám người, lạnh lùng nói. Cũng tốt, trưởng môn đã trở lại, ta muốn trưởng môn cho ta một lời công đạo. Sắc mặt Triệu Huy Hổ co giật. Lạnh lùng nói. Có công đạo gì cần đưa cho ngươi, tìm ta cũng vậy thôi. Lục Tâm Đồng đang nói chuyện với sư phụ, vừa nghe vậy liếc mắt nhìn qua đám người Triệu Huy Hổ, nàng cũng đã sớm chú ý tới những người này. Ngươi là ai, thân phận của ngươi đủ sao? Triệu Huy Hổ nhìn Lục Tâm Đồng hỏi, vừa rồi nghe nói nàng là đồ đệ của Đông Vô Mệnh, luận vai với hắn cũng không xem vào trong mắt. Ta tên Lục Tâm Đồng, ta nghĩ trong Phi Linh Môn. Thân phận của ta cũng đã đủ. Lục Tâm Đồng thản nhiên nói. Lục Tâm Đồng. Triệu Huy Hổ như nghĩ ra điều gì. Lục Tâm Đồng, chẳng phải là người bài danh thứ ba trong 10 đại cường giả trẻ tuổi, muội muội của trưởng môn Phi Linh Môn sao? Ánh mắt Triệu Huy Hổ nhất thời căng thẳng, nghe lời đồn đãi độc công của Lục Tâm Đồng còn cao hơn Đông Vô Mệnh, không dễ chọc ghẹo. Nói đi, ngươi cần ca ca ta cho ngươi công đạo gì? Lục Tâm Đồng đi tới trước người Triệu Huy Hổ hỏi. Chúng ta gia nhập Phi Linh Môn, nhưng thực lực cùng đãi ngộ có chênh lệch, vì vậy hy vọng hôm nay trưởng môn cho ta lời công đạo. Triệu Huy Hổ nói. Vậy sao, ngươi hẳn cảm thấy được thực lực của ngươi rất mạnh phải không? Như vậy đi, nếu ngươi thắng ta, ta sẽ để ca ca mời ngươi trở thành tôn sứ hộ môn thế nào? Lục Tâm Đồng nhàn nhạt cười. Nụ cười của nàng làm trong lòng Triệu Huy Hổ phát lạnh. Việc này. Trong mắt Triệu Huy Hổ lóe tinh quang, nhất thời không biết nên nói gì, muốn hắn giao thủ với người nổi danh như Lục Tâm Đồng, hắn thật có chút do dự. Hay là ngươi thắng ta, chức trưởng môn này ta sẽ giao cho ngươi. Một thanh âm trầm thấp vang lên, Lục Lâm Thiên vô thanh vô tức hiện thân ngay trước mặt mọi người. Trưởng môn, công tử, mọi người lại hành lễ, Lục Lâm Thiên phất tay, ánh mắt rơi lên Lục Tiểu Bạch, Lưu Nhất Thủ cùng Hoàng Đan cách đó không xa.
nhìn ba người không có việc gì hắn cũng yên tâm. Không dám, trưởng môn nói đùa. Triệu Huy Hổ sửng sốt, vừa nhìn thấy Lục Lâm Thiên, chẳng biết tại sao trong lòng hắn càng thêm bất an, không ngừng cảm thấy lạnh lẽo. Ta không có nói đùa, có lẽ ngươi rất có lòng tin đối với thực lực của mình, không phải ngươi đã nói sao, thực lực của ngươi không kém hơn chư vị cung phụng khác, hiện tại ta cho ngươi cơ hội, ngươi thắng ta, chức trưởng môn sẽ là của ngươi. Lục Lâm Thiên thản nhiên nói. Trưởng môn, ý tứ của Triệu trưởng lão không phải như thế, ý của Triệu trưởng lão. Ánh mắt Chu Minh Hải chợt lóe, nhưng còn chưa nói xong chỉ nghe ba một tiếng, thân hình Chu Minh Hải đã bị đánh bay ra ngoài hơn 10 thước. Phanh! Thân hình nặng nề nện lên quảng trường, trên mặt Chu Minh Hải hiện lên dấu tát tai, khóe miệng phun máu, sắc mặt biến thành tái nhợt. Mọi người vô cùng kinh ngạc, không ngờ Linh Vương nhị trọng lại bị một cái tát đánh bay, thực lực như vậy không khỏi quá mạnh mẽ. Ta không hỏi ngươi thì ngươi câm miệng cho ta, còn chưa tới lượt ngươi nói leo vào. Thân là người của Phi Linh Môn, nên hành lễ trước khi nói, xem Phi Linh Môn là gì, cái thứ không biết cấp bậc lễ nghĩa. Lục Lâm Thiên khoanh tay đứng thẳng, lúc này mấy trăm người gây ồn ào đều hít sâu một hơi, đã sớm nghe nói vị trưởng môn này không dễ trêu chọc, lần này nhìn thấy, đích thật là như thế. Vẻ mặt Triệu Huy Hổ cũng kinh ngạc, một cái tát đánh bay Chu Minh Hải, mà vị trưởng môn này làm sao ra tay chính hắn cũng không rõ ràng, thực lực như vậy làm tâm tình hắn trầm xuống. Lục Lâm Thiên nhìn Triệu Huy Hổ, nói. Ra tay đi, thắng ta, người chính là trưởng môn Phi Linh Môn. Trưởng môn nói đùa, ta không dám. Triệu Huy Hổ làm sao còn dám vọng động, trong lòng đã chột dạ. Ngươi không dám sao, không phải ngươi muốn ta cho ngươi công đạo sao? Lục Lâm Thiên thản nhiên nói. Hiện tại ta sẽ cho ngươi biết, ngươi cảm thấy Phi Linh Môn bất công với ngươi sao? Tài nguyên tu luyện không bằng người khác. Nhìn xem ngươi có từng lập công cho Phi Linh Môn hay không, ngươi có ra sức cho bổn môn hay không, đệ tử Phi Linh Môn chân chính ai không từng lập công lao hiển hách, ngươi cảm thấy thực lực ngươi không kém, ở trong mắt ta, thực lực của ngươi chỉ là con kiến mà thôi, cho nên ngươi cũng không có tư cách bất mãn, Phi Linh Môn cũng không nuôi phế vật. Sắc mặt Triệu Huy Hổ run rẩy lên, lời của Lục Lâm Thiên không hề lưu cho hắn chút mặt mũi. Thật không ngờ là như vậy ta rời khỏi Phi Linh Môn là được. Triệu Huy Hổ biết mình không còn ý tứ ở lại Phi Linh Môn, hôm nay đã bức xé ra mặt, lưu lại còn ý nghĩa gì? Ngươi xác định ngươi muốn rời khỏi Phi Linh Môn? Lục Lâm Thiên hỏi. Không sai, Phi Linh Môn cũng không đem ta xem trong mắt, ta sớm rời đi tốt hơn. Tu vi Vũ Vương tứ trọng đi đâu cũng được chúng tinh phùng nguyệt, cần gì phải ở lại nơi đây? Nhưng Triệu Huy Hổ không hiểu thái độ làm người của Lục Lâm Thiên, vừa dứt lời sắc mặt Lục Lâm Thiên lập tức âm trầm. Rời khỏi Phi Linh Môn, ngươi cho rằng bổn môn là tử quán khách điếm hay sao, muốn tới thì tới muốn đi thì đi. Ánh mắt hắn tràn ngập hàn ý nhìn Triệu Huy Hổ gần giọng. Ngươi muốn làm cái gì? Triệu Huy Hổ không tự chủ được thối lui, cảm giác bất an ngày càng mãnh liệt. Nếu ban đầu ngươi cầu xin tha thứ nhận sai, nói không chừng ta còn có thể tha cho ngươi, nhưng ngươi lại không biết điều, tự cho mình là Vũ Vương tứ trọng thì giỏi lắm. Nhưng ngươi không biết ở trong mắt ta ngươi chỉ là một con kiến mà thôi. Lục Lâm Thiên nhìn Triệu Huy Hổ, chậm rãi đi tới, trong mắt tràn ngập hàn ý. Trong mắt các đệ tử hạch tâm lộ tia cười, trong lòng đã biết Triệu Huy Hổ sẽ xui xẻo. Ngươi muốn làm gì? Triệu Huy Hổ bật lui 5-6 bước. Ngươi mạo phạm môn quy, theo lý phải chết. Lục Lâm Thiên nói. Siêu. Lời của Lục Lâm Thiên vừa dứt, thân ảnh Triệu Huy Hổ nháy mắt bỏ chạy. Suy, cùng một thời gian thân ảnh Triệu Huy Hổ vừa bay lên, nháy mắt liền bị cấm cố, không gian xung quanh đều vặn vẹo, một cỗ khí tức nóng bỏng lan tràn khắp thiên không. Khặc, tiểu Vũ Vương tứ trọng, nói thế nào ta cũng là tôn sứ hộ môn, làm sao cho ngươi chạy thoát. Thiên thủ quỷ tôn xuất hiện trên không, chảo ấn bay ra vừa lúc chộp lên người Triệu Huy Hổ. Vũ tôn, trực tiếp thao túng không gian, đây chính là cấp độ tôn cấp. Sắc mặt cường giả Phi Linh Môn đại biến, lúc này Đông Vô Mệnh mới biết Thiên Thủ Quỷ Vương đã đột phá tới Vũ Tôn, trong Phi Linh Môn cũng chỉ có Sát Phá Quân là tôn cấp mà thôi. Triệu Huy Hổ kinh hãi giãy giụa. Trưởng môn, người này nên xử trí thế nào? Thiên Thủ Quỷ Tôn hỏi. G.I.O.T.A.S. Lục Lâm Thiên thản nhiên nói. Chỉ bằng thực lực của ngươi mà cũng dám hung hăng càn quấy, muốn chết. Thiên Thủ Quỷ Tôn cười lạnh.
bàn tay hợp lại, không gian trực tiếp nổ tung. Phanh! Thanh âm vang lên trầm đục, sau đó là một tiếng vang đinh tai nhức óc, một cỗ cự lực chút xuống. Thân hình Triệu Huy Hổ phá nát thành mảnh nhỏ, Vũ Vương Tứ Trọng lại không chịu nổi một kích. Mấy trăm người hùa theo Triệu Huy Hổ gây ồn ào, sắc mặt đều tái nhợt, trong lòng run rẩy. Chu Minh Hải vừa giãy giụa bò lên, trong mắt kinh hoàng, hắn làm sao cũng không ngờ vị trưởng môn này lòng dạ độc ác như thế. Hiện tại tới lượt ngươi, ngươi có chuyện gì muốn nói với ta? Lục Lâm Thiên quay đầu nhìn Chu Minh Hải. Trưởng môn, đều do ta hồ đồ nghe theo lời xúi dục của Triệu Huy Hổ, xin trưởng môn tha tội. Chu Minh Hải hành lễ, không dám nói thêm nhiều lời. Ngươi biết sai lầm rồi sao? Lục Lâm Thiên hỏi. Biết sai lầm rồi, sau này sẽ không dám nữa. Chu Minh Hải vội vàng nói, thân hình không ngừng run rẩy. Nếu đã biết sai lầm rồi, vậy phải trả giá thật nhiều. Lục Lâm Thiên vung tay phải, chảo ấn ầm ầm bay ra, cả không gian trở nên nóng cháy. Không xong. Sắc mặt Chu Minh Hải đại biến, nháy mắt thối lui. Nhưng phản ứng của hắn đã không kịp, bởi vì không gian xung quanh đã bị phong tỏa, không đường chạy thoát. Hưu. Một đạo chảo ấn bắn ra, không gian dao động bị nén thành vòng cung cực kỳ rõ ràng, cuối cùng rơi thẳng xuống, bộc phát ra tiếng nổ kinh thiên động địa. Ca ca. Không gian bị xé nát, thậm chí Chu Minh Hải còn chưa kịp hô lên cầu xin tha thứ cũng đã bị đánh thành mảnh nhỏ, hồn anh cũng vỡ nát. Hô hô. Không ít đệ tử hít sâu một hơi lạnh, đối với đệ tử bình thường mà nói, thực lực như vậy với họ quá mức xa xôi. Trưởng môn tha mạng, chúng tôi không dám nữa. Trưởng môn tha mạng. Nhìn thấy hai đầu lĩnh đã bị đánh chết, mấy trăm người còn lại cùng quỳ dưới đất, vẻ mặt kinh hoàng, không khỏi vô cùng hối hận. Gia nhập phi linh môn chẳng phải vẫn rất đang tốt sai, còn được người nịnh bợ, nhưng không nghĩ tới lại rơi xuống kết cục này. Tha mạng, hiện tại biết cầu xin tha thứ rồi sao? Lục Lâm Thiên đảo qua hơn 300 người trước mặt, mười mấy soái cấp, hơn 40 tướng cấp, còn lại là phách cấp cùng sư cấp, chỉ là thực lực bình thường, căn bản không ảnh hưởng gì lớn cho phi linh môn. Một lần bất trung, trăm lần bất dung. Lục Lâm Thiên thản nhiên nói. Người đâu? Phản đồ tội đáng chết, gờ yêu ta ết không tha. Dạ. Cường giả phi linh môn cùng đáp, Lộc Sơn lão nhân, Ngô Dũng, Thanh Hỏa lão quỷ đồng thời công kích. Oanh oanh oanh. A. À. Thanh âm nổ tung đinh tai nhức óc, nháy mắt từng tiếng kêu thảm thiết vang vọng quảng trường. Tiểu Bạch, ta nghe nói ba người gặp nạn, đều không sao chứ? Lục Lâm Thiên đi tới bên cạnh ba người Lục Tiểu Bạch hỏi. Công tử, chúng tôi không sao. Việc đó cũng qua lâu rồi. Lục Tiểu Bạch nói. Không có việc gì thì tốt rồi, sau này ra ngoài nên chú ý một chút. Lục Lâm Thiên nói. Trưởng môn, người trở về thì tốt rồi, gần đây phi linh môn phiền toái không ít. Hoàng Đan nói, dung mạo của nàng không tính là tuyệt mỹ, nhưng vẫn làm người ta cực kỳ thoải mái. Trưởng môn, người quay về thật đúng lúc. Nhóm người Diệp Mỹ cũng đi qua. Chư vị vất vả. Lục Lâm Thiên nói, phanh phanh, chỉ sau một lát nhóm người nổi loạn không còn ai đào thoát, vì đệ tử bình thường đã sớm bất mãn nhóm người này, vì vậy khi ra tay cũng không hề lưu tình. Trên quảng trường vết máu loang lổ, mùi vị máu tanh tràn ngập không gian, một cỗ sát khí lan tràn liền bị một cỗ lực lượng vô hình hoàn toàn hấp thu. Lúc này đã có 3.000 đệ tử tập trung trên quảng trường, chứng kiến chuyện này trong lòng không khỏi rung động, sau đó liền hoan hô. Những trưởng lão hộ pháp mới gia nhập kia bình thường vô cùng hung hăng càn quấy, đệ tử bình thường không dám va chạm với họ, lúc này thấy họ bị đánh chết, đương nhiên cảm giác thật chút giận. Thu thập sạch sẽ, toàn bộ đệ tử hạch tâm theo ta vào đại điện. Lục Lâm Thiên dẫn đầu đi vào, mọi người cùng đi theo sau. Bên trong đại điện lúc này tụ tập hơn 200 người. Lục Lâm Thiên truyền âm, Hoa Mãn Ngọc phân phó đệ tử tăng thêm 5 ghế lớn ở vị trí cung phụng phía trên. Mà vị trí yêu đường cũng có thêm ghế dựa. Bái kiến trưởng môn. Mọi người lại hành lễ, cùng phân ra ngồi xuống, thiên thủ quỷ tôn, bàn hủy, bàn vân, long linh cùng xích viêm ngồi bên trên, quỷ long như hoa ngồi chỗ của yêu đường, ngang vai vế với huyết mị cùng hắc hùng. Chư vị, từ hôm nay trở đi phi linh môn sẽ có thêm một các vị cường giả, ta giới thiệu trước, thiên thủy quỷ tôn tiền bối, bàn hủy huynh, bàn vân tẩu, long linh cô nương, xích viêm. Từ giờ trở đi, họ sẽ đảm nhiệm chức vị hộ môn tôn sứ, chỉ dưới trưởng môn,
như Hoa cô nương đảm nhiệm chức phó đường chủ yêu đường thứ ba. Lục Lâm Thiên giới thiệu. Chủ nhân, ta cũng đảm nhiệm hộ môn tôn sứ sao? Xích Phiêm đứng dậy, có chút nghi hoặc hỏi. Thực lực của ngươi đủ rồi. Lục Lâm Thiên đáp. Đa tạ chủ nhân. Xích Phiêm hành lễ, điều này cũng vượt ngoài ý liệu của hắn. Thiên thủ quỷ tôn tiền bối đảm nhiệm hình đường tôn sứ, trấn thủ hình đường. Bàn Hủy huynh, Bàn Vân Tẩu, Long Linh cô nương, Xích Phiêm đảm nhiệm yêu đường tôn sứ, cùng trấn thủ yêu đường. Lục Lâm Thiên nói, phi linh môn phát triển, thực lực các đường chủ đã không đủ trấn thủ các đường, lúc này để hộ môn tôn sứ hiệp trợ, sẽ càng có lực trấn NSIO ta ép. Bái kiến chư vị tôn sứ. Các trưởng lão, hộ pháp, chấp sự cùng đứng dậy hành lễ, địa vị tôn sứ cao hơn trưởng lão, chỉ có cung phụng không cần hành lễ. Chư vị miễn lễ. Mọi người hành lễ, nhóm người Bàn Hủy cũng thoáng đáp lễ, mà trong lòng Long Linh cảm thấy ngoài ý muốn. Tựa hồ người của phi linh môn không hề bài xích yêu thú linh thú. Long Linh còn chưa biết ở trong phi linh môn có yêu đường, yêu thú cũng đã ở chung với nhân loại thật lâu, mà thực lực yêu đường còn cường hãn nhất trong phi linh môn. Mọi người cùng ngồi xuống, ánh mắt Lục Lâm Thiên lướt qua đại điện, toàn bộ cường giả chủ lực của phi linh môn đều có mặt, nhưng không ít hộ pháp chấp sự cùng yêu thú thất giai của yêu đường vắng mặt, hẳn đều được điều tới biên cảnh phi linh môn. Trưởng môn, gần đây phi linh môn gặp phải không ít phiền toái. Khấu Phi Yến nói, thuộc hạ vô năng, không thể xử lý tốt. Khấu phó trưởng môn, ta đã biết đại khái sự tình, làm sao có thể trách ngươi. Lục Lâm Thiên nhìn qua Diệp Phi cùng Diệp Mỹ. Diệp đường chủ, Diệp phó đường chủ, phiền toái hai vị thuật lại cho ta nghe một chút tình hình gần đây đi. Dạ, trưởng môn. Diệp Phi cùng Diệp Mỹ đứng dậy đáp. Bắt đầu thuật lại tình huống đã phát sinh trong đoạn thời gian gần đây. Nguyên bản các vị đường chủ, trưởng lão đều đi ra tiền tuyến, nhưng bởi vì Lục Tiểu Bạch, Lưu Nhất Thủ cùng Hoàng Đan bị tập kích, ba sơn môn kia tựa hồ đặc biệt lựa chọn ra tay với nhân vật chủ yếu trong phi linh môn, vì vậy Đông Vô Mệnh mới hạ lệnh không cho đệ tử Hạch Tâm tùy tiện đi ra ngoài, hết thảy chờ trưởng môn trở về rồi tính sau. Nghe được hai nàng nói xong, Lục Lâm Thiên trầm tư, một lát sau ngẩng đầu hỏi. Người của Linh Thiên Môn có tới hay không? Lưu trưởng lão có tới hai lần, đều hỏi thăm trưởng môn về hay chưa, Linh Thiên Môn bị ba sơn môn vây ở giữa, muốn xuất thủ cũng khó khăn. Bạch Oánh nói, trưởng môn, bên biên cảnh chỉ sợ không chống cự được nữa, phải nhanh chóng trợ giúp mới được, bằng không bọn hắn sẽ ập vào nhanh thôi. Đông Vô Mệnh nói, Lâm Thiên, người đã trở về, chúng ta có nên báo thù rồi hay không? Thiên Độc Yêu Long nói, hô! Lục Lâm Thiên thở sâu, dùng tay ấn huyệt Thái Dương, hắn vẫn đang suy tư làm sao đối phó ba sơn môn kia, thật sự là khó khăn. Đem bản đồ cổ vực ra đây. Lục Lâm Thiên nói. Diệp Mỹ phân phó đệ tử lấy ra bản đồ cổ vực, toàn bộ trấn nhỏ đều được biểu thị, vô cùng tinh tế. Lục Lâm Thiên đứng dậy đi tới cạnh bàn, nhìn chăm chú vào bản đồ, ngón tay chậm rãi lướt trên những địa hình trên bản đồ. Các đại tiểu thế lực trong cổ vực đều rõ ràng đánh dấu bên trên. Nhóm người Đông Vô Mệnh đều vây quanh bản đồ, mà nhóm người Bàn Hủy vẫn ngồi yên tại chỗ, dù sao họ xem cũng không hiểu được. Nhìn địa bàn của Phi Linh Môn, Lục Lâm Thiên nhíu mày, địa bàn Phi Linh Môn đa số là lấy được từ trong tay các môn các phái, cực kỳ phân tán, mặc dù địa bàn không nhỏ nhưng quá rời rạc, thậm chí còn nằm trong địa bàn của ba đại sơn môn kia. Trưởng môn, hiện tại không ít thành trấn của chúng ta đã rơi vào trong tay bọn hắn, những chỗ đánh dấu màu đỏ đã bị bọn hắn chiếm đoạt. Diệp Mỹ nói, Lục Lâm Thiên nhìn chăm chú, chỉ sợ phải có hai mươi mấy thành trấn bị chiếm lĩnh, đây xem như là một phần tư địa bàn của Phi Linh Môn, trong mắt Lục Lâm Thiên liền lộ ra hàn ý. Đây là đâu vậy? Lục Lâm Thiên dừng lại ở địa hình như một khe sâu, trước khe sâu có không ít địa bàn là của Phi Linh Môn. Đây là Thiên Môn Cốc. Là một khe sâu lớn, trước khe sâu còn có vài đại thành đều là địa bàn của bổn môn, mà trước kia vốn là địa bàn của Thương Sơn Môn. Bạch Oánh nói, truyền lệnh xuống, dùng tốc độ nhanh nhất thông chi mọi người cùng yêu thú linh thú yêu đường thối lui vào Thiên Môn Cốc. Lục Lâm Thiên gõ nhẹ hai cái lên bản đồ, lập tức phân phó. Trưởng môn, chẳng lẽ bỏ qua mấy đại thành trước Thiên Môn Cốc sao? Khấu Phi Yến biến sắc, lập tức đưa tay vẽ lên địa đồ, nói. Trưởng môn hãy xem, địa bàn bổn môn cực kỳ rải rác, vài tòa đại thành này liên tiếp cùng mấy đại thành gần bên, nếu bị mất đi,
mấy đại thành khác không thể độc lập tồn tại, tới lúc đó chúng ta sẽ tổn thất lớn, địa bàn giảm thêm 1/4. Vừa nghe lời nói của Khấu Phi Yến, nhóm người Đông Vô Mệnh lập tức nhìn qua Lục Lâm Thiên. Lục Lâm Thiên mỉm cười, nói. Khấu phó trưởng môn nói rất đúng, nhưng chẳng lẽ ngươi có biện pháp bảo vệ những địa bàn này sao? Nghe vậy Khấu Phi Yến lắc đầu. Dù Phi Linh môn dốc hết thực lực, chỉ sợ bọn hắn cũng đã chuẩn bị kỹ càng, chúng ta không thể đối kháng. Theo ta phỏng chừng, bọn hắn đang đợi cơ hội này, nói không chừng có thể nuốt trọn Phi Linh môn chúng ta. Bạch Oánh nói. Ha ha. Lục Lâm Thiên chỉ cười không nói. Trưởng môn, ngươi còn cười được sao, chẳng lẽ ngươi có biện pháp? Đông Vô Mệnh hỏi. Đông lão, Oánh tỷ, Khấu phó trưởng môn, chúng ta tạm thời mất một chút địa bàn cũng không phải đại sự, sau này thu hồi gấp đôi là tốt rồi, hơn nữa với thực lực của bổn môn bây giờ, dù bọn hắn muốn nuốt trọn cũng nuốt không nổi. Ánh mắt hắn trở nên nghiêm túc. Truyền lệnh xuống, toàn bộ đệ tử Phi Linh môn cùng yêu thú linh thú đều rút trở về, gặp phải người của ba sơn môn kia, không cần dây dưa đánh bừa, mang đi hết tài liệu dược vật, lưu lại thành trống cho bọn hắn. Dạ. Diệp Phi cùng Diệp Mỹ liền đáp, truyền tin tức là nhiệm vụ của ám đường. Trưởng môn, cho dù chúng ta thối lui tới thiên môn cốc, bọn hắn cũng sẽ không từ bỏ ý đồ. Khấu Phi Yến thoáng do dự, lại hỏi. Chẳng lẽ trưởng môn đã có phương pháp ứng đối sao? Ánh mắt Lục Lâm Thiên đảo qua bản đồ, trầm xuống nói. Bây giờ không phải bọn hắn không bỏ qua cho chúng ta, mà là chúng ta tuyệt không bỏ qua cho bọn hắn phải trả giá thật nhiều. Ánh mắt mọi người chợt lóe, trong lời nói của trưởng môn rõ ràng mang theo hàn ý, các đệ tử hạch tâm đều rõ tính tình của hắn, chỉ sợ kế tiếp hắn sẽ có động tác lớn. Bàn Vân Tẩu, Bàn Hủy Huynh, Thiên Thủ Tiền Bối, Long Linh Cô Nương, kế tiếp cần làm phiền bốn vị đi xa một chuyến. Sau đó hắn nhìn qua Xích Phiêm. Xích Phiêm, ngươi cũng đi một chuyến. Trưởng môn, ngươi phân phó đi. Bốn người bước tới gần. Trưởng môn, chẳng lẽ cần chúng ta đánh chết người của ba sơn môn kia sao, vậy cho bọn hắn chút giáo huấn cũng tốt. Trong mắt Thiên Thủ Quỷ Tôn đầy sát khí, nếu là ngày trước hắn không dám động vào ba sơn môn kia, nhưng hiện tại thì khác, hắn rõ ràng thực lực Phi Linh môn, còn có Thánh Linh giáo, Nhật Sát Các, các thế lực như Thiên Địa Các, Linh Thiên Môn, Vân Dương Tông, ở dưới Thiên Đảo trưởng môn còn dám đánh chết Thiên Dương Vương bọn hắn, bây giờ muốn đối phó ba sơn môn kia cũng không kỳ quái. Không cần đánh chết toàn bộ. Lục Lâm Thiên mỉm cười nói. Thiên Thủ Tiền Bối, người hẳn rất tinh tường địa hình cổ vực đi. Xem như là quen thuộc. Thiên Thủy Quỷ Tôn nói. Ánh mắt Lục Lâm Thiên híp lại, một cỗ sát khí cùng chân khí thượng vị giả lan tràn, khiến sắc mặt mọi người đều ngưng trọng. Lạnh lùng nói. Vậy mời Thiên Thủ Tiền Bối cùng Long Linh Cô Nương đi địa bàn Hắc Sát Giáo một chuyến, đem phân đà trong 10 đại thành gần Hắc Sát Giáo nhất san thành bình địa là tốt rồi. Nói xong hắn lại xoay người. Bàn Hủy Huynh, Bàn Vân Tẩu, các người đi địa bàn Lan Lăng Sơn Trang, hai vị không quen đường, để Lưu Nhất Thủ dẫn đường đi. Xích Phiêm, người đi địa bàn Hóa Vũ Tông, tới lúc đó ta phái thêm người cho ngươi, hãy để. Ánh mắt hắn đảo qua, nói. Hãy để Hoàng Đan trưởng lão dẫn đường cho ngươi, khoảng cách Hóa Vũ Tông không xa, đi nhanh về nhanh, mọi người nhớ kỹ, chỉ cần phá hủy 10 phân đà 10 nơi là tốt rồi, phá hủy một nơi liền lưu lại dấu hiệu của Phi Linh môn chúng ta. Hiểu được. Mọi người cùng đáp. Hoa đường chủ, ngoại đường còn có thể dùng bao nhiêu người? Lục Lâm Thiên hỏi. Hồi trưởng môn, đại bộ phận đều điều đi biên cảnh. Mặc dù đã ẩn tàng một ít nhưng chỉ có thể điều động nhiều nhất là 2 vạn người, vì đã điều đi biên cảnh 4 vạn, khi chúng ta nhận được tin tức thông chi đã rơi xuống hơn vạn. Hoa Mãn Lâu nói. Hoàng Phủ Đường Chủ, Vũ Đường thì sao? Lục Lâm Thiên hỏi. Đệ tử Vũ Đường chỉ điều động được 5 vạn, đã điều đi biên cảnh 10 vạn, vẫn lạc hơn vạn. Hoàng Phủ Kỳ Tùng nói. Người của Vũ Đường cùng ngoại đường xuất phát đi Thiên Môn Cốc, tụ họp với đệ tử lui về. Có thể làm ra chút động tĩnh, làm trinh thám của bọn hắn biết chúng ta gặp mặt trong Thiên Môn Cốc. Lục Lâm Thiên nói. Rõ. Mặc dù mọi người không biết ý đồ của Lục Lâm Thiên, nhưng không hề hoài nghi chút nào. Chư vị còn chuyện gì không? Lục Lâm Thiên hỏi. Trưởng môn, còn có một việc, có quan hệ với trưởng môn, không biết ngài có nghe nói qua hay không? Diệp Mỹ nói. Ồ, mời nói. Lục Lâm Thiên nghi hoặc hỏi.
Gần đây trong cổ vực có lưu truyền danh hào 10 đại cao thủ, danh hào của trưởng môn đã truyền khắp cả cổ vực cùng đại lục Linh Vũ. Diệp Mỹ nói, là gì vậy? Lục Lâm Thiên tò mò. Theo thứ tự là Lãnh Nhàn Yêu Cơ Lăng Thanh Tuyền, Vân Dương Tiên Tử Vân Hồng Lăng, Bích Ba Thần Nữ Lục Vô Song, Thiên Phong Thánh Tử Lam Thập Tam, Thiên La Kiếm Vương Nguyên Nhược Lan, Huyễn Linh Mị Cơ Đạm Thai Tuyết Phi, Trọng Kiếm Vô Phong Dương Quá. Diệp Mỹ nói, còn ba người khác đâu? Lục Lâm Thiên hứng thú hỏi. Trưởng môn, danh hào của đại tiểu thư là Độc Linh Ma Nữ, Tử Tước Thánh Nữ Tử Yên. Diệp Mỹ còn chưa nói xong, Lục Tâm Đồng đã kháng nghị. Sao gọi ta là ma nữ chứ? Là ai đặt ra danh hào này a? Thật không có thưởng thức, danh hào chị dâu đều là thần nữ cùng tiên tử, ta lại thành ma nữ. Độc Linh Ma Nữ, rất thích hợp với ngươi. Tiểu Long cười hắc hắc nói khiến Lục Tâm Đồng trừng mắt nhìn hắn. Tử Tước Thánh Nữ. Lục Lâm Thiên mỉm cười. Diệp Mỹ tỷ, vậy của ca ca là gì? Lục Tâm Đồng hứng thú hỏi. Đại tiểu thư, danh hào của trưởng môn là Linh Vũ Chiến Vương. Diệp Mỹ đáp. Linh Vũ Chiến Vương. Lục Lâm Thiên nhíu mày, lộ ý cười. Chúc mừng trưởng môn cũng đã có danh hào. Bạch Oánh cười nói, trên đại lục có được danh hào đều là cường giả, đây là lời khẳng định đối với thực lực tuyệt đối. Linh Vũ Chiến Vương, Linh Vũ Song Tu, lấy chiến xưng vương, một mình độc hành, chúc mừng trưởng môn. Đông Vô Mệnh cũng lộ ý cười nói. Vậy hôm nay dừng ở đây đi, Hoa Đường Chủ, Hoàng Phủ Đường Chủ, các người đi an bài đệ tử ngoại đường cùng Vũ Đường xuất phát, những đường chủ cùng trưởng lão khác, tu vi ngoài vương cấp làm xong chuyện của mình, có lẽ cần theo ta ra ngoài vài tháng, chạng vạng hôm nay tới đại điện tập hợp, các hộ pháp cùng chấp sự hộ tống đệ tử hai đường đi Thiên Môn Cốc. Lục Lâm Thiên nói, dạ, mọi người cùng đáp, không ai hỏi nhiều. Hô, Lục Lâm Thiên thở ra một hơi. Đây chỉ là an bài bước đầu tiên mà thôi, kế tiếp mới là trọng yếu nhất. Nửa canh giờ sau, ở hậu sơn Phi Linh Môn, Lục Lâm Thiên triệu hoán ra ba đầu yêu thú thất giai hậu kỳ đỉnh. Cảm giác được chân khí của ba yêu thú, ánh mắt mọi người đại biến. Ba đầu yêu thú này chính là thủ hạ của Bàn Hủy, theo lời phân phó của Bàn Hủy, hộ tống Xích Viêm cùng Hoàng Đan đi Hóa Vũ Tông. Sau khi căn dặn thêm lần nữa, Bàn Vân, Bàn Hủy, Thiên Thủ Quỷ Tôn, Hoàng Đan, Lưu Nhất Thủ cùng đi lên yêu thú phi hành rời đi. TT. Bảo Nhi cùng Bối Nhi nhìn thấy cha mẹ đã đi, xoay quanh trên người Tiểu Long cùng Lục Tâm Đồng, có chút không muốn. Bảo Nhi, Bối Nhi, cha mẹ các ngươi rất nhanh sẽ trở lại. Lục Tâm Đồng an ủi hai tiểu tử kia. Sao không cho ta đi, ta cũng muốn đi tìm ba sơn môn kia tính sổ. Thiên Độc Yêu Long không cam lòng nói. Độc Long huynh, sẽ tới lúc để cho ngươi báo thù. Hiện tại chưa tới thời gian. Lục Lâm Thiên nói. Trưởng môn, tu vi vài vị hộ môn tôn sứ đều là. Bạch Oánh biết Thiên Thủ Quỷ Tôn đã tới tôn cấp, nhưng vì nhóm người Bàn Hủy luôn thu liễm chân khí cho nên nàng không dám khẳng định. Tu vi của họ hẳn tới cấp độ bát giai đi. Huyết Mị nói. Lục Lâm Thiên khẽ gật đầu, khẳng định câu trả lời của Huyết Mị, mà tu vi Đông Vô Mệnh đã tới Linh Vương ngũ trọng, Bạch Oánh vẫn là tam trọng. Đối với nhân loại mà nói như vậy đã tiến bộ rất nhanh, nhưng ở trong mắt Lục Lâm Thiên còn chưa đủ. Cấp độ bát giai. Mọi người cây ết yêu ta ép sợ, bát giai cũng là tu vi tôn cấp, bốn đầu yêu thú linh thú đều là bát giai. Huyết Nghị, tình huống hiện tại của ngươi thế nào? Lục Lâm Thiên hỏi. Chủ nhân, lúc trước ta đã đào tạo ra 200 vạn công phong nhất giai, nhưng ở biên cảnh dù đánh tổn thương nặng không ít người của ba sơn môn kia, nhưng đã chết hầu như không còn, cho tới bây giờ ta còn chưa tiếp tục đào tạo thêm. Nhưng công phong nhị giai còn 20 vạn, tam giai 5 vạn, tứ giai 1 vạn, ngũ giai 3.000, lục giai 300, mà bởi vì nhất giai tiêu hao quá nhiều cho nên ta tiêu hao một ít linh nguyên, vì thế làm ảnh hưởng thất giai rất lớn, hiện tại chỉ được hơn 10 mà thôi. Huyết Mị nói, lần này ngươi có nắm chắc hay không, ba sơn môn kia không tầm thường, bọn hắn đã có kế hoạch sẵn sàng. Chờ chúng ta phản công sau đó mới tiến hành kế hoạch tiếp theo. Bạch Oánh hỏi. Oánh tỷ, chuyện gì cũng sẽ có biện pháp, hiện tại lo lắng còn hơi sớm. Lục Lâm Thiên nói. Sao có thể không lo lắng, ngươi để vài vị hộ môn tôn sứ đi đối phó ba sơn môn kia, nhất định sẽ làm bọn hắn nổi giận, tới lúc đó càng điên cuồng vây công chúng ta, mặc dù có vài vị hộ môn tôn sứ, nhưng nếu bọn hắn liều lĩnh xâm phạm, chúng ta cũng không thể đối kháng.
Đông Vô Mệnh thoáng do dự, cuối cùng nghiêm mặt nói, dù trong lòng rất muốn tin tưởng Lục Lâm Thiên, nhưng hắn không có khả năng không lo lắng. Đông lão, nếu bọn hắn không nổi giận, chúng ta làm sao đánh bị thương nặng bọn hắn chứ? Lục Lâm Thiên cười nói. Ngươi dự tính đánh bọn hắn trọng thương sao? Đông Vô Mệnh nhíu mày hỏi. Sư phụ, ngài cứ yên tâm đi, ca ca tự nhiên có biện pháp, chỉ là ba sơn môn mà thôi, không đáng là gì. Lục Tâm Đồng mỉm cười nói, vì không muốn làm sư phụ hoảng sợ, nàng cũng không nhắc tới việc gỡ yêu ta ết chết đám người Thiên Dương Vương. Nhưng Tiểu Long lại không khách khí nói ra. Đúng vậy, sợ cái gì, mấy ngày trước lão đại còn gỡ yêu ta ết chết Thiên Dương Vương Dương Tề Thuyên, còn có Thu Thủy Vương gì đó, kể cả Địa Cương Vương cùng Thần Hỏa Vương cũng bị đánh chết hết, chỉ là ba sơn môn mà thôi, có gì phải sợ. Đông Vô Mệnh cùng Bạch Oánh nhất thời sửng sốt, nhìn qua Lục Lâm Thiên, họ biết thân phận mấy người kia, Đông Vô Mệnh bật thốt. Tiểu tử, Tiểu Long nói đùa đi. Ta không có nói đùa, lại không tin lời của ta, tức chết ta. Tiểu Long kháng nghị. Đông lão, mấy người Thiên Dương Vương đúng là bị ta gỡ yêu ta ết. Lục Lâm Thiên vuốt vuốt mũi, cười nói. Cái gì? Đông Vô Mệnh nghe vậy thân hình lảo đảo thối lui, sắc mặt Bạch Oánh cũng bị hù dọa trắng bệch. Lâm Thiên, ngươi gây ra đại họa. Bạch Oánh bất đắc dĩ nói. Đại họa cái gì, mấy người có tu vi tôn cấp của mấy sơn môn kia đều bị chúng ta xử lý cả mười mấy người, thủ tiêu một đại đội Vũ Vương Linh Vương, làm sao còn đi tìm chúng ta phiền toái, chúng ta không tìm bọn hắn phiền toái là tốt rồi. Tiểu Long đắc ý khoe khoang. Yên tâm đi Đông lão, Oánh tỷ, sẽ kể lại tường tận cho các ngươi nghe qua, trong khoảng thời gian ngắn sẽ không có vấn đề gì. Lục Lâm Thiên nói. Đúng rồi ca ca. Đưa chân linh thánh quả cho sư phụ đi. Lục Tâm Đồng nói. Đông lão, Oánh tỷ, Độc Long huynh, đây là chân linh thánh quả, lần này là do Tâm Đồng cùng Tiểu Long đoạt được, sau khi dùng sẽ có không ít ưu đãi. Lục Lâm Thiên lấy ra ba hộp ngọc đưa cho ba người. Chân linh thánh quả, chẳng lẽ là thánh quả trên thiên đảo của Nhật Sát Các? Thần sắc Bạch Oánh kinh ngạc, tiếp nhận hộp ngọc mở ra xem, năng lượng phát tán ra ngoài, chính là chân linh thánh quả. Phải, đúng là bảo vật của Nhật Sát Các. Nếu cô đồng ý trở thành người phụ nữ của tôi có thể cho cô một viên hộ thể đan, sau khi dùng xong, nó sẽ giúp cô tăng 1/10 tỷ lệ đột phá. Lưu Khánh nói rồi lấy một lọ sứ trắng ra, rõ ràng trong lọ sứ này chứa hộ thể đan. Không có gì, chúng ta lấy toàn bộ, tổng cộng 9 quả. Tiểu Long cười hắc hắc. Chẳng lẽ Nhật Sát Các không tìm các ngươi phiền toái? Bạch Oánh sững sờ nói. Quan hệ giữa ta cùng Phiên Hải Vương là Kiến Hồng không tệ, cho nên không có vấn đề lớn. Lục Lâm Thiên qua loa một câu, lại lấy ra ba hộp ngọc đưa cho ba người, nói. Đông lão, Oánh tỷ, Độc Long huynh, các ngươi dùng vật này trước rồi hãy dùng chân linh thánh quả, ưu đãi sẽ lớn hơn nữa. Đây là... Ba người cầm hộp ngọc, linh quả vô sắc vô vị, không hề có chút năng lượng dao động, Bạch Oánh cùng Đông Vô Mệnh cố gắng quan sát cũng không biết là vật gì. Đây là diễn linh thiên quả, sau khi dùng có 7 thành cơ hội đột phá tôn cấp, có thể đề cao tâm tình, trợ giúp lĩnh ngộ rất lớn, dù là tu vi tôn cấp cũng có trợ giúp không nhỏ. Lục Lâm Thiên nói, đây là diễn linh thiên quả, là bảo vật này sao? Với định lực của Bạch Oánh cùng Đông Vô Mệnh, lúc này vẫn không nhìn được kinh ngạc, bảo vật này chính là trọng bảo, không nghĩ tới mỗi lần tiểu tử kia ra ngoài một chuyến đều mang về không ít thứ tốt. Thứ tốt a, hắc hắc. Thiên Độc Yêu Long hưng phấn nói. Đông lão, Oánh tỷ, đêm nay hãy dùng, tối nay ta còn chút chuyện cần làm. Lục Lâm Thiên nói. Đông lão, sư huynh Sát Phá Quân ở đâu? Băng Mộc Tôn giả đã bế quan 2 tháng, hẳn là để đột phá. Bạch Oánh nói. Lục Lâm Thiên nhìn vào ngọn núi xa xa, khó trách không gặp hắn. Đúng rồi Lâm Thiên, nếu ngươi đã trở lại, có nên đi gặp Linh Thiên Môn cùng Vân Dương Tông hay không? Có 2 môn phái kia tương trợ cũng có thể áp chế được 3 sơn môn kia. Bạch Oánh nói. Được, ta sẽ đích thân đi thăm. Lục Lâm Thiên trầm xuống, có một số việc hắn cần tự mình đi Linh Thiên Môn cùng Vân Dương Tông một chuyến mới được. Bái kiến trưởng môn. Quay về đình viện, Lục Lâm Thiên nhìn thấy Bạch Toa Toa, Tân Hiểu Kỳ cùng Nhan Kỳ, cả ba nàng ngày càng dễ thương thành thục, vô cùng quyến rũ. Tối nay ba người cũng tới đại điện đi. Lục Lâm Thiên nói. Một lát sau hắn lại nhìn sắc trời,
lập tức đi vào trong mật thất sau đại điện. Khi hắn đi vào phòng, lại cảm thấy ánh mắt Nam Thúc cùng sư phụ có vẻ khác thường, cực kỳ phức tạp. Tiểu tử, có phải ngươi ngại mạng dài hay không? Ngay cả đảo chủ cùng các hai đảo cũng dám gợi yêu ta ết, bọn hắn nhất định sẽ không bỏ qua đâu. Nam Thúc bất đắc dĩ trừng mắt nhìn hắn nói. Lục Lâm Thiên nhíu mày, lại cười hắc hắc, có lẽ Hắc Phú cũng đã kể lại chuyện xảy ra trong chuyến đi Đông Hải lần này. Ngươi còn cười được sao? Nam Thúc tức giận nói. Thật không biết là ai cho ngươi lá gan lớn như vậy, không biết trời cao đất dày. Cái gì gọi là vận khí thôi? So sánh với Nam Thúc, Thánh Thủ Linh Tôn cũng không hề trách cứ, còn lộ ý cười nói. Nam Thúc, sư phụ, đệ tử chỉ bị bức bách, vì vậy đánh chết cho xong, lưu lại càng thêm tai họa. Lục Lâm Thiên nói. Ai, cũng đã gỡ yêu ta ết rồi, còn làm sao bây giờ, lần này đánh trọng thương hai các hai đảo, bọn hắn cũng không rảnh đi làm phiền ngươi, còn đang vội vàng ứng phó hai các hai đảo còn lại đâu, nhưng mối thù với bọn hắn cũng sẽ không cách nào hóa giải. Chờ bọn hắn rảnh tay tới lúc đó xuất ra cường giả, chỉ sợ là cục diện không chết không ngừng. Nam Thúc nói, không chết không ngừng, ta cũng không sợ, tới một người ta gỡ yêu ta ết một người. Ánh mắt Lục Lâm Thiên trầm xuống, hiện tại chính hắn cũng không phải dễ trêu chọc. Không biết trời cao đất dày, cho dù ta ở thời kỳ toàn thịnh cũng không dám nói ra lời như thế, ngươi cho rằng ngươi có thực lực như Độc Cô Gia hay Bắc Cung Gia sao? Nam Thúc hỏi. Nghe được lời của Nam Thúc, Lục Lâm Thiên thoáng lặng người, theo lời của Nam Thúc như vậy trong hai các hai đảo cũng có cường giả khủng bố. Bất kể như thế nào, bọn hắn dám tới, vậy phải trả giá thật nhiều. Lục Lâm Thiên cắn răng nói, hắn có hai kiện thần khí, còn có thiên trụ giới, truyền thừa của sư phụ Chí Thánh Đại Đế, chỉ cần cho hắn đủ thời gian, sớm hay muộn cũng có sức liều mạng với bọn họ. Nghe nói ngươi lấy được thân thể đế giả. Sắc mặt Nam Thúc hòa hoãn lại, hỏi. Dạ. Lục Lâm Thiên gật đầu, đối với Nam Thúc cùng sư phụ thánh thủ, hắn đương nhiên không cần giấu giếm, lập tức đem chuyện bái sư thuật lại. Lâm Thiên, vậy ngươi có lấy được đế giả chi nguyên hay không? Nam Thúc cùng thánh thủ Linh Tôn vội hỏi. Ân ân, chiếm được, nhưng còn chưa có thời gian dung hợp. Lục Lâm Thiên đáp. Ai, thật không biết vì sao vận khí của tiểu tử ngươi luôn tốt như thế. Toàn bộ chỗ tốt trên đời này cơ hồ bị ngươi lấy hết, truyền thừa của đế giả chi nguyên a. Thánh thủ Linh Tôn cảm thán nói. Lâm Thiên, nhanh chóng nhận lấy truyền thừa cùng dung hợp đế giả chi nguyên, đây là việc khẩn cấp trước mắt, ngươi thật không biết thế nào là bảo vật, không biết đế giả chi nguyên vô cùng trọng yếu sao, còn dám mang trên người chạy loạn. Ánh mắt Nam Thúc ngưng trọng nhìn Lục Lâm Thiên mắng. Đệ tử sẽ nhanh chóng dung hợp. Lục Lâm Thiên gật đầu. Luyện hóa đế giả chi nguyên, được tới truyền thừa, xem như ngươi có dựa vào, đợi thêm một thời gian tự nhiên sẽ có thành tựu. Nam Thúc nói. Nhưng trước khi có được thực lực tuyệt đối, mọi sự phải cẩn thận, hiện tại hắn đối đầu với cả thiên hạ, tuyệt đối phải cẩn thận. Nhiều đối thủ cũng không sao, chờ sau khi ngươi khôi phục tới đỉnh, tiếp tục tiến thêm một tầng, tới lúc đó ta cũng có cơ hội khôi phục, phỏng chừng cũng có thể tiến thêm, có hai người chúng ta. Ta tin tưởng bọn hắn cũng không dám làm gì. Thánh thủ Linh Tôn nói. Phải rồi Nam Thúc, hiện tại đã có thể khôi phục thương thế của người sao? Lục Lâm Thiên hỏi. Năm đó ta mạnh mẽ tu luyện âm dương linh vũ quyết, vì vậy bị tẩu hỏa nhập ma, về sau còn bị đánh lén trọng thương, cho nên thương thế cực kỳ nghiêm trọng, nặng hơn trong tưởng tượng của ngươi. Mấy năm tay ta nghĩ đủ biện pháp nhưng vẫn không có hiệu quả quá lớn, có long dương linh quả cùng hổ âm yêu tinh. Nếu luyện chế thành âm dương long hổ đan sẽ có không ít cơ hội. Nam Thúc nói xong, dừng một chút mới nói. Nhưng ta đã thương lượng với sư phụ ngươi, muốn luyện chế âm dương long hổ đan không phải chuyện dễ dàng, đan dược kia đã tới bát phẩm cao giai tiếp cận đỉnh, dù ở thời kỳ toàn thịnh ta cũng không dám cam đoan làm được, vạn nhất thất bại không còn tài liệu, mà bây giờ còn thiếu một vật trọng yếu, nếu không sẽ không thể thành công. Thiếu vật gì? Lục Lâm Thiên liền hỏi. Nam Thúc nhướng mày. Trong mật địa của Vân Dương Tông có một địa tâm linh mạch, người biết tin tức này không nhiều lắm, mà ta lại biết, ngươi cũng biết. Dạ. Lục Lâm Thiên gật đầu, Bạch Linh có đưa hắn đi qua, bởi vì có địa tâm linh mạch cho nên mới có được Vũ Linh Thánh Quả. Trong địa tâm linh mạch có địa tâm linh ngọc. Nam Thúc nói. Địa tâm linh ngọc là vật gì? Lục Lâm Thiên nghi hoặc hỏi, trong thiên linh lục cũng không có tin tức này.
Địa tâm linh ngọc chính là trọng bảo, chỉ sợ muôn đời cũng khó xuất hiện một khối, mỗi khối địa tâm linh ngọc ẩn chứa năng lượng cực kỳ khổng lồ, đồng thời còn có nhiều ưu đãi khác, có thể nói giá trị của một khối có thể so sánh với thần khí. Thánh thủ linh tôn nói, muốn luyện chế âm dương long hổ đan còn cần địa tâm linh ngọc sao? Lục Lâm Thiên hỏi, có thể so sánh với thần khí, giá trị vô cùng khủng bố. Không sai, còn thiếu địa tâm linh ngọc, theo ta được biết trên Vân Dương Tông tựa hồ có một khối địa tâm linh ngọc, là trọng bảo của họ, có ưu đãi thật lớn với tu vi tôn cấp, những lão gia hỏa Vân Dương Tông thậm chí còn không cho người ngoài nhìn thấy, muốn lấy thật khó khăn. Nam Thúc cau mày. Nhưng trong lời đồn đãi, muốn luyện chế âm dương long hổ đan nhất định cần có nó. Nam Thúc, giao cho con là được rồi, khó khăn bao nhiêu con cũng đi thử một lần. Lục Lâm Thiên cười nói, dù sao đã biết ở Vân Dương Tông, vẫn tốt hơn là ở địa bàn của đối thủ. Chỉ sợ là khó khăn, cho dù Vân Thiếu Thiên đồng ý, nhưng mấy lão gia hỏa trong Vân Dương Tông chưa chắc đã chấp nhận. Nam Thúc nói, cho dù là trộm con cũng nhất định trộm trở về. Lục Lâm Thiên cười hắc hắc. Người nghĩ dễ trộm đồ vật trong Vân Dương Tông hay sao? Nam Thúc trừng mắt. Trên người ngươi có diễn linh thiên quả, giá trị mặc dù kém hơn địa tâm linh ngọc một chút, nhưng đối với người cần dùng mà nói giá trị lại thật lớn, có lẽ ngươi có thể dùng nó nghĩ biện pháp. Dạ. Lục Lâm Thiên gật đầu, vừa rồi trong lòng hắn cũng nghĩ tới biện pháp này, tới lúc đó chỉ thử trao đổi xem sao, nếu không được thì nghĩ cách khác, dù sao phải lấy tới tay. Khẽ gật đầu, Lục Lâm Thiên lấy ra hộp ngọc, nói. Nam Thúc, ngươi dùng diễn linh thiên quả có hữu dụng hay không? Tự nhiên hữu dụng, dưới tu vi đế cấp đều hữu dụng. Nam Thúc cũng không khách khí, hắn biết Lục Lâm Thiên lấy được khá nhiều thiên quả, trong lòng vốn không ngừng cảm thán. Nghe được Hắc Vũ nói qua Lục Lâm Thiên lấy được diễn linh thiên quả ở hai địa phương, tổng cộng hơn 100 quả, cả Nam Thúc lẫn Thánh Thủ Linh Tôn đều kinh ngạc. Nam Thúc, con sẽ nhanh chóng đi Vân Dương Tông. Lục Lâm Thiên nói. Nhưng hiện tại không cần gấp gáp, muốn luyện chế âm dương long hổ đan, hiện tại thực lực của ta khôi phục còn chưa đủ, còn cần đợi thêm một thời gian. Vừa lúc có diễn linh thiên quả có lẽ có chút trợ giúp, hiện tại trong phi linh môn xảy ra không ít chuyện, người an bài xong hết thảy rồi hãy đi Vân Dương Tông vẫn chưa muộn. Nam Thúc nói, quan trọng nhất là người phải lập tức dung hợp đế giả chi nguyên, nhận truyền thừa, điều này đối với ngươi mà nói mới là trọng yếu nhất. Dạ, Lục Lâm Thiên gật đầu, việc này hắn đã có an bài, nhìn Nam Thúc, Lục Lâm Thiên có chút do dự, nói. Nam Thúc. Lần này con suýt nữa rơi vào trong tay linh vũ giới, gặp được phó giới chủ, hình như hắn có biết ngươi. Ngươi muốn biết hắn là ai sao? Nam Thúc nhìn Lục Lâm Thiên, trong mắt toát ra hàn ý. Có chút tò mò. Lục Lâm Thiên nhìn phản ứng của Nam Thúc, trong lòng xác định quan hệ của Nam Thúc cùng phó giới chủ kia. Có một số việc sau này hãy nói cho ngươi biết đi. Nam Thúc hít sâu một hơi, khôi phục lại bình tĩnh, nói. Ngươi gặp được hắn, còn có thể chạy thoát là có người tương trợ phải không? Lục Lâm Thiên lập tức giải thích mối quan hệ với tỷ tỷ của Dương Quá. Nàng là linh thú, còn biết tiểu gia hỏa tiểu long, chẳng lẽ là thanh long linh hoàng tộc? Nam Thúc cau mày, nói. Thân phận của tiểu long đã bị bại lộ, chỉ sợ sẽ đưa tới không ít phiền toái, ngươi nên chú ý một chút mới được, tóm lại bây giờ ngươi thật sự nhiều phiền toái quấn thân a. Lục Lâm Thiên chỉ có thể cười khổ. Không lời gì để nói. Đêm đến, bên trong đình viện trên một ngọn núi, một thân ảnh khoanh tay đứng thẳng, hơn 40 tuổi, cằm nhọn, nhưng vẫn không che giấu được khí thế lãnh ngạo nghiêm túc. Người này chính là trưởng môn linh thiên môn Lữ Chính Cường. Trưởng môn, trên thiên đảo Nhật Sát Các chỉ sợ có trọng bảo xuất thế, nếu không cũng có di tích của cường giả, nhưng thám tử của chúng ta còn chưa truyền lại tin tức, không biết sẽ xuất hiện vật gì. Lưu trưởng lão nói. Thiên đảo có trọng bảo, đáng tiếc chúng ta có đi qua cũng không kịp, hơn nữa bây giờ chúng ta còn có chút không ổn. Lữ Chính Cường thở dài. Có tin tức của Lục Lâm Thiên hay không? Vẫn chưa có, chỉ biết hắn xuất hiện ở Đông Hải. Lưu trưởng lão nói. Tiểu tử kia xuất hiện ở Đông Hải, chuyện trên thiên đảo chỉ sợ cũng chen chân vào, hiển nhiên hắn chưa biết tình huống của phi linh môn. Thần sắc Lữ Chính Cường cực kỳ ngưng trọng. Cho dù có biết hắn cũng phải dùng nửa năm thời gian mới kịp trở về, mà ba sơn môn kia tựa hồ muốn động thật sự, chúng ta nên làm như thế nào? Lưu trưởng lão hỏi.
Ba sơn môn liên hợp đối phó phi linh môn cũng chỉ là bước đầu tiên, chỉ sợ là thật sự muốn đối phó linh thiên môn chúng ta mới phải. Lữ Chính Cường nói, chẳng lẽ bọn hắn muốn làm cổ vực bị náo động sao? Lưu trưởng lão nhướng mày. Việc này từ từ xem đi, phân phó đi xuống, các đệ tử đề cao cảnh giác, tăng cường tu luyện. Lữ Chính Cường nói, ngươi cũng xuống trước đi, nếu có tin tức về phi linh môn cùng Lục Lâm Thiên thì lập tức bẩm báo. Dạ, Lưu trưởng lão liền rời đi. Ai? Lữ Chính Cường ngẩng đầu nhìn vầng trăng sáng treo cao, thở dài một hơi. Cha! Một thanh âm yêu kiều truyền tới, Lữ Tiểu Linh nhẹ nhàng đi qua. Chính Cường, là ba sơn môn kia lại có động tác sao? Lư Khâu Mỹ Vi đi cạnh Lữ Tiểu Linh, lên tiếng hỏi. Không có, mới chỉ là chuẩn bị, chỉ sợ phi linh môn không chống đỡ được bao lâu. Lữ Chính Cường đáp. Cha, vậy làm sao bây giờ? Lữ Tiểu Linh sốt ruột hỏi. Hiện tại tiểu tử kia không ở cổ vực, đang ở Đông Hải, chỉ sợ hắn còn chưa biết chuyện của phi linh môn, tóm lại lần này có chút phiền phức, nếu hắn ở, liên thủ với Vân Dương Tông cũng có thể giảm bớt nguy cơ, ba sơn môn kia cũng không dám đánh bừa. Lữ Chính Cường nói. Cha, con đi tìm Lâm Thiên. Lữ Tiểu Linh nói. Con biết ở đâu mà tìm, cha đã phái người đi rồi. Nếu tìm được sẽ lập tức trở về. Lữ Chính Cường nói. Chỉ sợ ba sơn môn kia không chỉ mục đích như vậy à. Sắc mặt Lư Khâu Mỹ Vị thoáng thay đổi, nghiêm mặt nói. Lần này ba sơn môn kia gây ra động tĩnh như vậy, thật không biết trong hồ lô bán thuốc gì. Lữ Chính Cường cũng không rõ nguyên nhân. Vậy từ từ xem đi, binh tới tướng ngăn. Lư Khâu Mỹ Vi nói. Bóng đêm tràn ngập, bên trong phi linh sơn mạch. Thân ảnh Lục Lâm Thiên lướt nhanh vào tận sâu trong dãy núi. Hống hống. Ô ô. Từng tiếng thú minh truyền ra, từ trong không gian thú nang không ngừng có lưu quang bay ra ngoài, lập tức hóa thành từng đầu yêu thú khổng lồ. Hơn ngàn đầu yêu thú lục giai, hơn 4000 yêu thú ngũ giai, còn là trung kỳ, giữa không trung lại có hơn 100 yêu thú thất giai đã hóa thành hình người. Thiên độc yêu long lướt mắt nhìn qua, không nhịn được kinh hãi, thậm chí có không ít yêu thú cấp độ còn cao hơn hắn. Bái kiến yêu hoàng, chủ nhân. Chúng yêu thú hành lễ, bàn hủy đi vắng, chúng cũng nghe lời Lục Lâm Thiên, huống chi còn có tiểu long đứng bên cạnh. Các ngươi tạm thời ở lại chỗ này đi, đừng gây ra động tĩnh quá lớn. Lục Lâm Thiên dặn dò, lấy ra không ít yêu linh đan cao phẩm, để yêu thú thất giai dựa theo phẩm cấp phân phối xuống. Đa tạ chủ nhân. Chúng yêu thú vui sướng cảm tạ. Lâm Thiên, đàn yêu thú này ngươi từ đâu mang về? Chẳng lẽ ngươi đi tổ yêu lâm sao? Thiên độc yêu long kinh ngạc hỏi. Đây là thuộc hạ của bàn hủy huynh, sau này thuộc về yêu đường của ngươi. Lục Lâm Thiên cười nói. Vậy thì tốt lắm, đợi lần sau đem ba sơn môn kia gỡ yêu ta ết không còn manh giáp. Thiên độc yêu long oán hận nói, lại nhìn Lục Lâm Thiên. Ngươi dự định khi nào báo thù, cho ta biết thời gian đi. Độc long huynh, tới lúc đó tự nhiên sẽ thông báo cho ngươi. Chúng ta về trước đi. Lục Lâm Thiên nói. Siêu siêu. Ba thân ảnh lập tức biến mất trong đêm, đoàn yêu thú khủng bố liền ẩn thân vào bóng đêm trong núi rừng. Trong đại điện phi linh môn, bên ngoài có đệ tử nghiêm khắc tuần tra, trong đại điện đèn đuốc sáng ngời, mọi người đã sớm tụ tập, nhân số khoảng chừng vài chục người. Bái kiến trưởng môn. Khi Lục Lâm Thiên đi vào đại điện, mọi người hành lễ. Lục Lâm Thiên đưa mắt lướt quanh đại điện. Lộc Sơn lão nhân, Thanh Hỏa lão quỷ, Hổ Viêm Thiên Vương đều có mặt, còn có trưởng lão Phương Diệt, Trịnh Anh, Lưu Tinh Hà, Ngô Dũng, An Cát Tú Na, Linh Vũ Song Quái, Tả Thiên Khung, còn có hai trưởng lão Bách Linh Tông Quy Hàng, Đường Chủ Các Đường, chỉ còn thiếu Lưu Nhất Thủ. Ngoại trừ Khoái Kiếm Vương còn có vài trưởng lão đang rằng co cùng ba sơn môn, người có tư cách vào đại điện đều đã có mặt. Gần đây chư vị đều khổ cực. Lục Lâm Thiên để mọi người ngồi xuống. Lên tiếng. Trưởng môn nói gì vậy, chúng tôi đều là một phần tử của phi linh môn. Thanh Hỏa lão quỷ cười hắc hắc nói. Mọi người còn định lên tiếng, Lục Lâm Thiên đưa tay ngăn lại, nghiêm túc nói. Hôm nay triệu tập chư vị, bởi vì các vị đều là người đáng tín nhiệm nhất trong phi linh môn, có một số việc cũng chỉ có các ngươi có thể biết. Lục Lâm Thiên nói. Chúng ta đối với phi linh môn một lòng trung thành, cúc cung tận tụy tới chết. Mọi người đồng thanh hô lên. Ánh mắt Lục Lâm Thiên biến hóa,
chậm rãi đứng dậy, ánh mắt đảo qua, nói. Ta nhớ được lần trước có một số người chưa có được linh khí, tự mình chọn lựa đi. Nói xong hắn liền kết xuất thủ ấn. Hoa lạp. Trong ánh mắt kinh ngạc mong chờ của mọi người, một mảnh tiếng vang truyền ra, từng luồng năng lượng thuộc tính tràn ngập trong đại điện, lưu quang hiện lên. Trong hư không nhất thời xuất hiện trên trăm kiện linh khí, năng lượng hùng hậu làm hô hấp của mọi người bị kiềm hãm, có người sắc mặt đã đỏ lên. Hồn khí huyền cấp. Vũ linh khí huyền cấp. Ánh mắt mọi người mở to, sắc mặt đại biến. Ai chưa có linh khí thì lựa chọn đi. Số linh khí này chỉ là một bộ phận cực nhỏ trên người hắn mà thôi. Nghe vậy mấy trưởng lão chưa có linh khí đều run rẩy nhìn trên trăm kiện linh khí đang trôi nổi, quả thật nhiều tới mức làm người sợ hãi. Mọi người lập tức chọn lựa, ánh mắt vô cùng hưng phấn lẫn kích động. Chư vị lựa chọn xong rồi sao? Lục Lâm Thiên hỏi. Đã lựa chọn xong, đa tạ trưởng môn hậu thưởng. Mọi người cung kính hành lễ nói. Lục Lâm Thiên thu linh khí còn lại vào ba chữ vật giới chỉ, sau đó giao cho Đông Vô Mệnh cùng Bạch Oánh với Khấu Phi Yến, để ba người bảo quản. Vừa xem đồ vật trong giới chỉ, Bạch Oánh ngẩn người. Mà lúc này phản ứng của Khấu Phi Yến cũng như vậy. Đông Vô Mệnh vừa quan sát, bên trong có 200 kiện linh khí huyền cấp hoàng cấp, ngoài ra còn có thật nhiều linh kỹ vũ kỹ huyền cấp, địa cấp cũng không ít, mặt khác còn có thật nhiều đan dược cao phẩm cùng linh dược. Nhiều bảo vật như vậy làm Đông Vô Mệnh cùng Bạch Oánh đưa mắt nhìn nhau, sau đó nhìn qua Lục Lâm Thiên với vẻ kinh ngạc. Phát tài, lần này phát tài. Sau đó mọi người có thể tới chỗ Đông Lão cùng Oánh tỷ lựa chọn linh kỹ vũ kỹ, chỉ cần có thể tu luyện thì có thể lấy địa cấp. Lục Lâm Thiên nói. Dứt lời hắn lại tiếp tục nói. Các vị cung phụng, đây là của các ngươi, nhanh chóng nhận chủ đi, tới lúc đó có thể đối chiến cùng ba sơn môn kia. Nói xong trong tay hắn bắn ra một đạo lưu quang, lập tức rơi xuống trước mặt Thanh Hỏa Lão Quỷ, Hổ Viêm Thiên Vương cùng Lộc Sơn Lão Nhân, đó là một thanh linh khí hình đao hỏa hệ, một kiện linh khí quyền sáo thổ hệ cùng một thanh linh khí trùy hình hỏa hệ. Linh khí địa cấp, đây là linh khí địa cấp. Những người đang ngồi thực lực đều không kém, sắc mặt đại biến, ba vị cung phụng đều được ban tặng linh khí địa cấp. Đa tạ trưởng môn hậu thưởng. Ba người kích động. Cường giả đại môn đại phái chưa chắc đều có linh khí địa cấp, giá trị thế nào họ đương nhiên rõ ràng. Khấu phó trưởng môn, đây là của ngươi, nhìn xem có hợp hay không. Lục Lâm Thiên đưa qua một thanh hồn khí công kích kiếm hình địa cấp. Lão thân đa tạ trưởng môn, sau này nhất định cúc cung tận tụy. Khấu Phi Yến nhìn Lục Lâm Thiên, lập tức hành lễ, trong lòng rung động, trưởng môn để cho nàng bảo quản vật tư, còn mời nàng vào đại điện, có thể giao linh khí địa cấp cho mình. Chứng minh đã hoàn toàn tín nhiệm chính mình, khiến cho nàng vô cùng cảm xúc. Phó trưởng môn nặng lời. Lục Lâm Thiên nâng đỡ Khấu Phi Yến, cười nói. Đông lão, Oánh tỷ, đây là của các ngươi, nhìn xem có thích hợp hay không, nếu không hợp thì đổi. Lục Lâm Thiên mỉm cười đưa qua một thanh hồn khí công kích hình câu cho Đông Vô Mệnh. Bạch Oánh đã có một kiện linh khí hình cầm, nhưng chỉ tới huyền cấp, lần này Lục Lâm Thiên giao cho nàng một kiện vũ linh khí kiếm hình địa cấp. Còn nói không thích hợp thì đổi sao? Đông Vô Mệnh cùng Bạch Oánh nhìn Lục Lâm Thiên, hiểu rõ con người của hắn, hắn nói như vậy tuyệt đối vẫn còn không ít. Linh khí địa cấp làm sao có đạo lý có hợp dùng hay không chứ, hắc hắc. Đông Vô Mệnh hắc hắc cười gian. Mọi người đều sẽ có cơ hội lấy được linh khí địa cấp, người lập nhiều công lớn cho phi linh môn, tùy tiện tuyển linh khí địa cấp. Lục Lâm Thiên nhìn thấy phản ứng của mọi người, cười nói. Oa! Nghe được lời này của hắn, mọi người đều kích động, mà nhóm người Hoàng Phủ Kỳ Tùng đều không khỏi xoa tay nóng lòng muốn thử. Sau đó Lục Lâm Thiên giao ba kiện linh khí huyền cấp cho Bạch Toa Toa, Tân Hiểu Kỳ cùng Nhan Kỳ làm ba nàng mừng rỡ vô cùng. Tốt lắm, hôm nay gọi mọi người tới đây là muốn tặng một kiện bảo vật cho mọi người, ta đã nói, phi linh môn có nạn cùng chịu có phúc cùng chung. Lục Lâm Thiên nhìn mọi người, trong tay xuất hiện hơn 10 hộp ngọc, nói. Đều tự cầm đi. Mọi người nghi hoặc cầm lên hộp ngọc, bên trong là một linh quả vô sắc vô vị, không hề có chút năng lượng dao động, không ai nhận ra vật này, nhưng khi quan sát linh quả nhịp tim của họ đều đột nhiên đập mạnh. Chỉ riêng Đông Vô Mệnh, Bạch Oánh, Thiên Độc Yêu Long vẫn không lên tiếng, bởi vì họ đã nhận được trước đó. Đây là diễn linh thiên quả, sử dụng có thể đề cao tâm tình, tăng cường lĩnh ngộ, có 7 thành cơ hội đột phá tôn cấp. Lục Lâm Thiên nói.
Hai ưu đãi đầu tiên mọi người còn chưa nghĩ kỹ, nhưng ưu đãi cuối cùng mọi người nghe được thật rõ ràng, đề cao 7 thành cơ hội đột phá tôn cấp, loại hấp dẫn như vậy khiến cho ai cũng không thể kháng cự. Mọi người theo ta đi vào, Diệp Phó Đường chủ lưu lại. Mọi người còn đang kinh ngạc, Lục Lâm Thiên triệu hoán thiên trụ giới, thân ảnh Lục Lâm Thiên biến mất trong đại điện. Đây là cái gì? Bên ngoài thiên trụ giới, một cỗ chân khí mênh mông lan tràn, làm mọi người run sợ, ngay lập tức theo Lục Lâm Thiên đi vào. Khi mọi người xuất hiện trong tháp, trong lòng không khỏi gây ết yêu ta ép sợ, khí tức trong này tựa hồ vĩnh cửu như trăm triệu năm, không hề có chút chân khí dao động, nhưng vô hình chung làm cho người ta cảm giác được áp lực. Nơi này là địa phương nào? Đông Vô Mệnh kinh ngạc nói. Không gian này thật sự quỷ dị. Mọi người đều kinh hô. Đây là một không gian kỳ lạ, ở trong này tu luyện 10 ngày bên ngoài chỉ là một ngày, tu luyện 10 năm bên ngoài chỉ mới một năm mà thôi. Lục Lâm Thiên nói. Cái gì, còn có loại chuyện này? Mọi người hóa đá ngay đương trường, đối với họ mà nói điều này tuyệt đối quá rung động, bảo vật như vật thật sự vượt ngoài tưởng tượng của bọn họ. Mọi người ở lại nơi này dùng diễn linh thiên quả sau đó luyện hóa đi, ở lại nơi này tu luyện, ta hy vọng ai cũng có thể đột phá. Lục Lâm Thiên nói, Tâm Đồng, Đại Ca, Tiểu Long, Như Hoa, Tuyết Sư, các ngươi ở lại trong này tu luyện đi. Lục Lâm Thiên nói, ân, Lục Tâm Đồng gật đầu, yên tâm đi lão đại, ta cũng không có nhàn hạ. Tiểu Long nói, lần này nói thế nào cũng phải đột phá tới thất giai hậu kỳ. TT, Bảo Nhi cùng Bối Nhi đều nhìn Lục Lâm Thiên kêu lên. Yên tâm, sẽ có phần của các ngươi. Lục Lâm Thiên mỉm cười, trong tay xuất hiện hai viên yêu linh đan hậu kỳ tam phẩm. Suy suy, hai tiểu tử cũng không khách khí, liền nuốt chừng, mà Phi Thiên Ngô Công cũng nuốt một viên yêu linh đan, hạ xuống góc tháp bắt đầu tu luyện, nhìn khí tức đã có dấu hiệu sắp đột phá thất giai. Công tử, chúng tôi đều ở đây, có thể làm Phi Linh Môn rối loạn hay không? Lục Tiểu Bạch hỏi, không phải các ngươi đều sắp xếp xong rồi sao, loạn thì loạn đi. Hiện tại Phi Linh Môn đã đủ rối loạn, các ngươi cũng có thể thử xem ai mới có khả năng làm việc thôi. Lục Lâm Thiên nói. Đông Lão, Oánh Tỷ, các ngươi cũng yên tâm ở lại đây tu luyện đi, bên ngoài còn có ta. Lục Lâm Thiên nói. Ngươi đã về thì ta yên tâm, hiện tại cũng tới lượt chúng ta nghỉ ngơi một lát. Đông Vô Mệnh nói. Trọng bảo a, đây chính là trọng bảo. Đây là bảo vật gì, bên ngoài một tháng mà nơi này 10 tháng, thật quỷ dị. Hổ Viêm Thiên Vương, Khấu Phi Yến, An Cát Tú Na bọn họ vẫn còn kinh ngạc. Suy, tâm thần vừa động, thân ảnh Lục Lâm Thiên biến mất, lần thứ hai xuất hiện trong đại điện liền thu thiên trụ giới vào trong tay. Trưởng môn, chư vị cung phụng cùng trưởng lão đâu? Diệp Mỹ nghi hoặc hỏi. Chư vị cung phụng cùng trưởng lão đều đã bế quan, biết vì sao ta lưu ngươi không? Lục Lâm Thiên hỏi. Chư vị cung phụng cùng trưởng lão bế quan. Nhưng ám đường không thể không người trấn thủ, bất kỳ tin tức nào cũng vô cùng trọng yếu với bổn môn, trưởng môn hẳn không muốn có sai lầm đi. Diệp Mỹ nghĩ nghĩ nói. Lục Lâm Thiên khẽ cười, thủ ấn kết xuất, một kiện linh khí kiếm hình rơi trong tay, nói. Diệp Phó Đường chủ, vật này đưa cho ngươi, xem như đền bù tổn thất làm cho ngươi không thể bế quan. Vũ linh khí địa cấp. Diệp Mỹ kinh ngạc. Trưởng môn, vật này cho ta sao? Nhưng thực lực của ta thấp kém, có vũ linh khí huyền cấp là đủ rồi. Cầm đi, bổn môn không thiếu linh khí địa cấp. Lục Lâm Thiên kéo tay đặt linh khí vào tay nàng, nói. Ta bế quan sau núi, đừng tùy tiện quấy rầy ta, trừ phi có việc đặc biệt trọng yếu. Lục Lâm Thiên nói xong liền mở cấm chế rời khỏi đại điện. Thân thể Diệp Mỹ run lên, vừa rồi trưởng môn nắm tay của nàng, nàng đưa tay ôm ngực, tựa hồ muốn cảm giác khí tức ôn hòa còn lưu lại. Suy. Dưới màn đêm, Lục Lâm Thiên xuất hiện sau núi, nhìn chăm chú vào vầng trăng sáng trên không, thủ ấn kết xuất, một đạo lưu quang bay ra khỏi mi tâm, Đại Hồn Anh đã xuất hiện bên người. Đại Hồn Anh cùng bản thể nhìn nhau, sau đó Đại Hồn Anh nhảy lên lập tức biến mất giữa không trung, trực tiếp bay về hướng Sơn Mạch Vũ Đô. Đồng thời từ bên trong đại điện Phi Linh Môn truyền ra một đạo khí tức dao động rình qua bên này, nhưng cũng lập tức lặng yên biến mất. Lục Lâm Thiên thở ra một hơi, đi tới mật thất sau núi, bố trí xong cấm chế mới vào phòng, đây cũng là thói quen mà thôi, dù sao đã có Hắc Vũ ở đây,
chỉ sợ người thường cũng không vào được Phi Linh Môn. Khoanh chân ngồi xuống, thủ ấn kết xuất, tử sắc lưu quang chợt lóe, tử lôi huyền đỉnh xuất hiện, Lục Lâm Thiên cũng tiến vào không gian trong đỉnh. Bên trong một thạch thất trong đỉnh có một thân thể khoanh chân ngồi, thân thể nhìn qua thật tươi sống, mang theo khí thế kình thiên lẫn tang thương giả nua. Đệ tử bái kiến sư phụ. Lục Lâm Thiên hành lễ, bởi vì hắn biết sư phụ chưa chết, chỉ là linh hồn không ở trên thân mà thôi. Hành lễ xong hắn mới ngẩng đầu lên, đồng thời từ trong mi tâm bắn ra một đạo lưu quang rơi lên thân thể trước mặt. Đồ nhi, nhận lấy đế giả chi nguyên cùng truyền thừa của vi sư. Một thanh âm như có như không vang lên bên tai Lục Lâm Thiên, thân thể chí thánh đại đế đột nhiên mở mắt, đôi mắt thâm thúy như tinh tú trên bầu trời. Ngay tiếp theo hai luồng hào quang bắn ra, nháy mắt hội tụ ngay trước ấn đường của Lục Lâm Thiên, trực tiếp xuyên vào bên trong. Bên ngoài mật thất sau núi, lúc này vô thanh vô tức xuất hiện ba thân ảnh, một thân ảnh cực kỳ hư ảo, chính là Nam Thúc, Thánh Thủ Linh Tôn cùng Hắc Vũ. Tiểu tử này bế quan hẳn muốn dung hợp đế giả chi nguyên đi, không ngờ lại không tìm người hộ pháp, đồ hỗn trướng, nếu bị quấy rầy sẽ phiền toái. Nam Thúc mắng một câu. Phỏng chừng hắn còn chưa biết tầm quan trọng của đế giả chi nguyên đi, năm đó khi ta ở Linh Tôn cửu trọng hậu kỳ đỉnh, tiến vào tầng cao hơn, cũng đã liên tục thử vài lần nhưng thất bại, nếu lúc trước ta có đế giả chi nguyên làm dẫn, hết thảy sẽ dễ dàng hơn. Trong mắt Thánh Thủ Linh Tôn hiện tinh quang. Năm đó ta cũng như thế, đi tới tôn cấp cửu trọng hậu kỳ đỉnh, muốn tiến lên cũng không có cách nào, cho nên mới mạnh mẽ tu luyện âm dương linh vũ quyết, muốn nhìn xem có biện pháp nào đột phá hay không, ai biết lại bị tẩu hỏa nhập ma. Nam Thúc trầm giọng nói, nếu chúng ta có được đế giả chi nguyên, muốn đột phá hẳn không thành vấn đề, hiện tại tiểu tử này lại có vận khí tốt như vậy, sau này đột phá bích chướng trên tôn cấp, trở thành cường giả đỉnh cấp đại lục, thậm chí là chí cao cũng sẽ có cơ hội. Thánh Thủ Linh Tôn nói, tiểu tử có được truyền thừa, lại thêm thiên phú cùng căn cơ, cấp độ tu vi càng lên cao càng hiện rõ tác dụng vững chắc của căn cơ, sau này đột phá bích chướng tôn cấp sẽ có cơ hội thật lớn. Nam Thúc nói, căn cơ của hắn đều nhờ ngươi bồi dưỡng, hơn nữa tâm tính của hắn cũng vững chắc, thật sự khó được. Thánh Thủ Linh Tôn nói, sư phụ lĩnh vào cửa, tu hành ở cá nhân, con đường cường giả đều do chính mình đi tới, tuy hắn gian trá giảo hoạt một chút, nhưng những điểm khác cũng không tệ lắm. Nam Thúc mỉm cười nói, gian trá giảo hoạt mới tốt, thời đại này không gian dối sao có thể sống yên, chỉ cần không phải hạng người đại gian đại ác thì tốt rồi. Thánh Thủ Linh Tôn nói, chủ nhân, thật ra đế giả chi nguyên là thế nào, ta cũng không hiểu được rõ ràng. Hắc Vũ hỏi, Thánh Thủ Linh Tôn mỉm cười nói, con đường tu luyện muốn đạt tới cấp độ đế cấp nói dễ hơn làm, bao nhiêu người thiên tư tuyệt đỉnh, phong hoa tuyệt đại cũng bị dừng lại ở cửa ải này, cuối cùng hóa thành xương trắng, dù là tôn cấp sau mấy ngàn năm cũng trở thành bộ xương khô, mai táng dưới đất vàng mà thôi. Trên tôn cấp chính là đẳng cấp ở vượt trên đại lục này, nghe lời đồn chỉ cần đột phá khỏi tôn cấp, sẽ có được lực kình thiên, nhưng khó hơn lên trời, nghe đồn ai có đế giả chi nguyên là có chín thành cơ hội đột phá đế cấp, giống như có thể mở ra cánh cửa đi thông con đường đế cấp vậy, mà có thêm tác dụng nào khác nữa hay không thì ta cũng không biết, ta chỉ nghe đồn đãi mà thôi. Thánh Thủ Linh Tôn nói, hy vọng tiểu tử này có thể thuận lợi dung hợp. Nam Thúc nói, có lẽ không vấn đề, có chúng ta giúp hắn hộ pháp mà. Thánh Thủ Linh Tôn nói, bên trong Tử Lôi Huyền Đỉnh, Lục Lâm Thiên nhắm mắt quỳ rạp dưới đất, hai đạo quang mang từ đôi mắt chí thánh đại đế hội tụ, càng lúc càng chói mắt, mang theo cương khí lan tràn, không ngừng xâm nhập vào ấn đường của hắn. Giờ phút này Lục Lâm Thiên có cảm giác mình là con kiến đối diện voi, vô cùng nhỏ bé, khí tức từ thân thể đế giả phóng thích thật sự vô cùng đáng sợ. Nửa canh giờ sau hào quang chậm rãi thu liếm, đồng thời quanh thân Lục Lâm Thiên hiện lên một vầng cương khí chói mắt, hoàn toàn bao phủ lấy cơ thể hắn. Đồ nhi, đế giả chi nguyên không phải vật bình thường, tuyệt đối không thể dung hợp với kẻ tầm thường, muốn dung hợp đế giả chi nguyên, phải làm cho đế giả chi nguyên thừa nhận ngươi đi. Lục Lâm Thiên đột nhiên cảm giác mình đi tới một địa phương xa lạ, nơi này cực kỳ rộng lớn, vô cùng bình tĩnh, nhưng lại ẩn chứa năng lượng khủng bố, màn trời bên trên còn có tia chớp đánh xuống, nhìn qua chẳng khác gì rừng gươm biển lửa. Thân ảnh Lục Lâm Thiên trôi nổi giữa không trung, nhìn quanh bốn phía, chân khí nơi này quá mức quỷ dị, hắn cẩn thận quan sát càng thêm kinh hãi, không gian nơi này có vô số năng lượng,
có linh lực, linh hồn lực, còn có một cỗ thiên địa năng lượng đầy uy áp tồn tại. Lục Lâm Thiên cảm giác linh hồn mình bắt đầu run rẩy lên, linh hồn lực nơi này hoàn toàn áp chế hắn, khí tức cực kỳ tương tự thần hoàng khí của Độc Cô Gia, có lẽ có thể xưng là đế khí, hoặc là uy áp đế cấp càng thêm thích hợp. Chẳng lẽ đây là đế giả chi nguyên sao? Lục Lâm Thiên nhủ thầm. Hô! Hắn thở ra một hơi dài, dần dần ổn định tâm cảnh, nhanh chóng dung hợp đế giả chi nguyên. Nhưng lúc này hắn lại cảm thấy khó khăn, bởi vì hắn không biết phải làm sao dung hợp. Suy! Đúng ngay lúc này trong không gian nổi lên dao động. Suy! Dao động nháy mắt chướng lên, hóa thành cỗ lốc xoáy thật lớn, hoàn toàn bao phủ Lục Lâm Thiên, năng lượng kinh khủng đột nhiên bạo phát. A! À, khuôn mặt Lục Lâm Thiên đau đớn vặn vẹo, hắn thật sự cảm nhận được lốc xoáy đáng sợ. Hô! Trong lốc xoáy có một cỗ lực lượng hùng hậu, làm linh hồn Lục Lâm Thiên thật đau đớn, không biết là loại lực lượng khủng bố như thế nào. Nhất định phải được đế giả chi nguyên thừa nhận. Lục Lâm Thiên chợt nhớ tới câu nói này. Hừ, dung hợp đế giả chi nguyên, con đường cường giả, có gì có thể ngăn cản được ta? Trong nháy mắt, trên khuôn mặt Lục Lâm Thiên hiện lên nụ cười dữ tợn. Âm dương linh vũ quyết, luyện hóa. Lục Lâm Thiên vận chuyển bí quyết bắt đầu cắn nuốt năng lượng khủng bố nơi đây. Hô! Năng lượng lốc xoáy như cảm giác được điều gì, lập tức xoay tròn kịch liệt, ngày càng khủng bố, như muốn phá hủy hắn, khiến cho hắn càng thêm kêu thảm, đau đớn làm cho hắn chỉ muốn bất tỉnh. Luyện hóa cho ta! Lục Lâm Thiên gầm lên, đau đớn khiến cho hắn cảm giác thân hình như bị phá hủy. Muốn luyện hóa năng lượng khủng bố kia lại phát hiện không làm được chút nào. A, à, tại sao không thể luyện hóa? Lục Lâm Thiên khàn giọng kêu thảm, linh hồn ngày càng đau đớn. Hừ, ta muốn xem ngươi làm gì được ta. Đôi mắt Lục Lâm Thiên đỏ đậm, gầm lên như dã thú, trong lòng vô cùng kiên cường, chính mình có đau khổ nào không vượt qua, chẳng qua liều mạng. Dứt lời thủ ấn biến hóa, kết thành thủ ấn tu luyện, khoanh chân ngồi trong lốc xoáy. Bắt đầu trầm tĩnh tu hành. Đúng ngay lúc này chung quanh Lục Lâm Thiên giống như có cỗ lực lượng thẩm thấu, làm không gian xung quanh vặn vẹo, mà chân khí cực kỳ tương tự như diễn linh thiên quả. Năng lượng chân khí ngưng tụ làm Lục Lâm Thiên dễ chịu hơn không ít, nhưng hắn cũng đã tiến vào cảnh giới vong ngã. Thời gian bắt đầu trôi qua, năng lượng quanh thân tựa hồ bảo hộ hắn, cũng giống như bắt đầu dung hợp cùng cỗ năng lượng kia. 3 ngày thời gian nháy mắt trôi qua, mà trong thiên trụ giới cũng đã 30 ngày. Ở tầng thứ nhất thiên trụ giới, chân khí tiểu long bắt đầu thăng lên, chuẩn bị bắt đầu đột phá. Theo chân khí tiểu long kéo lên, khí tức của Dương Quá cũng dao động. Trong không gian năng lượng lốc xoáy, Lục Lâm Thiên đã tiến vào cảnh giới vong ngã, tùy ý cho năng lượng kinh khủng kia va chạm. Ngay một khắc này năng lượng khủng bố nháy mắt dừng lại, tựa hồ bỏ qua hành động công kích. Lục Lâm Thiên mở mắt, biến hóa làm cho hắn cực kỳ ngoài ý muốn. Hô hô! Mà thời khắc này năng lượng vừa yên tĩnh trở lại nháy mắt tiếp tục va chạm tới. Lại nữa sao? Ánh mắt Lục Lâm Thiên trầm xuống. Hô! Ngay khi hắn dự định thừa nhận va chạm mãnh liệt kia, chợt phát hiện năng lượng lại như gió xuân tràn vào, trực tiếp tiến vào trong cơ thể, làm linh hồn hưởng thụ cùng khoan khoái nói không nên lời. Bắt đầu dung hợp. Trong lòng hắn vui vẻ. Giờ phút này đế giả chi nguyên đã thừa nhận hắn, bắt đầu dung hợp, hắn đã chờ được giờ khắc này. Dung hợp. Lục Lâm Thiên vận chuyển âm dương linh vũ quyết, năng lượng nhanh chóng thẩm thấu vào thân thể khung xương, lập tức tan vào trong hàng tỷ tế bào. Đồ nhi, đế giả chi nguyên thừa nhận ngươi, ngươi có thể nhận lấy truyền thừa của vi sư, sở học cả đời vi sư đều ở đây, ngươi từ từ lĩnh ngộ, ngày sau muốn đặt chân đế cấp không phải nói đùa. Thanh âm vừa dứt. Một cỗ tin tức khổng lồ tràn ngập, nhìn qua như là linh hồn, lại như linh lực, hoặc như thiên địa năng lượng xen lẫn chân khí của đế giả. Ông ông! Đúng thời khắc này kim sắc tiểu đao cũng động, một cỗ hấp lực thật lớn hút lấy linh hồn lực, thân đao lóe sáng kim quang, tựa hồ cực kỳ hưởng thụ, giống như đang hoan hô. Bởi vì kim sắc tiểu đao gia nhập, cho nên tiểu hồn anh chỉ có thể hấp thu linh hồn lực còn sót lại, đại bộ phận chỗ tốt đều bị kim sắc tiểu đao cắn nuốt. Lục Lâm Thiên lăng không mà ngồi, quanh thân tràn ngập vầng cương khí, mà kim sắc tiểu đao hấp thu linh hồn lực, đồng thời lại có cỗ tin tức khổng lồ tràn tới. Linh lực tinh thuần va chạm, chân khí Lục Lâm Thiên dần kéo lên, nương theo sau bí quyết vận chuyển, rất nhanh liền luyện hóa cùng hấp thu, chân khí của Lục Lâm Thiên ngày càng mạnh,
linh lực mênh mông đang không ngừng kéo lên thật nhanh. Lại thêm 3 ngày trôi qua. Bên trong một dãy núi non, rừng cây lá vàng, ngẫu nhiên còn có gió thu thổi qua, tàng cây rụng lá, thanh âm xào xạc vang xa. Vào lúc này có vài thân ảnh từ trong núi sâu chợt hiện, nháy mắt liền biến mất, lao thẳng về hướng đại thành phía trước. Đại thành thật lớn, kiến trúc liên miên nhìn không thấy cuối, sáng sớm nhưng dòng người đã nườm nượp, vô cùng phồn hoa. Hóa Vũ Tông, đám tôn tử các ngươi, xem bổn quỷ tôn làm sao thu thập các ngươi. Trên bầu trời quảng trường ngay dãy kiến trúc khổng lồ, vài thân ảnh lăng không xuất hiện, thanh âm quanh quẩn trên không trung. Ai dám cản rỡ tại phân đà Hóa Vũ Tông? Một thân ảnh bay ra, tu vi vũ xuất, chân khí cực kỳ cường hãn, từ trong kiến trúc tràn ra mấy trăm đệ tử Hóa Vũ Tông. Nhớ kỹ cho ta vốn là hộ môn tôn sứ Phi Linh môn Thiên Thủ Quỷ Tôn. Thiên Thủ Quỷ Tôn cười lạnh, sát khí bộc lộ. Chết đi! Vũ xuất tứ trọng thậm chí không kịp phản ứng, chỉ cảm thấy thân thể bị phong tỏa, nháy mắt mất đi chi giác. Phanh! Người ngoài ngẩng đầu nhìn lên, chỉ thấy không gian xung quanh Vũ xuất tứ trọng chợt vặn vẹo, lập tức phá nát, hỏa diễm bao trùm, thân thể người kia liền hóa thành mảnh nhỏ, khí tức nóng bỏng bao trùm thổi quét cả không trung. Giotaết! Thiên Thủ Quỷ Tôn quát một tiếng, thủ ấn vỗ xuống, ngọn lửa lan tràn phong tỏa cả quảng trường rộng lớn. Vài trăm đệ tử lập tức bị nhốt lại, ngay tiếp theo bị vây trong biển lửa, chỉ còn lại tiếng kêu thảm vang lên không ngừng. Oanh oanh oanh! 3 thân ảnh đi cùng Thiên Thủ Quỷ Tôn nhảy vào trong kiến trúc khổng lồ, từng đạo quyền ấn trưởng ấn oanh kích bay ra, kiến trúc lập tức sụp đổ, mặt đất nứt vỡ phá nát. Phanh phanh! Tiếng nổ bạo kinh người vang lên, mang theo từng tiếng kêu thảm thiết, không có bất kỳ người nào có thể chạy thoát, không ít người bị kiến trúc đè chết bên trong. 3 người kia chính là yêu thú thất giai hậu kỳ đỉnh, cùng liên thủ tuyệt đối kháng được Vũ Tôn nhất trọng, muốn phá hủy phân đà Hóa Vũ Tông thật dễ dàng. Oanh long long! Trên sân rộng giống như là sơn băng địa liệt, động tĩnh lớn này kinh động toàn bộ đại thành, vô số người vội vã kéo tới. Nhìn thấy cảnh tượng phía xa, cả đám trợn mắt líu lưỡi. Cũng không được bao lâu, nếu tính toán còn chưa được một chung trà, toàn bộ phân đà Hóa Vũ Tông bị hủy thành phế tích. Một vũ xuất. Mười mấy vũ tướng, linh tướng cùng hơn chục vũ phách bị đánh chết. Chúng ta đi. Thiên Thủ Quỷ Tôn nhìn mặt đất khóe miệng nở nụ cười nhạt, thân ảnh chợt lóe lên đã biến mất tại chỗ để lại một thanh âm lạnh lẽo. Đây là kết cục của việc trêu vào Phi Linh Môn. Là người Phi Linh Môn. Lá gan của người Phi Linh Môn quả thực quá lớn, không ngờ lại hủy phân đà của Hóa Vũ Tông, đánh chết thành chủ. Thực lực người nọ sợ rằng đã tới Vũ Vương. Ta thấy nhất định là Vũ Vương cao giai, thực lực rất mạnh. Thành chủ chỉ một chiêu đã bị đánh chết. Nghe nói Hóa Vũ Tông, Lan Lăng Sơn Trang đã tổn thất không nhỏ, xem ra Phi Linh Môn đã bắt đầu có hành động. Ngoài sân rộng lúc này có không ít thân ảnh đông nghịt, trong mắt mọi người hiện lên vẻ chấn động. Siêu siêu! Ngoài sân rộng trong thành có không ít đệ tử Hóa Vũ Tông đi tới. Nhìn thấy cảnh tượng trước mặt cùng với thi thể, sắc mặt cả đám đại biến. Nhanh báo tin tức này về trong tông, Phi Linh Môn Upsilon Hóa Vũ Tông chúng ta. Một người có tu vi vũ tướng giống như là đầu lĩnh sau khi kinh hãi lập tức nói với một đệ tử. Trong không gian Tử Lôi Huyền Đỉnh, lúc này đã là ngày thứ 3, Lục Lâm Thiên cảm giác linh lực trong đầu hắn đã tới trạng thái no đủ. Bên ngoài không biết từ khi nào có năng lượng thiên địa hùng hậu không ngừng cuồn cuộn tiến vào trong cơ thể. Không gian trong đầu lúc này liên tục bành trướng. Sau khi tới cực hạn, một tiếng trầm muộn vang lên, cỗ linh lực hùng hậu kia bắt đầu co rút lại rồi nổ tung. Phanh! Diện tích không gian trong đầu lập tức được mở rộng, Lục Lâm Thiên có thể cảm giác được khí tức của mình đang nhanh chóng kéo lên. Cùng với đó là năng lượng vô hình trong thiên địa liên tục rót vào cơ thể, trong nháy mắt giúp hắn tăng lên linh vương cửu trọng. Trong nháy mắt này, toàn thân hắn có cảm giác thoải mái không nói nên lời, cỗ linh lực hùng hậu trong cơ thể khiến cho Lục Lâm Thiên không khỏi mê hoặc. Nó giống như từng cơn sóng lớn đang cuồn cuộn trong cơ thể hắn. Siêu! Linh lực đột phá, năng lượng thiên địa mạnh mẽ trong không gian lũ lượt kéo tới, phô thiên cái địa rót vào cơ thể Lục Lâm Thiên, khiến cho toàn bộ không gian rít gào. Khí tức lần nữa được kéo lên, cỗ năng lượng này giống như vô tận. Năng lượng dâng trào, thời gian lần nữa trôi qua, mà khí tức trên người Lục Lâm Thiên lần nữa kéo lên. 4 ngày trôi qua, tại lãnh địa của Lan Lăng Sơn Trang, một tòa đại thành đang bị hỏa diễm đốt cháy, mấy trăm người hóa thành cho tàn.
vô số kiến trúc khổng lồ bị san bằng, hầu như là bị một trưởng phá hủy. Tôn sứ hộ môn phi linh môn Xích Viêm, Long Linh đã tới. Đây là kết cục của Lan Lăng Sơn Trang trêu vào phi linh môn. Thanh âm lạnh lùng quanh quẩn trên bầu trời, dưới ánh mắt kinh ngạc của mấy vạn người, mấy đạo thân ảnh này rời đi. Ba ngày sau, trong địa bàn của Hắc Sát Giáo, trong một tòa đại thành có hơn 1.000 người trong nháy mắt bị đánh chết. Trên mặt đất tràn ngập tay chân bị cụt còn sót lại, toàn bộ phân đà của Hắc Sát Giáo bị san bằng. Tôn sứ hộ môn phi linh môn Bàn Hủy, Bàn Vân đã tới. Đây là kết cục của việc Hắc Sát Giáo trêu chọc phi linh môn chúng ta. Thanh âm trầm thấp phẫn nộ quanh quẩn, ba đạo thân ảnh nghênh ngang rời đi. Trong vòng mấy ngày liên tiếp, Lan Lăng Sơn Trang, Hắc Sát Giáo, Hóa Vũ Tông từng phân đà trong đại thành trực tiếp bị phá hủy. Không có người nào có thể kháng cự, trận đồ sát chỉ diễn trong chốc lát rồi hung thủ lập tức rời đi. Thế nhưng mỗi lần rời đi đều để lại ba chữ phi linh môn. Tin tức này như có cánh theo gió lan truyền, giống như là quả bom nổ trong cổ vực, dùng tốc độ nhanh nhất truyền tới tai các thế lực lớn trên toàn bộ đại lục. Động tĩnh kinh người như vậy khiến cho mọi người nghị luận. Vốn phi linh môn đã như mặt trời ban trưa dưới sự chèn ép của Hắc Sát Giáo, Hóa Vô Tông, Lan Lăng Sơn Trang vẫn luôn nén giận, kế tiếp bại lui khiến cho mọi người không xem trọng nữa. Dường như trong suy nghĩ của mọi người phi linh môn bị diệt vong chỉ còn là vấn đề thời gian. Thế nhưng sau khi tin tức bậc này truyền ra, phi linh môn lần nữa trở thành tâm điểm của dư luận. 7 ngày nữa trôi qua, Lục Lâm tổng cộng đã bế quan 11 ngày. Trong thiên trụ giới, năng lượng hùng hậu hội tụ, tiếng gầm gừ của tiểu long quanh quẩn trong không gian kinh động vô số người tu luyện. Ngao! Năng lượng mạnh mẽ kéo tới, tiểu long lập tức hiện ra bản thể. Thân hình giống như một con rồng bay lên, dưới ngũ trảo xuất hiện từng đám mây, năng lượng thiên địa hội tụ khiến cho toàn bộ không gian run rẩy. Siêu siêu! Lân phiến trên người tiểu long lúc này tràn ngập lưu quang. Mỗi một khối lân phiến đều đang tham lam hấp thu năng lượng khổng lồ mà vô hình trong thiên địa. Mà trên đầu tiểu long, con mắt thứ ba kia bỗng nhiên mở ra. Rồi một cỗ khí thế mạnh mẽ, cường hãn từ trong cơ thể phô thiên cái địa bộc phát. Khí tức giống như đột phá bình cảnh phóng lên cao, đồng thời mang theo uy áp tuyệt đối. Toàn bộ không gian dưới cỗ uy áp mạnh mẽ này không khỏi run rẩy. Khí tức cường hãn đánh văng gợn sóng trong không gian. Một cỗ uy thế chấn động nhân tâm truyền ra. Uy áp thật mạnh mẽ. Mọi người trong không gian cảm nhận được cỗ uy áp kinh người này, linh hồn của họ có cảm giác sợ hãi. Một lát sau thân hình to lớn của tiểu long mơ hồ hiện ra uy năng khiến cho không gian vặn vẹo. Đột nhiên, hai mắt của tiểu long mở ra, ba mắt cùng hiện, một tiếng rít gào vang lên. Ngao! Tiếng rít này giống như long ngâm, thanh âm hóa thành tiếng gầm lan tràn ra chung quanh. Quá mạnh mẽ. Lúc này mọi người dưới cỗ uy áp này cũng bị ảnh hưởng. Thân là nhân loại thế nhưng cũng bị áp chế. Lúc lâu sau khí tức của tiểu long mới bình ổn trở lại, hiện giờ nó đã đột phá tới thất giai hậu kỳ. Hỏa diễm màu vàng trên lân phiến biến mất, quang mang thu liễm, một thân ảnh nho nhỏ chậm rãi xuất hiện trong ánh mắt của mọi người. Tiểu long hóa thành hình người, thân hình lơ lửng trên không trung. Trong đầu lần nữa vang lên thanh âm của mẫu thân nó lưu lại. Mẫu thân, chờ con, không cần bao lâu nữa con có thể đi tìm người. Tiểu long nắm chặt hai tay, khóe mắt có chút ướt át. Trường bào màu vàng trên người làm hiện lên khí tức tôn quý. Mái tóc vàng khải ái, trong đôi mắt sáng sủa giống như ẩn chứa khí tức khiến cho người khác nhìn vào không khỏi thần phục. Trên mi tâm, ấn ký màu vàng như ẩn như hiện. Ấn ký này giống như một con mắt dựng đứng, có vẻ vô cùng thần bí mà yêu dị. Đồng thời, ở một chỗ khác cùng không gian, khí tức trên người Dương Quá cũng kéo lên. Một cỗ quang mang đại thịnh bắn ra quang mang chói mắt. Từng đạo năng lượng vô hình trong thiên địa nhanh chóng ngưng tụ. Sau đó hình thành một dòng xoáy trên không gian, cuối cùng đều tiến vào trong cơ thể hắn. Năng lượng thiên địa vô hình cuồn cuộn không ngừng tiến vào. Chỉ rằng co trong giây lát rồi từ từ tiêu tán, mà khi một tia năng lượng vô hình trong thiên địa biến mất, chung quanh tức thì yên tĩnh trở lại. Phù. Một lát sau, một ngụm chọc khí từ trong miệng Dương Quá thở ra, đôi mắt nhắm chặt bỗng nhiên mở. Một cỗ khí thế cường hãn từ trong cơ thể phô thiên cái địa bộc phát. Khí thế này so với trước đây không thể nghi ngờ còn cường hãn hơn gấp mấy lần, gợn sóng trong không gian rung động rồi khuếch tán. Đại ca đã là Vũ Vương bát trọng rồi.
Phía xa xa, Lục Tâm Đồng lẩm bẩm nói, đại ca lần nữa đột phá, bản thân nàng tuy rằng không lâu trước đã đột phá tới Linh Vương thất trọng, thế nhưng so với đại ca mà nói không thể so sánh được. Nghĩ vậy đôi mắt xinh đẹp nhắm chặt, thủ ấn được kết, tiếp tục tiến vào trong trạng thái tu luyện. Quanh thân được khói độc bao phủ. Trong không gian Tử Lôi Huyền Đỉnh, khí tức Lục Lâm Thiên vẫn đang kéo lên, càng ngày càng mạnh. Tại một sơn mạch khổng lồ, từng ngọn núi liên miên kéo dài tới phía chân trời. Trong núi ngon trùng điệp mơ hồ có thể thấy được không ít kiến trúc. Sắc trời đã tới hoàng hôn, gió đêm thổi qua, trong không khí mang theo sự mát mẻ. Trong một kiến trúc khổng lồ, chung quanh được những bức tường lớn bao quanh giống như chòm sao thương long xoay quanh, khiến cho kiến trúc này càng có vẻ to lớn. Tại một đình viện tinh xảo, lúc này Lữ Chính Cường đang xem xét ngọc giản trong tay, một lát sau, trong mắt hiện lên vẻ chấn động. Trưởng môn, Phân Đà Hóa Vũ Tông, Lan Lăng Sơn Trang đều bị phá hủy. Tử thương mấy nghìn, theo thám tử hồi báo lại, đều là phi linh môn gây nên. Mỗi lần phá hủy một phân đà đều lưu lại danh hào. Nói là tôn sứ hộ môn của phi linh môn. Lưu trưởng lão nói, Xích Phiêm, Long Linh, Thiên Thủ Quỷ Tôn. Thiên thủ quỷ tôn này chẳng lẽ chính là thiên thủ quỷ vương năm đó? Lẽ nào thiên thủ quỷ vương này đã đột phá tới tôn cấp? Ánh mắt Lữ Chính Cường khẽ đảo, lẩm bẩm nói. Thám tử hồi báo lại, hai người Xích Viêm và Long Linh này dường như là yêu thú và linh thú. Lưu trưởng lão nói. Yêu thú, linh thú sao? Hẳn đã tới bát giai rồi đúng không? Lữ Chính Cường khẽ nói, sắc mặt ngày càng biến ảo bất định. Trưởng môn. Vừa mới thu được tin tức mới. Ngoài đình viện, vương trưởng lão vội vã đi tới. Vương trưởng lão, lại có tin tức gì sao? Lữ Chính Cường ngẩng đầu ý bảo vương trưởng lão bẩm báo. Tin tức bình thường vương trưởng lão cũng không khẩn trương như vậy. Vừa mới nhận được tin tức, trong địa bàn Hắc Sát giáo có 3 người tự xưng là tôn sứ hộ môn xuất hiện. Chỉ có 3 người mà phá hủy không ít phân đà của Hắc Sát giáo. Mỗi phân đà chỉ trong thời gian ngắn ngủi đã bị san bằng. Trong đó có 2 người chính là Bàn Hủy và Bàn Vân, thực lực cường hãn không gì sánh được. Thám tử báo lại, 2 người này chính là yêu thú. Vương trưởng lão nói xong, tin tức gần đây về Hắc Sát giáo, Lan Lăng Sơn Trang, Hóa Vũ Tông đối với Linh Thiên Môn mà nói, đều là tin tức có độ mẫn cảm cao. Hóa Vũ Tông, Lan Lăng Sơn Trang, Hắc Sát giáo đồng thời bị người của Phi Linh Môn xuất hiện. Còn lại đều là cường giả xa lạ. Lẽ nào có người giả mạo sao? Lữ Chính Cường thì thào nói. Trưởng môn, chuyện này chắc chắn là không. Bên người Xích Viêm và Long Linh này chính là hoàng đan của phi linh môn. Lưu trưởng lão nói. Hoàng đan này có người nói vốn là người thành vạn hạp, thế nhưng hiện tại có địa vị không thấp trong phi linh môn. Bàn Hủy và Bàn Vân đi Hắc Sát giáo cũng có lưu nhất thủ của phi linh môn. Địa vị của lưu nhất thủ này trong phi linh môn cũng không thấp. Có người nói hắn là phó đường chủ kim đường. Có một lần có người thuê ngoại môn trưởng lão của thiên địa các chặn Giota ết người này cũng hoàng đan. Vương trưởng lão nói. Phi linh môn tại sao đột nhiên lại có nhiều cường giả như vậy? Lẽ nào? Lục Lâm Thiên nhíu mày lập tức nói. Chẳng lẽ là Lục Lâm Thiên đã trở về? Dám ra tay như vậy đối với Hắc Sát giáo, Hóa Vũ Tông và Lan Lăng Sơn Trang. Sợ rằng hai người quỷ tiên tử Bạch Oánh và Thôi Hồn Độc Vương Đông Vô Mệnh không dám làm như thế. Chỉ có tiểu tử Lục Lâm Thiên kia mới có thể làm ra chuyện này. Nhất định là tiểu tử này đã trở về. Trưởng môn, lần này phi linh môn làm ra động tĩnh lớn như vậy sợ rằng sẽ khiến cho Hóa Vũ Tông, Lan Lăng Sơn Trang và Hắc Sát giáo tức giận. Lẽ nào phi linh môn muốn một mình chống lại 3 sơn môn này sao? Quả thực không ổn một chút nào. Thực lực của phi linh môn còn xa mới đủ. Lưu trưởng lão do dự một lát rồi nói với Lữ Chính Cường. Lữ Chính Cường nhíu mày, đi đi lại lại trong phòng 2 vòng, sắc mặt biến hóa, lẩm bẩm nói. Tiểu tử này nhất định sẽ làm như vậy, không phải nó còn ở trong Đông Hải sao? Sao lại trở về nhanh như vậy? Lẽ nào không thu được chỗ tốt nào trên thiên đảo sao? Cho dù là như vậy sợ rằng nó cũng không trở về nhanh như vậy được. Công khai đối phó với Lan Lang Sơn Trang, Hắc Sát giáo và Hóa Vũ Tông. Rốt cuộc trong hồ lô của tiểu tử này bán thứ gì? Chí ít phải tới đây một chuyến chứ. Trưởng môn, sợ rằng Lan Lăng Sơn Trang, Hóa Vũ Tông và Hắc Sát giáo lúc này cũng đã thu được tin tức. Chúng ta làm sao bây giờ? Vạn nhất bọn chúng bao vây tiểu trừ phi linh môn, linh thiên môn chúng ta có phải?
Vương trưởng lão còn chưa nói hết, Lữ Chính Cường đã phất tay nói. Vương trưởng lão, truyền lệnh xuống dưới, nghiêm ngặt giám thị nhất cử nhất động của Hắc Sát giáo, Lan Lăng Sơn Trang, Hóa Vũ Tông còn có Phi Linh Môn. Vâng. Vương trưởng lão đáp. Lưu trưởng lão, đệ tử trong môn chuẩn bị trước, bất cứ lúc nào xuất phát. Lữ Chính Cường nói. Vâng. Lưu trưởng lão gật đầu. Hai vị trưởng lão lui ra, Lữ Chính Cường đứng chắp tay, ánh mắt chuyển động, lẩm bẩm nói. Tiểu tử, rốt cuộc trong hồ lô con bán thuốc gì? Con có biết đám ngựa ơi Lan Lăng Sơn Trang, Hóa Vũ Tông, Hắc Sát giáo không dễ trêu chọc như vậy hay không? Lẽ nào chưa tới chỗ ta là bởi vì đi tới Vân Dương Tông sao? Trong không gian tử lôi huyền đỉnh, năng lượng bàng bạc không ngừng rót vào, vô luận là tu vi linh giả hay là linh hồn lực của Lục Lâm Thiên đều được tăng cường. Cỗ khí tức từ trong cơ thể Lục Lâm Thiên tràn ra từ từ tăng cường. Linh lực như biển dường như cuồn cuộn từ trong cơ thể khuếch tán ra ngoài. Khí tức kéo lên, không gian trong đầu trong nháy mắt mở rộng. Hồn đan giờ phút này cấp tốc xoay tròn. Kim đao trên hồn anh đẩy nhanh tốc độ hấp thu linh hồn lực. Không biết từ khi nào, Lục Lâm Thiên cảm giác được không gian linh lực bành trướng có chút no đủ. Siêu siêu. Lúc này năng lượng mạnh mẽ còn đang không ngừng tiến vào. Năng lượng bạo phát, khí tức Lục Lâm Thiên lúc này đã đạt tới linh vương cửu trọng hậu kỳ đỉnh phong. Lục Lâm Thiên cảm giác hắn còn có thể tăng thêm, quá trình tăng trưởng vô cùng nhanh. Chỉ sợ sẽ đột phá tôn cấp. Loại tốc độ đột phá này giống như là bay, hắn có thể mở mắt nhìn thấy thực lực của mình đang đột phá, đối với bất kỳ tu luyện giả nào mà nói, đây là mê hoặc chí mạng. Năng lượng bàng bạc không ngừng tiến vào, cỗ năng lượng này cũng không biết khổng lồ như thế nào. Không thể đột phá, tu vi vũ giả còn chưa tới giai đoạn đột phá. Trong lòng Lục Lâm Thiên lập tức nghĩ tới một vấn đề đáng sợ, hắn không thể tùy ý tiếp tục đột phá. Nếu như tu vi linh giả đột phá mà tu vi vũ giả không thể đột phá, hậu quả chí mạng a. Thu. Khẽ quát một tiếng, Lục Lâm Thiên mạnh mẽ dừng âm dương linh vũ quyết, năng lượng bàng bạc đang hội tụ lập tức trùng kích tới, nào có thể nói dừng là dừng dễ dàng như thế được. Lực lượng vẫn liên tục tiến vào dâng trào càng lúc càng kinh khủng. Năng lượng bàng bạc giống như một đầu cự long đang tạo thành sóng to gió lớn trong đầu hắn. Phá. Thủ ấn trong tay Lục Lâm Thiên được kết, cắn răng mạnh mẽ đánh bay cỗ năng lượng dâng trào kia. Năng lượng bàng bạc phô thiên cái địa tuôn ra, không gian tử lôi huyền đỉnh đột nhiên run rẩy kịch liệt. Ba động mạnh mẽ nhanh chóng khuếch tán, nơi ba động lướt qua cả không gian run rẩy. Trong mật thất, tử lôi huyền đỉnh rung động, rồi một cỗ khí tức bắt đầu khuếch tán từ trong mật thất. Dưới khí tức này, ba đạo thân ảnh bên ngoài mật thất biến sắc. Bên trong cỗ khí tức này ẩn chứa một loại uy áp khiến cho bọn họ không thể chống cự, toàn thân ba người này run rẩy. Khục khục. Trong nháy mắt, trong Phi Linh Môn có không ít đệ tử toàn thân run rẩy, ngã xuống mặt đất. Dưới khí tức này toàn thân bọn họ mềm nhũn, phủ phục. Chuyện gì xảy ra? Đệ tử Phi Linh Môn ngã xuống mặt đất không biết chuyện gì vừa mới xảy ra. Cảm giác khiến tim đập nhanh vừa rồi chỉ trong nháy mắt mà thôi. Cả đám đứng lên. Sắc mặt đại biến, thế nhưng cũng không ai biết được là chuyện gì đang xảy ra. Trong tử lôi huyền đỉnh năng lượng hùng hậu bị Lục Lâm Thiên mạnh mẽ cách ly. Siêu. Khi tất cả trở lại yên tĩnh, một lúc lâu sau Lục Lâm Thiên mới mở mắt ra. Tinh quang trong mắt chợt hiện, lúc này quanh thân hắn có một cỗ khí tức lan tràn. Mặc dù là đang ngồi khoanh chân thế nhưng thân thể lại giống như kiềng ba chân trong không gian. Cỗ khí tức này khiến cho chính bản thân Lục Lâm Thiên cũng cảm thấy tim đập nhanh hơn. Linh vương cửu trọng đỉnh phong rồi. Cảm nhận tu vi linh vương cửu trọng đỉnh phong lúc này, Lục Lâm Thiên tùy ý vung tay lên. Khí tức bạo phát, gợn sóng trong không gian bắt đầu lắc lư, liên tiếp vặn vẹo. Khí tức này trong nháy mắt được Lục Lâm Thiên thu vào trong cơ thể, tinh mang trong đôi mắt thâm thúy chợt lóe, cảm nhận ba động vừa rồi, phảng phất như có thể trực tiếp xé rách không gian vậy. Trong lòng Lục Lâm Thiên vô cùng kinh hãi, từ linh vương bát trọng đến linh vương cửu trọng đỉnh phong. Khí tức lúc này so với khi trước hoàn toàn là hai khái niệm khác nhau. Tới vương cấp, đột phá mỗi một trọng thì thực lực mạnh hơn rất nhiều. Khoảng cách mỗi một trọng đều là một cái hào rộng, lời này không sai một chút nào. Mà điều khiến cho Lục Lâm Thiên vô cùng chấn động chính là, hiện tại có thể cảm nhận được rõ ràng trong cơ thể hắn có một cỗ khí tức mới. Cỗ khí tức này khiến cho Lục Lâm Thiên có cảm giác kỳ dị trong lòng.
Loại cảm giác này giống như hắn có thể nắm tất cả trong tay. Tất cả đều nằm trong lòng bàn tay của hắn. Khí tức thần dị như vậy giống như linh hồn đã trải qua lột xác. Lục Lâm Thiên dò xét tiểu hồn anh, lúc này tiểu hồn anh đã biến hóa, màu sắc không giống khi trước, ngày càng ngưng thực hơn. Linh hồn lột xác, trên phương diện tâm cảnh Lục Lâm Thiên cũng cảm giác không giống khi trước. Loại biến hóa này giống như thực chất khiến cho hắn có cảm giác quân lâm thiên hạ. Phá! Dưới loại cảm giác này, Lục Lâm Thiên không nhịn được quát lên một tiếng. Trong mi tâm có một đạo ba động vô hình đột nhiên tuôn ra bên ngoài. Phanh! Ngoài không gian cách đó vài trăm thước, một hắc động đột nhiên không hề có dấu hiệu báo trước xuất hiện. Không gian vặn vẹo liên tục, rồi một cỗ linh hồn lực bắt đầu tràn ra. Bây giờ Lục Lâm Thiên có thể cảm nhận được rõ ràng lực lượng của linh hồn hắn rõ ràng đã mạnh hơn rất nhiều. Tiểu hồn anh chỉ hấp thu một ít linh hồn lực cực nhỏ. Thế nhưng số ít linh hồn lực này khiến cho tiểu hồn anh nhận được chỗ tốt kinh người. Giống như có thêm một loại biến hóa như thực chất, cảm giác hoàn toàn không giống khi trước. Loại cảm giác này vô cùng kỳ diệu không nói nên lời. Lúc này Lục Lâm Thiên có cảm giác tâm thần dò xét của hắn sau khi linh hồn lực được củng cố. Chỉ cần là nơi nằm trong phạm vi dò xét của tâm thần. Hắn muốn công kích thì trong nháy mắt có thể phát động. Đem mục tiêu công muốn công kích trong nháy mắt phong tỏa. Lục Lâm Thiên đánh giá linh hồn lực và tâm cảnh của hắn so với trước đây sợ rằng khó có thể so sánh bằng lời. Chỉ có bản thân hắn mới có thể nhận thấy rõ chỗ cưỡng hãn. Trong cơ thể hắn dường như còn có một dấu vết nào đó, đang mọc rễ nảy mầm trong cơ thể hắn, dung hợp ở tứ chi, bách hải, và trong từ tế bào. Lẽ nào đây là tác dụng của việc dung hợp đế giả chi nguyên sao? Cảm giác sự biến hóa không nói nên lời, một lát sau Lục Lâm Thiên mới thì thào nói nhỏ. Có thể đây là chỗ tốt của việc dung hợp đế giả chi nguyên. Chỗ tốt này dường như khiến cho hắn lột xác, có thể loại lột xác này chính là bước đầu tiên để hắn bước vào đế cấp trong truyền thuyết. Loại lột xác này chỉ có bản thân hắn trải nghiệm qua mới có thể hiểu rõ. Sợ rằng tuyệt đại bộ phận người khác, cho dù dùng cả đời cũng không thể vượt qua được nó. Bởi vì hơn kém quá xa. Truyền thừa. Đối với việc bản thân đột phá, Lục Lâm Thiên có cảm giác. Có thể đây là chỗ tốt sau khi nhận truyền thừa. Trong truyền thừa mang theo một tia lực lượng đối với hắn mà nói, đủ để hắn nhận được chỗ tốt cực lớn. Mà đối với việc linh hồn và tâm cảnh lột xác, hẳn là chỗ tốt mà đế giả chi nguyên mang lại. Sau khi cảm thán một phen, trong đầu Lục Lâm Thiên tức thì có một lượng lớn tin tức xuất hiện. Tỉ mỉ xem xét tin tức này, Lục Lâm Thiên cực kỳ ngưng trọng. Đây chính là tin tức mà sư phụ Chí Thánh Đại Đế lưu lại, sở học cả đời của người đều ở bên trong. Xem xét lượng tin tức này khiến cho sắc mặt Lục Lâm Thiên không ngừng biến hóa, bên trong cỗ tin tức khổng lồ này có vô số linh kỹ, phương pháp luyện chế đan dược viễn cổ. Đan phương viễn cổ, phương pháp luyện khí, tất cả đều vô cùng kinh người. Trong đám linh kỹ có đủ địa cấp trung giai, địa cấp cao giai. Lục Lâm Thiên đánh giá đủ để cho bản thân hắn sử dụng, sau này không cần đi khắp nơi tìm linh kỹ nữa. Lúc này Lục Lâm Thiên không khỏi nghĩ tới Lục Tâm Đồng. Từ trước cho tới bây giờ Lục Tâm Đồng không tu luyện linh kỹ, khi trước ở bên trong vụ tinh hải Lục Tâm Đồng cũng nhận được truyền thừa của sư tổ. Ngoài ra còn có thú hồn xích kim độc chu bát giai, tuyệt đối là một cường giả đỉnh cấp. Thế nhưng không biết vị cường giả đỉnh cấp này có đột phá tới đế cấp hay không? Không biết Lục Tâm Đồng có nhận được đế giả chi nguyên hay không? Những vấn đề này chợt xuất hiện, Lục Lâm Thiên cũng không rõ ràng cho lắm. Theo như lời Tâm Đồng nói, linh hồn kia có chút không trọn vẹn, cho nên ngay cả Lục Tâm Đồng cũng không biết được. Suy nghĩ lung tung một chút, Lục Lâm Thiên lập tức tìm kiếm hai thứ quan trọng nhất trong truyền thừa. Sư phụ Chí Thánh Đại Đế có nói qua. Trong truyền thừa có một bộ linh kỹ thiên cấp, còn có tuyệt chiêu mà sư phụ lĩnh ngộ ra từ thiên trụ giới. Linh kỹ thiên cấp, bất luận một thứ gì đó tới thiên cấp đều kinh khủng. Giống như linh khí vậy, tới thiên cấp chính là thần khí. Linh khí thiên cấp và linh khí địa cấp, cho dù là linh khí địa cấp đỉnh phong cũng còn xa mới bằng thần khí. Đồn rằng, linh kỹ và vũ kỹ thiên cấp đều có uy năng hủy thiên diệt địa. Uy lực kinh khủng không gì sánh được. Chỉ tiếc ở bên ngoài giường như cũng chưa có ai nhìn thấy vũ khí thiên cấp và linh khí thiên cấp. Đồn rằng vũ khí và linh khí thiên cấp đều có uy lực kinh khủng, thế nhưng uy lực lại chưa có ai nhìn thấy. Lại nói tuyệt chiêu mà sư phụ lĩnh ngộ từ trong thiên trụ giới cũng là vật mà Lục Lâm Thiên cực kỳ coi trọng. Theo như lời sư phụ Chí Thánh Đại Đế nói, lĩnh ngộ thời gian,
việc này khiến cho Lục Lâm Thiên cực kỳ nghi hoặc. Bởi vì hắn chưa từng nghiên cứu và lĩnh ngộ qua phương diện này. Thậm chí còn chưa từng tiếp xúc qua, mà đây chính là then chốt mở ra thiên trụ giới. Thiên trụ giới quan trọng như thế nào Lục Lâm Thiên hiểu vô cùng rõ. Đạt tới tầng thứ 9, đó chính là chênh lệch về thời gian 90 lần. Điều này vô cùng kinh khủng, mà mặt khác thứ lĩnh ngộ từ thiên trụ giới ngay cả sư phụ Chí Thánh Đại Đế cũng phải gọi là tuyệt chiêu. Đối với Lục Lâm Thiên mà nói tuyệt đối có lực mê hoặc cực lớn. Tuyệt chiêu của cường giả đế cấp, uy lực không cần phải nói cũng biết. Tìm được rồi, hẳn là thứ này. Một lát sau rốt cuộc Lục Lâm Thiên cũng tìm được một cỗ tin tức. Cỗ tin tức này chính là một quang đoàn, tâm thần Lục Lâm Thiên lập tức tiến vào. Siêu! Vừa mới xem xét Lục Lâm Thiên lập tức cảm thấy tâm thần mình run lên. Tâm thần trong nháy mắt này chấn động kịch liệt rồi trở nên mơ hồ, thế nhưng cũng trong nháy mắt tâm thần Lục Lâm Thiên lại lập tức khôi phục lại bình thường. Nhưng mà lúc này Lục Lâm Thiên phát hiện ra tâm thần của mình đã đi tới một không gian kỳ lạ. Phiến không gian này cực kỳ kỳ dị, khắp nơi mông lung. Có một cỗ khí tức quỷ quái bao phủ, trong cỗ khí tức này có năng lượng mạnh mẽ hội tụ. Lúc này tâm thần Lục Lâm Thiên dò xét về phía trước, không gian phía trước trong nháy mắt xuất hiện một đạo thân ảnh. Đạo thân ảnh này đang đứng chắp tay, đây là một đạo thân ảnh cực kỳ hư ảo. Thân ảnh cao ngất mang theo một cỗ khí thế bệ nghệ thiên hạ. Hai mắt giống như trăng sáng, mái tóc dài phía sau không gió tự động phất phơ, mang theo một cỗ khí tức già nua. Là sư phụ. Lục Lâm Thiên nhíu mày, đây cũng là một đạo tàn hồn nhỏ bé của sư phụ. TTH tân ảnh của tàn hồn này không tồn tại một chút uy áp nào. Thế nhưng hắn nhìn vào lại giống như trước mặt là một ngọn núi khổng lồ, không thể lay động. Ngay khi Lục Lâm Thiên muốn hành lễ, thanh âm của thân ảnh hư ảo này đã chậm rãi vang lên. Đồ nhi của ta, hiện tại con sẽ nhận được linh kỹ thiên cấp thiên linh hồn nhãn. Thiên linh hồn nhãn chính là thứ mà vi sư đoạt được trong mật địa. Thiên linh hồn nhãn này chính là tinh thần công kích. Lấy linh lực dẫn dắt năng lượng thiên địa tạo thành một con mắt bằng linh hồn. Dùng linh hồn làm công kích, thôn vệ sinh mệnh của mọi vật, lấy linh hồn lực phá hủy bất luận ý thức và tinh thần. Nghe thấy thanh âm này trong lòng Lục Lâm Thiên vô cùng vui vẻ. Cuối cùng hắn cũng tìm thấy linh kỹ thiên cấp, lấy linh lực thôi động, tạo thành một con mắt bằng linh hồn. Lấy linh hồn làm công kích thôn vệ sinh mệnh của tất cả mọi vật. Linh kỹ thiên cấp thiên linh hồn nhãn quả nhiên tuyệt đối kinh khủng. Linh kỹ thiên cấp, tu luyện cực kỳ khó khăn, không những cần linh lực dồi dào mà còn cần linh hồn lực đủ mạnh để chống đỡ. Bằng không, linh lực và linh hồn lực sẽ bị phản phệ. Dưới tình huống bình thường, từ linh tôn bát trọng có thiên phú tốt trở nên mới có thể miễn cưỡng tu luyện được nó. Nghe thấy như vậy Lục Lâm Thiên lập tức ngẩn ra, hắn đã sớm nghĩ tới việc cho dù nhận được linh kỹ thiên cấp cũng khó mà tu luyện được. Thế nhưng không ngờ lại phải tới linh tôn bát trọng mới có thể tu luyện được. Mà đây còn là linh tôn bát trọng có thiên phú tốt. Yêu cầu cũng quá cao. Ngay khi Lục Lâm Thiên đang suy nghĩ, thanh âm từ linh hồn của Chí Thánh Đại Đế tiếp tục vang lên. Con có thể tới được nơi này chứng minh con đã nhận được đế giả chi nguyên và truyền thừa của vi sư. Có đế giả chi nguyên và truyền thừa của vi sư và linh hồn lực còn lại. Con muốn tu luyện thiên linh hồn nhãn này cũng sớm được hơn một chút. Thiên linh hồn nhãn, thôn vệ sinh mệnh của mọi vật. Lấy linh hồn làm công kích phá hủy bất luận ý thức và tinh thần nào. Thanh âm của tàn hồn lần nữa vang lên. Lúc này Lục Lâm Thiên nhìn thấy sư phụ đang đánh ra từng đạo thủ ấn phức tạp. Thủ ấn chậm rãi được kết. Thân ảnh hư ảo kia dường như dễ nhìn hơn một chút. Một cỗ năng lượng bắt đầu hội tụ. Đây chính là phương pháp tu luyện thiên linh hồn nhãn. Nhìn cảnh này, trong mắt Lục Lâm Thiên hiện lên sự vui mừng. Vội vã ngưng thần. Đem cảnh tàn hồn của sư phụ tu luyện nhớ kỹ trong đầu. Ngay khi thủ ấn trong tay Chí Thánh Đại Đế được kết, quang mang quanh thân liền chói mắt. Mà trên đôi mắt đột nhiên có một cỗ quang mang quỷ dị. Lập tức hai mắt trợn lên, trong hai mắt có hai đạo quang trụ bắn ra. Hai đạo quang trụ giống như lưu tinh xẹt qua, ầm ầm đụng vào không gian rồi hội tụ lại với nhau. Siêu! Một cỗ lực lượng đáng sợ giống như một cơn lốc khuếch tán. Quang trụ trong nháy mắt đánh ra. Một vòng quang cháo chói mắt lập tức xuất hiện, nó giống như một con mắt lớn. Chung quanh vô cùng chói mắt, mà ở giữa vòng quang cháo còn có một hắc động cực lớn, đen kịt, sâu không thấy đáy giống như cái khe trong không gian lại giống như con mắt. Mà hắc động này giống như thiên nhãn có lực thôn vệ vạn vật,
con mắt này vừa mới ngưng tụ thành hình, ngay lập tức khuếch tán. Không gian mông lung trong nháy mắt giống như một mặt gương bắt đầu nứt nẻ, sau đó bị hắc động lớn kia thôn phệ. Nhìn hắc động lan tràn, cỗ khí tức này khiến cho Lục Lâm Thiên hít sâu một hơi. Linh hồn run lên, trực tiếp cảm giác được xung động muốn phủ phục. Cỗ khí tức này khiến cho tim hắn trực tiếp ngừng đập. Tất cả chỉ xảy ra trong nháy mắt sau đó tiêu tán. Quang mang trên tàn hồn chí thánh đại đế cũng tiêu tán. Đồ nhi của ta, bây giờ còn sẽ nhận được tuyệt chiêu mà vi sư trong thời gian nghìn năm mới lĩnh ngộ ra ở bên trong thiên trụ giới. Còn có thể gọi nó là thời gian loạn, trong phạm vi nó bao trùm thời gian có thể chậm hoặc nhanh, do đó sẽ khiến cho thời gian loạn. Bất luận kẻ nào bị nhốt vào trong đó tuyệt đối sẽ bị ảnh hưởng. Mà người thi triển thì không bị ảnh hưởng một chút nào. Nếu như dùng để đối địch tuyệt đối sẽ khiến cho địch nhân trở tay không kịp, thừa cơ đánh chết đối phương. Thời gian loạn. Lục Lâm Thiên kinh ngạc, không ngờ lại còn có thời gian như vậy. Trong thiên trụ giới, thời gian so với bên ngoài chậm hơn gấp chục lần, mà đây chỉ là tầng thứ nhất. Không ngờ trong thiên trụ giới sư phụ hắn lại lĩnh ngộ ra tuyệt chiêu như vậy. Lĩnh ngộ thời gian giống như là vũ giả lĩnh ngộ năng lượng thuộc tính. Linh giả lĩnh ngộ năng lượng tinh thần vậy. Có thể thời gian không phải là một loại năng lượng, thế nhưng cũng là một loại tồn tại trong thiên địa. Thời gian tuyệt đối có thể lĩnh ngộ được. Trước khi thu được thiên trụ giới ta cũng không biết thời gian có thể lĩnh ngộ được. Ta sẽ đem những thứ liên quan tới thời gian loạn cho con lĩnh ngộ. Dẫn đường cho con, về phần con có thể lĩnh ngộ được bao nhiêu thì phải nhìn ngộ tính của con rồi. Tàn hồn chí thánh đại đế nói xong, thủ ấn lần nữa kết xuất. Quanh thân có một cỗ quang mang quỷ dị trong nháy mắt hóa thành một cỗ quang mang chói mắt tản ra. Một cỗ tin tức bắt đầu xuất hiện trong đầu Lục Lâm Thiên. Quang mang ngày càng mờ nhạt, cuối cùng tiêu tán triệt để. Trong đầu Lục Lâm Thiên cũng xuất hiện một đám tin tức lớn. Lục Lâm Thiên xem mới biết được, đây đều là lĩnh ngộ của sư phụ chí thánh đại đế với thời gian. Cùng với phương pháp lĩnh ngộ thời gian loạn. Đa tạ sư phụ. Lục Lâm Thiên nói xong tâm thần run lên. Không gian kỳ dị này đã biến mất. Trong không gian Tử Lôi Huyền Đỉnh, Lục Lâm Thiên đang khoanh chân ngồi đột nhiên mở mắt, tinh quang trong mắt bắn ra, miệng thở ra một ngụm chọc khí. Thiên linh hồn nhãn, thời gian loạn. Lục Lâm Thiên thì thào thấp giọng nói. Trong đầu hiện ra từng dòng tin tức, lúc này hắn rốt cuộc cũng đã dung hợp đế giả chi nguyên, chiếm được truyền thừa. Thực lực của hắn cũng đã tới linh vương cửu trọng đỉnh phong. Không biết mình có thể thi triển thiên linh hồn nhãn hay không? Có linh kỹ thiên cấp trong người, trong mắt Lục Lâm Thiên mơ hồ hiện lên sự nóng bỏng. Linh kỹ thiên cấp, vừa rồi lại được tàn hồn của sư phụ biểu diễn một lần. Uy lực không ngờ lại kinh khủng như vậy. Nếu như chân chính tu luyện thành công, vậy thì uy lực không cần phải nghĩ. Hay là thôi đi, vạn nhất bị phản vệ không phải chuyện nhỏ. Lục Lâm Thiên rất muốn thử xem uy lực của thiên linh hồn nhãn. Thế nhưng lúc này ngẫm lại vẫn phải mạnh mẽ áp chế xuống. Linh kỹ thiên cấp tuyệt đối không phải là thứ mà hiện tại hắn có thể thôi động được ra. Thời gian loạn. Lực chú ý của Lục Lâm Thiên lập tức tập trung vào trên thời gian loạn. Lĩnh ngộ thời gian, điều này khiến cho Lục Lâm Thiên cảm thấy hứng thú. Tất cả mọi người đều biết tới lĩnh ngộ năng lượng thuộc tính. Thế nhưng sợ rằng không có mấy người có thể biết tới lĩnh ngộ thời gian. Dựa theo lời nói của sư phụ chí thánh đại đế. Lĩnh ngộ thời gian giống như vũ giả lĩnh ngộ thuộc tính và linh giả lĩnh ngộ năng lượng tinh thần. Có thể thời gian không phải là một loại năng lượng, thế nhưng tuyệt đối là một loại tồn tại trong thiên địa. Thời gian tuyệt đối có thể lĩnh ngộ ra được. Lục Lâm Thiên suy nghĩ, bắt đầu xem xét chỉ dẫn của sư phụ chí thánh đại đế. Đây là một tia năng lượng nhỏ, năng lượng này khiến cho hắn có cảm giác hỗn loạn, giống như là thời gian đọng lại, hoặc là thời gian gia tốc, cực kỳ ảo diệu. Lục Lâm Thiên trầm ngâm xem xét, trong lúc nhất thời cũng không biết lĩnh ngộ ra sao, chỉ có thể xem xét kỹ lưỡng mà thôi. Thời gian chậm rãi trôi qua, Lục Lâm Thiên yên tĩnh ở trong trạng thái kỳ diệu kia giống như là mất đi chi giác. Lúc này trong thiên trụ giới liên tiếp có ba động xuất hiện, không ít người ở ngay trong không gian này sau khi dùng diễn linh thánh quả trực tiếp đột phá. Thời gian vô thanh vô tức trôi qua. Sáng sớm, tia nắng ban mai soi sáng một mảnh núi non vô biên. Vạn vật dường như đều đang thức tỉnh, ánh nắng chiếu xuống xuyên qua lá cây rậm rạp, sương mù bốc lên, vô cùng yên tĩnh. Mà lúc này trong cổ vực, trong đại thành của Hắc Sát Giáo, một phân đà của Hắc Sát Giáo bị san bằng. Hơn 1.000 đệ tử Hắc Sát Giáo bị đánh chết,
hai người có tu vi xuất cấp trực tiếp hóa thành huyết phụ. Hai vị tôn sứ, đây đã là phân đà thứ 11 rồi. Lưu Nhất Thủ nói với Bàn Hủy. Chúng ta trở về thôi. Bàn Hủy nói xong thân ảnh ba người biến mất tại chỗ. Ba người vừa biến mất, đám người vây xem đông nghịt phía dưới trợn mắt líu lưỡi. Trên địa bàn Hắc Sát giáo không ngờ phân đà của Hắc Sát giáo lại bị người ta trực tiếp phá hủy. Thành chủ một chiêu bị đánh thành huyết phụ, hơn 1.000 đệ tử trong chớp mắt bị đánh chết. Quả thực quá kinh khủng. Là người Phi Linh Môn. Là người của Phi Linh Môn tới báo thù. Mọi người nghị luận, trong chớp mắt thân ảnh ba người Bàn Hủy đã đi ra bên ngoài mấy nghìn thước. Trong thiên trụ giới, nơi thôi hồn độc vương Đông Vô Mệnh đứng, không biết từ lúc nào, quanh thân hắn tràn ngập hắc sắc quang mang. Trong quang mang dường như có khói độc nhẹ nhẹ quanh quẩn, tràn ngập một cỗ khí tức khiến cho tim người khác đập nhanh. Cỗ khí tức này đang từ linh vương ngũ trọng từ từ tăng lên. Tu vi của thôi hồn độc vương Đông Vô Mệnh vốn là linh vương tam trọng lúc Lục Lâm Thiên rời khỏi cổ vực. Trong đoạn thời gian này trong Phi Linh Môn có nhiều việc, không thể tĩnh tâm tu luyện. Dù sao hắn cũng có độc thể hậu thiên cho nên mới tới được linh vương ngũ trọng. Lúc này trong thiên trụ giới, sau khi phục dụng diễn linh thánh quả, phương diện tâm cảnh đã được đề thăng cực lớn. Lại ăn vào chân linh thánh quả, bản thân lại có độc thể hậu thiên, tốc độ tu luyện của thôi hồn độc vương Đông Vô Mệnh đương nhiên cũng không chậm. Huống chi trong thiên trụ giới cũng đã được mấy tháng bế quan tu luyện, không ít trưởng lão thực lực thấp đã sớm dùng diễn linh thánh quả để đột phá. Khí tức không gian quanh thân thôi hồn độc vương Đông Vô Mệnh lúc này càng ngày càng mạnh, chỉ sau một lát gợn sóng trong không gian ba động kịch liệt. Khí tức giống như trẻ tre tăng lên, một cỗ áp lực khiến cho linh hồn run rẩy khuếch tán. Đồng thời không gian lập tức có một cỗ năng lượng bàng bạc kéo tới. Năng lượng tràn ngập, trực tiếp rót vào trong cơ thể thôi hồn độc vương Đông Vô Mệnh, đem thôi hồn độc vương Đông Vô Mệnh bao phủ vào bên trong. Dưới cỗ năng lượng này, chỉ trong nháy mắt hắc mang quanh người thôi hồn độc vương Đông Vô Mệnh mang theo khí tức quỷ dị kia lập tức co rút lại. Hắc mang co rút lại, một tia năng lượng cuối cùng trong thiên địa bị thôi hồn độc vương Đông Vô Mệnh thu vào trong thân thể hắn lần nữa xuất hiện trong không gian. Phù! Khi một đạo hắc mang cuối cùng bị thôi hồn độc vương Đông Vô Mệnh thu vào trong cơ thể. Một ngụm chọc khí từ trong miệng hắn thở ra, hai mắt mở. Ánh mắt thâm thúy mang theo tinh quang chợt lóe khiến cho người khác không dám nhìn thẳng, một lát sau mới thu liễm lại. Linh vương lục trọng, diễn linh thánh quả và chân linh thánh quả này quả nhiên vô cùng kỳ diệu. Thôi hồn độc vương Đông Vô Mệnh thì thào nói, chỗ tốt sau khi dùng diễn linh thánh quả khiến cho hắn cây ết yêu ta ép sợ. Năng lượng của chân linh thánh quả hắn còn chưa luyện hóa hết, số năng lượng này vô cùng khổng lồ không gì sánh được. Lúc này tăng lên linh vương lục trọng. Trong lòng thôi hồn độc vương Đông Vô Mệnh phỏng đoán, hiện tại hắn có một kiện hồn khí địa cấp phòng ngự, một kiện hồn khí công kích. Hơn nữa lại thêm phệ hồn ác anh và độc công, sợ rằng cho dù gặp phải linh vương thất trọng đỉnh phong tuyệt đối cũng có lực chống lại. Về phần linh vương bát trọng, muốn chống lại có lẽ cũng không có vấn đề gì quá lớn. Trừ phi là đối phương cũng có hồn khí địa cấp. Ồ, cũng đột phá sao? Phía trước xuất hiện ba động, thôi hồn độc vương Đông Vô Mệnh lập tức nhìn về phía trước. Lúc này trong không gian có một thân ảnh tuyệt mỹ khoanh chân mà ngồi. Toàn thân tản ra khí tức quyến rũ thành thục, mái tóc đen nhánh, toàn thân mặc một bộ váy màu trắng, làn da như ẩn như hiện. Nhìn quỷ thiên tử Bạch Oánh, trong mắt thôi hồn độc vương Đông Vô Mệnh khẽ giật mình. Tâm ý của Bạch Oánh làm sao hắn không biết, thế nhưng tuổi tác lớn như vậy rồi, có một số việc cũng khó mà nói ra. Trong chớp mắt này, quanh thân quỷ thiên tử Bạch Oánh có không ít năng lượng hội tụ. Thân thể khoanh chân mà nổi, không gian chung quanh ba động. Một cỗ khí tức cường hãn bắt đầu tràn ra. Không gian chung quanh ba động ngày càng kịch liệt. Một cỗ quang mang màu trắng từ trong thân thể nàng tuôn ra. Sau đó giống như một đạo ngân mang lượn lờ ngoài thân thể kéo theo năng lượng thiên địa hội tụ tới. Cuối cùng dũng mãnh tiến vào trong thân thể nàng, cứ như vậy mà tuần hoàn. Năng lượng cuồn cuộn không dứt tiến vào trong cơ thể quỷ tiên tử Bạch Oánh nhanh chóng phát sinh biến hóa. Cơ thể được rèn giũa không ít, càng ngày càng mạnh hơn. Phanh! Trong đan điền quỷ tiên tử Bạch Oánh lập tức vang lên một tiếng trầm muộn. Khí tức trong nháy mắt tăng lên tới vũ vương tứ trọng. Năng lượng hội tụ, thân thể linh lung khoanh chân ngồi giống như một cái động không đáy, tham lam thôn phệ năng lượng bàng bạc vào trong cơ thể. Tất cả cũng không kéo dài quá lâu, một lát sau lập tức khôi phục lại sự yên tĩnh như cũ.
Phù. Một lát sau, quỷ tiên tử Bạch Oánh mở hai mắt, tinh quang trong mắt chợt lóe lên rồi thu liễm. Đôi mắt xinh đẹp chợt lóe lên rồi nhìn về phía Thôi Hồn Độc Vương Đông Vô Mệnh. Nhìn ánh mắt của quỷ tiên tử Bạch Oánh, Thôi Hồn Độc Vương Đông Vô Mệnh hoảng hốt, lần nữa đánh ra thủ ấn, tiến vào trạng thái tu luyện. Quỷ tiên tử Bạch Oánh nhìn Đông Vô Mệnh, ánh mắt chợt lóe rồi cũng tiến vào trạng thái tu luyện. Trong một sơn mạch bị phong bế, không gian này một mảnh xanh ngắt, bầu trời mông lung, bốn phía đều là quần sơn vây quanh. Lúc này Lục Lâm Thiên xuất hiện ở trong đó, không gian này giống như không có một chút năng lượng nào tồn tại, thế cho nên yêu thú đều có cấp độ cực thấp. Chủ nhân, nơi này chính là cấm địa. Dưới thân Lục Lâm Thiên chính là đầu yêu thú tứ giai sơ kỳ mà hắn mới thu phục trước đó không lâu.